Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1061, có thể khống chế trạng thái bùng nổ. Bởi vì hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài vô cùng lớn, một cái hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài ước chừng có thể chế tác 10 cái hỏa hồng sắc lập tức giáp, Diệp Thần Phong cũng liền một cái hứa hẹn giúp Diệp Đông Kiện ba người bọn họ riêng phần mình chế tác một kiện. Cái này khiến Diệp Đông Kiện trên mặt bọn họ là cười nở hoa tới. Vương Lực mở miệng báo cáo, đúng, Diệp thiếu ra, phía trước không lâu có một nhóm người vận mấy xe tải đồ vật tới, bọn họ nói cái này toàn bộ là người đồ vật, cho nên ta liền đem những vật này toàn bộ phóng tới phong vệ doanh một gian trong kho hàng. Diệp thần phong biết vương lực nói những vật này, hẳn là hắn tại y đấu thi đấu bên trên thắng được thiên minh vật tư, lúc trước hắn còn không có nhìn kỹ những vật tư này đây. Hắn nói ra, chúng ta bây giờ cùng đi một chuyến nhà kho, những này trở về vật tư có thể xúc tiến các ngươi tăng lên linh hồn lực, những vật tư này cũng toàn bộ là là gió về đội thành viên chuẩn bị. Nghe được trong kho hàng vật tư có thể xúc tiến tăng lên linh hồn lực, Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh hai người này lập tức tới tinh thần, Diệp Đông Kiện thúc giục nói, thần phong, trọng yếu như vậy sự tình ngươi làm sao không nói sớm. Đi, chúng ta nhanh đi một chuyến nhà kho. Tại phòng vệ doanh bên trong hết thảy có ba gian nhà kho, cái này ba gian nhà kho chìa khóa phân biệt tại Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực trong tay, tại đi vào cất giữ tăng lên linh hồn lực vật tư cửa nhà kho về sau vương lực dùng chìa khóa cầm hai phiến cẩn trọng thiết môn cho mở ra đập vào mi mắt là đủ loại tu luyện vật tư tại không có tiếp xúc đến diệt thiên minh trước đó diệp thần phong đối với trước mặt đại bộ phận tu luyện vật tư cũng không nhận ra bất quá từ khi tiếp xúc đến diệt thiên minh về sau hắn cầm các loại đối với linh hồn lực hữu dụng đồ vật đều ghi tạc trong đầu diệp thần phong đi vào nhà kho về sau vừa hướng Diệp Đông Kiện bọn người giới thiệu những vật tư này bảo tồn phương pháp, vừa hướng bọn họ giới thiệu những vật tư này đối với tăng lên linh hồn lực có phương diện nào tác dụng. Cái này khiến Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực nhau nhau lấy điện thoại di động ra ghi chép lại, phải biết những vật tư này thế nhưng là quan hệ bọn họ, quan hệ cả người phong vệ đội thành viên, cái này để cho Diệp Đông Kiện ba người bọn họ không thể không nghiêm túc. Tại cầm trong kho hàng tất cả vật tư đều giới thiệu một lần về sau, thời gian đã là đi qua hơn một cái giờ. Đang lúc Diệp Thần Phong muốn rời khỏi nhà kho thời điểm, hắn bất thình lình nhìn thấy tại nhà kho bên phải trong góc còn trưng bày một khối trắng noãn vô cùng đại thạch đầu. Diệp Thần Phong cũng không biết loại này đại thạch đầu đối với tăng lên linh hồn lực khác gì trợ giúp. Sau đó, xuất phát từ hiếu kỳ, Diệp Thần Phong đi đến bên phải trong góc. Khi hắn dùng bàn tay đi chạm đến khối này trắng noãn vô cùng đại thạch đầu thì Diệp Thần Phong sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, Hắn cảm giác trong đan điền hồng sắc khí thể trong nháy mắt trở nên cục xúc bất an đứng lên hung hăng lại hướng đan điền hậu phương tụ lại lấy giống như hồng sắc khí thể đối với cái này trắng noãn vô cùng đại thạch đầu có loại bẩm sinh hoảng sợ cái này khiến diệp thần phong trong nội tâm hiếu kỳ là càng phát ra nồng đậm hắn dùng di động cầm tảng đá kia cho vỗ xuống đến sau đó tóc một đầu tin nhắn cho diệt thiên minh minh chủ trầm kinh vũ rất nhanh Trầm Kinh Vũ liền quay về một đầu tin nhắn cho Diệp Thần Phong, Trầm Kinh Vũ tại tin nhắn bên trong là nói như vậy, Diệp huynh đệ, ta cũng không nhận ra tảng đá kia lai lịch. Có thể là thiên minh người tiện tay cầm cái này hòn đá để vào đánh cược vật tư bên trong. Chẳng lẽ cái này hòn đá khác gì vấn đề sao? Gặp Trầm Kinh Vũ cũng không rõ ràng cái này trắng noãn vô cùng thạch đầu lai lịch, Diệp Thần Phong cũng liền tùy tiện quay về một đầu tin nhắn cho Trầm Kinh Vũ, đón lấy Diệp Thần Phong lại đưa tay trưởng đặt tại khối này trắng noãn vô cùng tảng đá lớn bên trên. Hắn trong đan điền hồng sắc khí thể lần nữa trở nên cục xúc bất an đứng lên, cái này khiến Diệp Thần Phong khẳng định cái này trắng noãn thạch đầu đối với hắn trong đan điền hồng sắc khí thể có tác dụng khắc chế. Trong lúc nhất thời từ Diệp Thần Phong trong đầu toát ra một cái kỳ tư diệu tưởng đến, tất nhiên cái này trắng noãn thạch đầu đối với hồng sắc khí thể có tác dụng khắc chế như vậy hắn có thể hay không lợi dụng cái này trắng noãn thạch đầu, tới để cho hắn trong đan điền hồng sắc khí thể đạt tới một cái thăng bằng. Phải biết ngày xưa Diệp Thần Phong vẫn nộ tiến vào trạng thái bùng nổ bên trong thời điểm. Cả người hắn là hoàn toàn mất đi khống chế, đây đối với hắn cùng người bên cạnh tới nói cũng là tồn tại nguy hiểm nhân tố. Nhưng là, nếu như Diệp Thần Phong có thể lợi dụng cái này trắng noãn thạch đầu, để cho loại kia trạng thái bùng nổ thuộc về một cái điểm thăng bằng, để cho hắn đã có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên ý thức cũng sẽ không mất đi khống chế như vậy đây đối với diệp thần phong tới nói liền lại nhiều một tấm bảo mệnh bài tiểu thúc các ngươi giúp ta đem khối này thạch đầu đem đến huấn luyện trong phòng đi diệp thần phong đối diệp đông kiện đám người nói diệp đông kiện mấy người cũng không biết diệp thần phong lại phải làm cái quỷ gì bất quá bọn họ vẫn là y theo diệp thần phong ý tứ đi làm Bây giờ có cái này trắng noãn thạch đầu về sau, Diệp Thần Phong muốn đi vào trạng thái bùng nổ bên trong, hắn tâm tình nhất định phải phẫn nộ, mà lại là kịch cực độ phẫn nộ, thế là Diệp Thần Phong lại một đầu tiến vào trong phòng thí nghiệm, hắn muốn tìm tới một cái tùy thời có thể tiến vào phẫn nộ tâm tình biện pháp. Một ngày sau khi, Diệp Thần Phong là hưng phấn từ trong phòng thí nghiệm đi tới, trong tay hắn cầm một cái cục áo lớn nhỏ đồ vật đây chính là Diệp Thần Phong tiến vào phẫn nộ tâm tình nơi mấu chốt, đây cũng không phải là một khỏa phổ thông cúc áo, chỉ cần cầm khỏa này cúc áo nhét vào lỗ tai bên trong, đồng thời lợi dụng linh hồn lực đi kích phát khỏa này cúc áo, từ nơi này khỏa cúc áo bên trong liền sẽ tản mát ra nhân thể nghe không được âm ba đến, dùng cái này tới kích thích Diệp Thần Phong đại não, mà Diệp Thần Phong còn ở lại chỗ này khỏa cúc áo bên trong đưa vào rất nhiều chỉ lệnh. Một khi khỏa này cúc áo bị kích phát ra đến, một vài bước để cho Diệp Thần Phong phẫn nộ tới cực điểm hình ảnh liền sẽ ở trong đầu hắn thoáng hiện. Diệp Thần Phong từ phòng thí nghiệm đi tới về sau, hắn thông chi Diệp Đông Kiệt, Vũ Khôn Minh cùng vương lực ba người này, để bọn hắn cùng hắn cùng đi huấn luyện trong phòng, vạn nhất Diệp Thần Phong mất khống chế, ba người bọn hắn còn có thể lập tức khai thác biện pháp. Khi tiến vào huấn luyện sau phòng, Diệp Thần Phong không có đi để ý tới Diệp Đông Kiệt bọn người, hắn đầu tiên tại khối kia trắng noãn trên tảng đá cắt bỏ một khối nhỏ thạch đầu, cầm cái này trắng noãn tảng đá nhỏ điêu khắc thành một cái vòng tay bộ dáng, sau đó đem cái này vòng tay đeo tại trên cổ tay phải. Diệp Đông Kiện bọn người bị Diệp Thần Phong làm cho là không khỏi rượu, Diệp Thần Phong tại đưa tay vòng tay đeo tại trên cổ tay về sau, hắn nói ra tiểu thúc, các người đợi chút nữa cầm trên mặt đất trắng noãn thạch đầu ôm vào trong ngực, một khi ta xuất hiện cả người mất khống chế hiện tượng, các ngươi lập tức cầm tảng đá kia nhét vào ta trong ngực. Thần Phong, người đến làm cái quỷ gì? Có thể hay không trước đó cho chúng ta thấu cái? Diệp Đông Kiện nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong nói ra, tiểu thúc, chuyện này ta trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng, các người chỉ cần chiếu vào bên ta pháp luật đi làm là được. Sau đó, Diệp Thần Phong lại trịnh trọng hỏi một lần, tiểu thúc, vũ thúc thúc, vương lực, ba người các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Vũ Khôn Minh vừa cười vừa nói, thần phong, ngươi nhìn ngươi bộ dáng, ngươi cần phải nghiêm túc như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ đợi chút nữa ngươi không kìm chế được nỗi nòng, đem chúng ta ba cái cho giết sao? Diệp thần phong nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, vũ thúc thúc, ngươi nói không sai, một khi tâm tình ta mất khống chế, không bài trừ đối với các ngươi động thủ khả năng. Gặp Diệp thần phong nghiêm túc như vậy trả lời, vương lực cái thứ nhất nghiêm túc lên, lúc trước vương lực đi theo Diệp Thần Phong tiến vào cổ võ giới nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực bên trong thời điểm. Diệp Thần Phong từng tại đối mặt tam đại môn phái vây công thì hắn tại sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn liền không kìm chế được nỗi nòng, thực lực mãnh mẽ, mẽ bạo tăng một lần, khi đó sự tình vương lực vẫn nhớ phi thường rõ ràng. Diệp thiếu ra, người yên tâm tốt, chúng ta nhất định sẽ đề cao tinh thần. Vương lực nghiêm túc nói. Đang nghe vương lực lời nói về sau, Diệp thần phong linh hồn lực chậm rãi đi kích phát lỗ tai bên trong cúc áo, tại cầm cúc áo kích phát về sau, diệp thần phong trong đầu nhất thời hiển hiện từng cái để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm hình ảnh. Diệp thần phong biểu hiện trên mặt trong nháy mắt dữ tợt, trên thân lệ khí tại từng chút một gia tăng, mà hắn trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể, bởi vì diệp thần phong đeo lên vòng tay về sau, đoàn kia hồng sắc khí thể bản năng co đầu rút cổ đứng lên, mà khi Diệp Thần Phong tâm tình thuộc về phẫn nộ trong trạng thái thì đoàn kia hồng sắc khí thể lại bắt đầu trở nên xuẩn xuẩn dục động đứng lên, mạnh mẽ, mẽ hướng phía Diệp Thần Phong toàn thân khuếch tán mà đi, hồng sắc khí thể từ Diệp Thần Phong trong lỗ chân lông chậm rãi thẩm thấu ra. Diệp Thần Phong tóc cũng chậm chậm biến thành màu đỏ nhạt, trong thân thể của hắn linh hồn lực đang từ từ đi lên kéo lên. Tuy nhiên Diệp Thần Phong trên thân lệ khí càng lúc càng nồng nặc, nhưng là ý hắn biết vẫn là thanh tỉnh trong lòng của hắn nhất thời cảm giác biện pháp này là hữu dụng nhưng lại tại lúc này giang giác giang giác giang giác diệp thần phong đeo tại trên cổ tay vòng tay xuất hiện từng cái vết rạn đón lấy toàn bộ vòng tay hóa thành bột phấn chiếu xuống trên mặt đất diệp thần phong trong thân thể hồng sắc khí thể trong nháy mắt tùy ý đi ra hắn hai tròng mắt cũng lập tức nhiễm lên một tầng đỏ như máu biểu hiện trên mặt dần dần trở nên băng lãnh hạ xuống chương 1062 thành công. Quanh thân bị màu đỏ khí thể bị vòng quanh, đỏ nhạt sắc tóc hoàn toàn chuyển biến thành màu đỏ tóc, một đôi huyết hồng sắc trong con mắt lóe ra cực kỳ quỷ dị quang mang, Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực mẽ mẽ tăng vọt, trực tiếp từ tông cấp trung kỳ đột phá đến tôn cấp sơ kỳ, lại từ tôn cấp sơ kỳ đột phá đến tôn cấp trung kỳ, sau đó linh hồn lực tăng vọt xu thế mới chậm rãi yếu bớt. Đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực, bên trong Vương Lực tuy nhiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là lần này Diệp Thần Phong biến hóa, cùng hắn lần trước nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, huyết hồng sắc hai tròng mắt, màu đỏ tóc, bốn phía bị màu đỏ khí thể bị vòng quanh, cái này cho Diệp Thần Phong tăng thêm một chút tại ý, nếu như bây giờ có cái nào tiểu nữ sinh tại lời nói, khẳng định là sẽ bị Diệp Thần Phong bây giờ bộ dáng này cho mê đảo, thậm chí ngay cả trong miệng đều sẽ nhịn không được rít gào lên âm thanh tới. Mà Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực ba người này, bọn họ nhưng không có tâm tình đi chú ý quan sát Diệp Thần Phong bề ngoài biến hóa. Từ trên người Diệp Thần Phong không ngừng phát ra cuồn cuộn lệ khí, cùng Diệp Thần Phong trên mặt lạnh giống băng biểu lộ, cái này sắp ép Diệp Đông Kiện ba người bọn họ hít thở không thông. Vừa mới còn một mặt không quan trọng Vũ Khôn Minh, hắn trên trán là toát ra trừng hạt đậu mồ hôi, trong cổ họng là gian nan nuốt nước bọt, một bên Vương Lực vội vàng nói, Diệp Đông Kiện người còn thất thần làm gì nhanh lên đem thạch đầu nhét vào diệp thiếu gia trong ngực trong tay ôm khối kia trắng noãn vô cùng đại thạch đầu diệp đông kiện hắn đang nghe bên cạnh vương lực la lên về sau hắn lập tức cầm thạch đầu hướng về diệp thần phong trong ngực đưa qua đi mà thuộc về trạng thái bùng nổ diệp thần phong dưới chân hắn bước chân hơi hơi xê dịch dễ như trở bàn tay né tránh diệp đông kiện trong tay thạch đầu trong cơ thể hùng hậu linh hồn lực mãnh mẽ, mẽ bạo phát đi ra Từng đạo từng đạo kính khí hướng phía Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực tập đi qua. Diệp Đông Kiện đám ba người ở ngực chịu đến kính khí công kích về sau. Đang 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 đăng, dưới chân bọn hắn bước chân là hung hăng lui lại lấy, trong thân thể là cảm giác một trận huyết khí dâng lên, từ bọn họ khóe miệng không tự giác tràn ra từng tia từng tia máu tươi. Diệp Thần phong mặt không biểu tình nhìn chầm chầm Diệp Đông Kiện ba người bọn họ, tại khóe miệng của hắn xẹt qua một vòng khát máu nụ cười từ trong cổ họng hắn mơ hồ không rõ phun ra một chữ chết nghe được chết chữ từ diệp thần phong trong miệng nói ra diệp đông kiện bọn họ là toàn thân run một cái nhìn xem diệp thần phong bộ này sát khí đằng đằng bộ dáng diệp đông kiện bọn họ cũng sẽ không cho rằng diệp thần phong là đang nói đùa vũ khôn minh quát ẩm lên thần phong người tỉnh người cho ta tỉnh dựa vào hôm nay lão tử sẽ không nghẹn mà chết tại thần phong tiểu tử này trong tay a trong tay ôm trắng noãn thạch đầu diệp đông kiện hắn hít một hơi vỗ vỗ tay bên trong thạch đầu nói ra yên tâm chúng ta còn chết không nếu là thật bị thần phong tiểu tử này cho giết như vậy chúng ta coi như thật quá oan uổng tất nhiên thần phong nói tại hắn không kiềm chế được nỗi nòng thời điểm cầm tảng đá kia nhét vào trong lòng ngực của hắn như vậy cái này chứng minh chỉ cần thần phong tiếp được tảng đá kia ta nghĩ hắn ý thức liền tự nhiên mà vậy sẽ tỉnh táo lại Diệp Đông Kiện lập tức trong lòng chế định một cái kế hoạch, nói ra, khôn minh, vương lực. Các ngươi một trái một phải phụ trách dẫn dắt rời đi thần phong chú ý lực, để ta tới cầm tảng đá kia nhét vào thần phong trong ngực. Vũ khôn minh cùng vương lực đương nhiên sẽ không phản đối Diệp Đông Kiện biện pháp, trước mắt bọn họ không thể ở chỗ này rông dài, nhất định phải mau sớm để cho Diệp thần phong khôi phục ý thức. Vũ khôn minh cầm trong cơ thể tông cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên, thân ảnh hướng phía Diệp Thần Phong bên trái tránh khỏi, mà Vương Lực đồng thời cũng cầm trong cơ thể tông cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên, thân ảnh hướng phía Diệp Thần Phong bên phải tránh khỏi. Hai tròng mắt huyết hồng một mảnh Diệp Thần Phong. Hắn nhìn xem từ hai bên trái phải công kích mà đến Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực, hắn cầm hai đầu cánh tay cho hơi hơi nâng lên, từ bàn tay hắn tâm lý trong nháy mắt xuất hiện một cỗ hấp lực, cầm Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực hút tới bàn tay hắn bên trong mất đi ý thức Diệp Thần Phong là dùng thủ trưởng hung hăng chế trụ vũ khôn minh cùng vương lực cổ. Diệp Đông Kiện thấy thế, hắn biết mình không cách nào chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, hắn đồng dạng là cầm trong cơ thể tại tông cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên, thân ảnh liều lĩnh hướng phía Diệp Thần Phong xông tới. Cầm vũ khôn minh cùng vương lực cổ chế trụ Diệp Thần Phong, hắn căn bản không có đi để ý tới Diệp Đông Kiện. Giống như tại hắn trong tiềm thức Diệp Đông Kiện dạng này mặt hàng căn bản thương tổn không hắn, hắn chỉ là tại cầm hai bàn tay bên trên lực lượng không ngừng tăng lên bị chế trụ cổ vũ khôn minh cùng vương lực hai người bọn họ đều nhanh muốn cảm giác hít thở không thông sắc mặt là trướng đỏ bừng vô cùng mà vừa lúc này trong tay cầm trắng noãn thạch đầu diệp đông kiệt hắn là mãnh mẽ, mẽ ôm lấy diệp thần phong cầm khối kia trắng noãn thạch đầu là áp sát vào diệp thần phong ở ngực tại trắng noãn thạch đầu chạm đến diệp thần phong ở ngực sát na diệp thần phong quanh thân lượn lờ lấy màu đỏ khí thể bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên không có chút nào ý thức diệp thần phong lập tức muốn buông ra vũ khôn minh cùng vương lực nhưng mà diệp thần phong màu đỏ tóc đang từ từ khôi phục màu đen cái kia huyết hồng sắc hai tròng mắt cũng đang khôi phục nguyên bản nhan sắc lượn lờ tại quanh người hắn màu đỏ khí thể tại lấy một loại cực kỳ rất nhanh có rút lại sẽ trong cơ thể hắn ước chừng một phút đồng hồ sau Màu đỏ khí thể hoàn toàn trở lại Diệp Thần Phong trong đan điền, Diệp Thần Phong trong đầu mất đi ý thức cũng tại từng chút từng chút khôi phục, hắn có chút mê mang nhìn xem ôm lấy thân thể của hắn tiểu thúc Diệp Đông Kiệt, tại vừa mới trí nhớ khôi phục về sau, Diệp Thần Phong phía sau cũng là toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vừa mới có thể kém chút đem Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực cho giết chết. Tốt, tiểu thúc, người có thể buông ra ta, ta ngoài ý muốn biết khôi phục lại. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra ôm Diệp Thần Phong Diệp Đông Kiện, hắn mắt nhìn Diệp Thần Phong, hỏi Thần Phong, người xác định chính mình thật khôi phục. Diệp Thần Phong biểu biểu môi, nói ra, ta nếu là không có khôi phục, tiểu thúc ngươi cho là mình bây giờ còn có thể đủ đứng đấy nói chuyện với ta sao? Quần áo trên người hoàn toàn bị mồ hôi cho thẩm thấu Diệp Đông Kiện, hắn xóa sạch một cái trên trán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi buông ra Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, không mang theo ngươi đùa người khác như vậy, ba người chúng ta vừa mới có thể kém chút mất mạng. Đặt mông ngồi liệt trên mặt đất Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực, hai người bọn họ là dùng sức dùng bàn tay theo cổ mình, Vũ Khôn Minh âm thanh có chút khản giọng nói ra, thần phong, người Vũ Thúc Thúc ta lần này kém chút tại âm trong khe lật thuyền, người Vũ Thúc Thúc ta trái tim không tốt, người cũng không nên lại làm ta sợ. Diệp thần phong trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi từng ly từng tí, nếu hắn biện pháp này vẫn là đi đến thông suốt, chỉ là nhất định phải đem vòng tay độ dày gia tăng, nếu như vừa rồi vòng tay không băng liệt lời nói, như vậy Diệp Thần Phong khẳng định có thể tiến vào loại kia có thể khống chế trạng thái bùng nổ bên trong. Diệp Thần Phong nói ra, tiểu thúc, vũ thúc thúc, phương lực, các ngươi vừa mới không có kịp thời cầm thạch đầu nhét vào ta trong ngực mới có thể phát sinh dạng này sự tình. Về sau, các ngươi chỉ cần thấy được tay ta trên cổ tay vòng tay băng liệt, các ngươi lập tức cầm thạch đầu cho ta, ta cam đoan sẽ không phát sinh giống vừa rồi một dạng sự tình. Diệp Đông Kiện bọn người ngấm lại cũng đúng là chuyện như vậy, lại mà nhìn thấy Diệp Thần Phong còn muốn tiếp tục nếm thử, cho nên ba người bọn hắn chỉ có thể liều mình tiếp quân tử. Diệp Thần Phong lại cắt xuống một khối nhỏ trắng noãn thạch đầu, lần này hắn đưa tay vòng tay đang điêu khắc dày một chút, linh hồn lực lập tức lần nữa kích phát lỗ tai bên trong cúp áo, chiếm cứ tại hắn trong đan điền màu đỏ khí thể lại từ 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 toàn thân hắn trên dưới trong lỗ chân lông tràn ra tới. Theo, màu đỏ khí thể không ngừng tràn ra, diệp thần phong tóc lần nữa biến thành đỏ nhạt sắc, quanh người hắn bị màu đỏ khí thể bị vòng quanh, trong cơ thể hắn tông cấp đỉnh phong linh hồn lực mẽ mẽ đột phá đến tôn cấp sơ kỳ. Bất quá, lần này diệp thần phong trên cổ tay vòng tay không tiếp tục băng liệt, có thể diệp thần phong thực lực không có trên diện rộng tăng vọt, tại tôn cấp sơ kỳ tầng thứ liền dừng lại, Diệp Thần Phong cặp con mắt kia cũng không có biến thành huyết hồng sắc, tuy nhiên trên thân lệ khí tương đối nồng đậm, nhưng Diệp Thần Phong vẫn là có chính mình ý thức. Cảm thụ được trong cơ thể tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực, có thể tại loại này có thể khống chế trạng thái bùng nổ bên trong tăng lên một cái cấp độ, cái này đã để Diệp Thần Phong là tương đối hài lòng, nhìn xem trên cổ tay chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết dạn vòng tay, lần này hắn tư tưởng là thành công, hắn về sau có thể tại khẩn cấp quan đầu tới lợi dụng cái này màu đỏ khí thể đến để thăng thực lực. chương 1063, giết chóc lên. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Phong vệ doanh. Diệp thần phong biệt thự huấn luyện trong phòng, không ngừng có một ngạt tiếng va chạm truyền tới. Màu đỏ nhạt tóc, chung quanh bị hồng sắc khí thể lượn lờ lấy diệp thần phong. Hắn thủy chung duy trì tại có thể khống chế trạng thái bùng nổ bên trong, lấy lực lượng một người đối chiến Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực ba người này, Diệp Thần Phong là muốn thử một chút hắn loại này có thể khống chế trạng thái bùng nổ có thể tiếp tục bao lâu thời gian. Mà cái này khổ Diệp Đông Kiện ba người bọn họ, phải biết Diệp Thần Phong không tiến vào trạng thái bùng nổ thời điểm, ba người này đã không phải là Diệp Thần Phong đối thủ, huống chi là Diệp Thần Phong tiến vào trạng thái bùng nổ, Diệp Đông Kiện bọn họ ban đầu còn có thể cùng Diệp Thần Phong mặt đối mặt qua hai chiêu có thể theo thời gian chuyển rời sau cùng ba người bọn họ chỉ có thể đang huấn luyện trong phòng khắp nơi tán loạn ước chừng nửa giờ sau diệp thần phong dưới chân bước chân đột nhiên dừng lại đang tại chạy trốn trung kỳ đông kiệt trong miệng hắn thở hổn hển hỏi thần phong người thí nghiệm hẳn là có thể kết thúc a à? dưới chân bước chân dừng lại diệp thần phong hắn im lặng gật gật đầu về sau hắn cảm giác đoàn kia hồng sắc khí thể đang từ từ hướng trong cơ thể hắn tự chủ co lại theo đầu hắn tóc khôi phục như cũ hắc sắc, đoàn kia hồng sắc khí thể trở lại hắn trong đan điền, hắn thực lực từ tôn cấp sơ kỳ hàng quay về tông cấp đỉnh phong cấp độ. Không những như thế, tại thực lực giảm xuống đến tông cấp đỉnh phong thời điểm, Diệp Thần Phong còn cảm giác cả người trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bị rút khô một dạng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể cũng biến thành lung la lung lay. Diệp Đông Kiện vội vàng tiến lên đỡ lấy Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, người sắc mặt làm sao coi trọng đi có chút không đúng sức lực diệp thần phong trong nội tâm là đắng chát cười một tiếng hắn biết đây nhất định là trạng thái bùng nổ sau khi kết thúc di chứng hẳn là chỉ cần thật tốt khôi phục một chút là được diệp thần phong hữu khí vô lực khoát khoát tay nói ra tiểu thúc người yên tâm ta không sao người dìu ta đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một hồi liền tốt xem ra cái này có thể khống chế trạng thái bùng nổ về sau cũng không thể lung tung thi triển một khi cái này trạng thái bùng nổ kết thúc sau khi, Diệp Thần Phong liền sẽ tiến vào một thời gian ngắn bất lực trạng thái, đến lúc đó hắn thật là muốn biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá mặc người chém giết. Tại Diệp Thần Phong vừa mới thí nghiệm xong có thể khống chế trạng thái bùng nổ lúc. Diệp Thiên Minh dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường, đang bộc phát một trận xưa nay chưa từng có hỗn loạn chiến đấu. Thiên Minh Minh chủ nghiêm phi trần tại hôm qua chính thức đột phá đến thần cấp trung kỳ, mà thiên minh cũng trước kia liền chuẩn bị tốt muốn bắt lại diệt thiên minh, tại thần cấp trung kỳ nghiêm phi trần chỉ huy dưới, thiên minh người là trực tiếp giết tới diệt thiên minh đại bản doanh tới. Thiên minh thực lực nguyên bản liền so diệt thiên minh cao hơn một bậc, lại thêm giờ thiên minh minh chủ nghiêm phi trần đột phá đến thần cấp trung kỳ, cái này khiến diệt thiên minh thành viên là lâm vào trong tuyệt vọng. Có một bộ phận diệt thiên minh thành viên tại còn chưa có bắt đầu lúc chiến đấu, Bọn họ liền nhao nhao hướng lên trời minh đầu hàng cầu xin tha thứ, tại sinh cùng tử trước mặt, những người này đương nhiên là làm việc nghĩa không chùn bước ra nhập Thiên Minh lựa chọn miễn cưỡng. Diệt Thiên Minh dưới mặt đất tam tầng một đầu đường hầm chạy trốn lối vào. Diệt Thiên Minh minh chủ Trầm Kinh Vũ, phó minh chủ Lâm Khang Thắng, Thẩm Minh Hiên các loại người trẻ tuổi cùng một đám thực lực yếu nhược nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt tối như mực đường hầm chạy trốn. Trầm Kinh Vũ hít sâu một cái khí về sau, nói ra, khang thắng, người mang theo Minh Hiên bọn họ rời đi nơi này, lần này nghiêm phi trần đột phá đến thần cấp trung kỳ, chúng ta diệt thiên minh là hoàn toàn không gánh nổi, bất quá, chỉ cần các ngươi còn sống, tương lai các ngươi liền còn có diệt trừ thiên minh hy vọng. Cha, ta không đi, ta muốn cùng diệt thiên minh cộng đồng tồn vong. Thẩm Minh Hiên cắn hàm răng nói ra. Trầm thúc thúc, người cũng không đi, chúng ta làm sao có thể rời đi? chúng ta đều không phải là tham sống sợ chết người. lâm hân di kiên định nói ra. diệt thiên minh phó minh chủ lâm khang thắng, hắn cũng mở miệng nói kinh vũ. diệt thiên minh là chúng ta cộng đồng sáng tạo đứng lên. ngay tại lúc này, người muốn ta làm sao có thể đem người bỏ ở nơi này một mình rời đi? trầm kinh vũ mắt nhìn lâm khang thắng về sau, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía thẩm minh hiên các loại người trẻ tuổi. hắn thở dài nói ra tốt, đã các người muốn lưu lại, như vậy các người liền đều ở lại đây đi. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người nghe được Trầm Kinh Vũ lời nói về sau, bọn họ từng cái lúc này mới trầm tĩnh lại, nhưng mà, ngay tại lúc này, Trầm Kinh Vũ trong cơ thể thần cấp sơ kỳ linh hồn lực bất thình lình chuyển động, bốn đạo kính khí phân biệt hướng phía Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn trên cổ tập đi qua. Tại trên cổ tiếp nhận một đạo kính khí về sau, Thẩm Minh Hiên bọn bốn người lập tức bất tỉnh đi, bất quá, Trầm Kinh Vũ đối với vừa mới công kích nắm chặt đúng mực, chỉ là để cho Thẩm Minh Hiên bọn bốn người tạm thời hôn mê mà thôi, cũng không biết đối bọn hắn bốn người tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Lâm Khang Thắng nhìn thấy Trầm Kinh Vũ cử động về sau, hắn cau mày một cái, hỏi Kinh Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Trầm Kinh Vũ trịnh trọng nói ra, Khang Thắng, ngươi thật đúng là dự định để cho Minh Hiên bọn họ lưu lại bọn họ là chúng ta diệt thiên minh tương lai hy vọng a à. người bây giờ không cần nói thêm cái gì người mang theo minh hiên bọn họ lập tức rời đi diệt thiên minh cái này coi như là làm là một cái hảo huynh đệ đối với người thỉnh cầu trầm kinh vũ ngược lại còn nói thêm khang thắng ta là diệt thiên minh minh chủ ta không thể cứ như vậy tùy tiện rời đi nơi này huống hồ coi như ta bị nghiêm phi trần cho bắt sống ta đoán chừng nghiêm phi trần cũng sẽ không lập tức giết chết ta chúng ta tương lai còn sẽ có gặp mặt cơ hội, chờ sau đó lần gặp gỡ nói không chừng cũng là thiên minh diệt phong ngày. Lâm Khang thắng lông mày là càng nhân càng chặt, hắn lắc đầu, nói ra, kinh vũ, yêu cầu này ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi không đi, ta cũng sẽ không rời đi. Audio điện tử võ tấn bền Trầm kinh vũ nghe được Lâm Khang thắng dứt khoát kiên quyết sau khi trả lời, phù phù. Một tiếng, Hắn hướng thẳng đến Lâm Khang thắng quỳ xuống đến, cái này khiến Lâm Khang thắng là lập tức muốn đi cầm Trầm Kinh Vũ nâng đỡ, nói ra Kinh Vũ, ngươi, ngươi lập tức đứng lên cho ta. Trầm Kinh Vũ kiên quyết nói ra, Khang thắng, lần này ngươi nhất định phải đáp ứng ta, lập tức mang theo Minh Hiên bọn họ rời đi, các ngươi đi cùng Diệp huynh đệ hội hợp, từ trước kia đến bây giờ ta không có tìm qua ngươi sự tình gì, coi như vì là Diệt Thiên Minh tương lai, vì là không cho Thiên Minh lan tử giả tâm thành công. Ngươi hôm nay cũng nhất định phải mang theo Minh Hiên bọn họ rời đi." Lâm Khang Thắng nhìn xem quỳ xuống đất không dậy nổi Trầm Kinh Vũ, trên mặt hắn biểu lộ trở nên do dự bất định đứng lên, đi qua cân nhắc lại lượng về sau, hắn nắm chặt song quyền, nói ra Kinh Vũ, ngươi đứng lên đi. "Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi mang theo Minh Hiên bọn họ an toàn rời đi nơi này, bất quá, ngươi cũng nhất định phải cho ta còn sống, tương lai ngươi còn muốn nhìn tận mắt Thiên Minh Diệt Phong ngày?" trầm kinh vũ rồi mới từ mặt đất đứng lên, quyền đầu chùy một chút lâm khang thắng ở ngực, vừa cười vừa nói, chúng ta đều nhiều năm như vậy huynh đệ, chúng ta cũng coi là chết qua một lần người, người không cần như thế làng nhà lằng nhằng. Cái này trầm kinh vũ, lâm khang thắng giống như diệp thần phong là linh hồn xuyên Việt đến thời đại này đến, bọn họ ở kiếp trước xác thực chết qua một lần, cái này trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng có thể nói là hai đời huynh đệ, cho nên hai người bọn họ ở giữa tình huynh đệ là phi thường thâm hậu. Tốt, khang thắng, người cũng đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang theo bọn họ rời đi nơi này. Trầm Kinh Vũ Thúc giục nói, ở đây hơn Diệt Thiên Minh một đám khoa phanh nhân viên và mấy tên thực lực không tệ thành viên, bọn họ từng cái ánh mắt nỗi buồn nhìn xem Trầm Kinh Vũ, mang trên mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, nhao nhao mở miệng hô, minh chủ. Các ngươi cũng không cần ở chỗ này chít chít hoa hoa, muốn lần nữa nhìn thấy ta, các ngươi liền cho ta nỗ lực tu luyện, tranh thủ có thể cầm thiên minh sớm ngày diệt trừ. Trầm Kinh Vũ ra vẻ không kiên nhẫn khoát khoát tay. Tại Lâm Khang thắng chỉ huy dưới, thủ hạ viện thẩm Minh Hiên bọn họ đi vào đường hầm chạy trốn về sau. Trầm Kinh Vũ biểu hiện trên mặt trở nên có chút đau thương đứng lên, hắn đè xuống đường hầm chạy trốn bên cạnh một cái nút. ầm một tiếng, một cái cực kỳ cẩn trọng cửa kim loại cầm đường hầm chạy trốn cho phong bế lai sau đó, Trầm Kinh Vũ ngồi thang máy đi ra Diệt Thiên Minh bên trong, từ nơi không xa dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, hắn mắt nhìn đỉnh đầu ngàn dặm không mây bầu trời, hắn tự nhủ, Diệp huynh đệ, tương lai Diệt Trừ Thiên Minh gánh nặng có lẽ chỉ có thể rơi vào trên người ngươi, cũng chỉ có người có lẽ có thể Diệt Trừ Thiên Minh. Chương 1064, để ngươi sống lâu mấy ngày. Diệt Thiên Minh dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường hiện trường cục thế cơ hồ là thiên về một bên tràng diệt những cái kia không nguyện ý theo thiên minh đầu hàng diệt thiên minh thành viên tính mạng bọn họ là một đầu một đầu bị thiên minh người thu gặt lấy tại diệt thiên minh minh chủ trầm kinh vũ đi vào trên quảng trường thì thiên minh minh chủ nghiêm phi trần cũng lập tức động thủ ánh mắt của hắn nhìn xem trầm kinh vũ nói ra trầm kinh vũ người không nghĩ tới a à. ta so ngươi trước một bước bước vào thần cấp trung kỳ tầng thứ bây giờ ngươi nguyện ý thần phục với ta để cho Diệt Thiên Minh trở thành Thiên Minh phụ thuộc phẩm, như vậy hôm nay ta có thể buông tha Diệt Thiên Minh tất cả mọi người. Nghiêm Phi Trần, người làm tử giã tâm, ý đồ muốn cầm toàn thế giới nắm giữ trong tay ngươi, ta trầm kinh vũ liền xem như chết trận ta cũng sẽ không hướng về ngươi cầu xin tha thứ. Trầm kinh vũ cầm trong cơ thể thần cấp sơ kỳ linh hồn lực tiêu thăng đến cực điểm, hai chân hơi hơi đạp, thân ảnh nhanh chóng hướng phía nghiêm phi trần lướt qua đi. Nghiêm Phi Trần đối với Trầm Kinh Vũ công kích là mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Hắn bây giờ thực lực đã đến thần cấp trung kỳ, mặc kệ tại tốc độ vẫn là trên lực lượng, hắn đều xa xa siêu việt Trầm Kinh Vũ. Nghiêm Phi Trần thân thể đi phía trái một bên, hắn dễ như trở bàn tay né tránh Trầm Kinh Vũ công kích đồng thời, hắn hai bàn tay bắt lấy Trầm Kinh Vũ bả vai xương, giang rác, giang rác, hai tiếng, Trầm Kinh Vũ hai đầu cánh tay trực tiếp chật khớp. Mà nghiêm phi trần cũng không có dừng tay ý tứ, hắn chân phải lập tức đá vào trầm kinh vũ cổ chân nơi, khiến cho trầm kinh vũ là không kìm lại được quỳ ở trên mặt đất bên trên, trên thân lại bị nghiêm phi trần phong bế ba cái trọng yếu huyệt vị, té quỵ dưới đất trầm kinh vũ nhất thời ngay cả động cũng không thể động. Tại cầm trầm kinh vũ thoải mái đánh bại về sau, nghiêm phi trần hít sâu một cái khí, quát diệt thiên minh người, các người hãy nghe cho ta, bây giờ liền ngay cả các người minh chủ đều bị ta giải quyết ta có thể lại cho các người một lần cuối cùng cơ hội, chỉ cần các người nguyện ý hướng tới chúng ta Thiên Minh đầu hàng, gia nhập chúng ta Thiên Minh như vậy chuyện khi trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệt Thiên Minh dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường, đang đứng ở đau khổ trong chiến đấu Diệt Thiên Minh thành viên, bọn họ khi nhìn đến chính mình Minh chủ trầm kinh vũ đều quỳ xuống đất thảm bại, bọn họ mặc dù có một khỏa chung với Diệt Thiên Minh tâm, nhưng trước mắt tình thế không theo Thiên Minh đầu hàng bọn họ khẳng định chỉ có đường chết một đầu phân đang nhìn không đến bất luận cái gì một tia hy vọng về sau ở đây lại có đại bộ phận diệt thiên minh thành viên nội tâm bắt đầu giao động đứng lên nghiêm minh chủ ta đầu hàng ta nguyện ý gia nhập thiên minh đám người khăn cũng không biết là cái nào diệt thiên minh thành viên giống như thế một cuống họng theo cái này một cuống họng vang lên về sau rất nhiều diệt thiên minh thành viên cũng nhao nhao mở miệng nghiêm minh chủ ta cũng nguyện ý gia nhập thiên minh sau này vĩnh viễn hiệu chung với thiên minh. Nghiêm minh chủ, ta cũng đầu hàng. Dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường số ít không có đầu hàng diệt thiên minh thành viên, bọn họ trước tiên bị thiên minh cao thủ cho đưa đi gặp Diêm Vương ra, rất nhanh, trừ đầu hàng diệt thiên minh thành viên còn sống bên ngoài, toàn bộ trên quảng trường diệt thiên minh bên trong người, chỉ có hai chân quỷ trên mặt đất trầm kinh vũ còn sống. Trầm kinh vũ trong mồm hàm răng là cắn thật chặt, nhìn dưới mặt đất bên trên vô số cỗ diệt thiên minh thành viên thi thể nhìn xem những theo thiên minh đó đầu hàng diệt thiên minh thành viên trong thân thể của hắn nộ hỏa liền hung hăng đi lên vọt thế nhưng là thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may chỉ có thể như thế xỉ nhục quỳ ở trên mặt đất bên trên nghiêm phi trần nhìn xem quỳ gối trên mặt đất trầm kinh vũ vừa cười vừa nói trầm kinh vũ chỉ sợ ngươi đã để lâm khang thắng mang theo một nhóm người rời đi a à. Tuy nhiên như người loại này hành vi mạo xương lượng là kéo dài tàn hơi mà thôi yên tâm, ta tạm thời còn không biết giết ngươi, ta có thể cho ngươi thêm một đoạn suy nghĩ thời gian, ta chờ ngươi cúi đầu trước ta một ngày như vậy. Đón lấy, nghiêm phi trần lại đối ở đây thiên minh thành viên, nói ra các ngươi có thể nhất cử đánh vào diệt thiên minh cầm diệt thiên minh sở hữu tài nguyên tu luyện đều tìm cho ta đi ra. Hai ngày sau, kinh thành, phòng vệ doanh bên ngoài một mảnh trên đất trống, bất thình lình xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Đi tại cái này mấy chục đạo thân ảnh phía trước nhất rõ ràng là Diệt Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng, theo sát lấy Lâm Khang Thắng là Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn, cùng hơn một chút Diệt Thiên Minh thành viên. Lâm Hân Di đám người trên mặt hiện lên bi thương thần sắc, riêng là Thẩm Minh Hiên, bọn họ tại thông qua đường hầm chạy trốn rời đi Diệt Thiên Minh về sau, bọn họ cũng không có lập tức đi vào kinh thành. Mà chính là bốn phía tìm hiểu một chút phát sinh ở Diệt Thiên Minh trên quảng trường sự tình, bây giờ đã biết được đại bộ phận Diệt Thiên Minh thành viên đầu nhập vào Thiên Minh, một bộ phận Diệt Thiên Minh thành viên chết trận, mà liền liên Diệt Thiên Minh minh chủ Trầm Kinh Vũ cũng bị Thiên Minh bắt lấy trở thành tù binh. Lâm Khang thắng nhìn xem tâm tình cực kỳ xa sốt Thẩm Minh Hiên, nói ra: "Minh Hiên, cha ngươi hiện tại hẳn là an toàn, ngươi chỉ có không ngừng tăng lên thực lực." Tương lai mới có thể đem người cha thiên minh trong tay cứu ra, cho nên, người bây giờ nhất định phải đánh cho ta lên tinh thần tới. Ngược lại, Lâm Khang Thắng vừa nhìn về phía thủ hạ, nói ra các người từng cái cũng đừng ủ rũ, các người phải suy nghĩ một chút những chiến đó chết huynh đệ, ngẫm lại minh chủ cho chúng ta trở thành tù nhân. Các người từ nơi này bắt đầu từ thời khác đó đều nhất định muốn cho ta cố gắng một chút cố gắng nữa, tranh thủ có thể cầm thiên minh cho sớm ngày diệt trừ phòng vệ doanh cửa chính có bốn tên phong vệ đội thành viên chấn giữ lấy, làm cái này bốn tên phong vệ đội thành viên nhìn thấy Lâm Khang thắng bọn người về sau, bọn họ ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, bên trong một người hỏi các ngươi là ai? Các ngươi tới phòng vệ doanh làm cái gì? Lâm Khang Thắng nói ra, chúng ta là tìm đến Diệp Thần Phong, mời các ngươi giúp ta báo cáo một tiếng, liền nói Lâm Khang Thắng tới nơi này tìm hắn. Này bốn tên phong vệ đội thành viên hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm Khang Thắng bọn họ, bất quá, gặp Lâm Khang Thắng lễ độ như vậy diện mạo, vừa mới mở miệng tên kia phong vệ đội thành viên, hắn từ bên hông xuất ra một cái bộ đàm, nói ra, "Lực ca, cửa ra vào có một nhóm người muốn tìm Diệp thiếu gia, bên trong một người nói hắn gọi Lâm Khang Thắng, Lực ca ngươi giúp ta thông báo một tiếng Diệp thiếu gia." Ở tên này phong vệ doanh thành viên sau khi hồi báo xong, ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Diệp Thần Phong liền vội vàng từ phong vệ doanh bên trong đi ra đến. Nguyên bản hắn tưởng rằng Thẩm Minh Hiên đợi người tới kinh thành du ngoạt, mà khi hắn nhìn thấy Lâm Khang Thắng bọn họ từng cái mặt ủ mày trao thời điểm, hắn bản năng cảm giác có thể là Diệt Thiên Minh xảy ra chuyện. Hắn lập tức cầm nụ cười trên mặt cho thu lại, hỏi Lâm Phó Minh Chủ các người đây là? Chẳng lẽ nói Diệt Thiên Minh xảy ra chuyện sao? Lâm Khang Thắng gật gật đầu, nói ra Diệp Huynh đệ, tình huống bây giờ phi thường hỏng bét thiên minh minh chủ nghiêm phi trần thuận lợi đột phá đến thần cấp trung kỳ, chúng ta là từ diệt thiên minh bên trong trốn tới. Nghe vậy, diệp thần phong thần sắc là hoàn toàn ngưng trọng lên, sự tình khả năng so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, bây giờ hắn cùng diệt thiên minh xem như ngồi chung một đầu thuyền, nếu như diệt thiên minh xảy ra chuyện, như vậy đây đối với diệp thần phong tới nói cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Diệp thần phong vội vàng nói, lâm phó minh chủ, chúng ta tiên tiến đi vào lại nói diệp thần phong cầm lâm khang thắng bọn người nghênh đón tiến vào phòng vệ doanh bên trong nhưng lại tại lúc này diệp đông kiện vội vàng chạy tới nói ra thần phong không tốt chúng ta phòng vệ doanh hệ thống phòng vệ bị người cho công phá còn có một đoạn video truyền đến khống chế hệ thống phòng vệ trong máy vi tính diệp thần phong không chút suy nghĩ nói ra lâm phó minh chủ ta trước tiên muốn đi khống chế thất một chuyến nhìn xem tình huống lâm khang thắng là gật gật đầu đi theo diệp thần phong cùng đi hướng về khống chế thất làm diệp thần phong đi vào khống chế thất về sau bên trong một tên phong vệ đội thành viên tại hướng về diệp thần phong vấn an về sau hắn lập tức cầm đoạn video kia cho truyền phát ra chỉ gặp màn ảnh máy vi tính bên trên bất thình lình xuất hiện một người trung niên nam nhân làm lâm khang thắng nhìn thấy người trung niên này nam nhân thời điểm hắn thốt ra nghiêm phi trần Tại Lâm Khang thắng thoại âm rơi xuống thời điểm, màn hình bên trong nghiêm phi trần bắt đầu nói chuyện, Diệp Thần Phong, ta biết người cùng chúng ta thuộc về cùng một loại người, người có thể dựa vào chính mình đi đến một bước này cũng coi như không dễ dàng, bây giờ Diệt Thiên Minh là hoàn toàn xong đời, đón lấy muốn đến phiên ngươi. Bất quá, người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đã trở thành con trai của ta nghiêm thiên giác ma trướng, ta liền để ngươi trước tiên sống lâu mấy ngày, Chờ con trai của ta tới thân thủ lấy bi tính mệnh của ngươi, ta muốn Lâm Khang thắng bọn họ cũng cần phải tới tìm ngươi a. À. Ta cho các ngươi hưởng thụ nhàn nhã một thời gian ngắn, Diệp Thần Phong, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không thể để cho ta lần nữa ngoài dự liệu. Chương 1065, ta có thể để ngươi trực tiếp đột phá. Phòng vệ doanh trong phòng điều khiển. Màn ảnh máy vi tính bên trong video đã là phát ra hoàn tất. Nghe Nghiêm Phi Trần này hoàn toàn không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt lời nói, không khí hiện trường yên lặng ước chừng có 2 3 phút, sau đó bị Diệp Đông Kiện cho đánh vỡ. Cái này Diệp Đông Kiện còn không biết Thiên Minh sự tình, hắn thấy Phong Vệ Doanh thực lực đủ mạnh mẽ, ở cái thế giới này bên trên lại còn có người dám cùng Phong Vệ Doanh khiêu chiến. Diệp Đông Kiện 10 phần khó chịu hỏi, "Thần Phong, cái này ngốc bê là ai?" hắn cũng dám nói muốn để con trai của hắn tới thân thủ lấy đi tính mệnh của ngươi ngươi xác định hắn não tử không có vấn đề diệp thần phong biết hiện tại còn không phải đem thiên minh sự tình nói cho diệp đông kiện bọn họ thời điểm hắn nhìn xem diệp đông kiện nói ra tiểu thúc các ngươi đi ra ngoài trước một cái đi mấy vị này bằng hiếu là tới tìm ta đàm luận một số chuyện liên quan tới đoạn video này bên trong sự tình ta về sau tìm một cơ hội sẽ nói cho ngươi biết bọn họ Diệp Đông Kiện nhìn xem Diệp Thần Phong không hăng hái lắm bộ dáng, cái này khiến hắn cảm giác được đoạn video này có lẽ không đơn giản, bất quá, hắn cũng không có lập tức mở miệng hỏi thăm, mà chính là cùng mấy tên phong vệ đội thành viên rời khỏi trong phòng điều khiển. Tại Diệp Đông Kiện bọn người lui ra ngoài về sau, trong phòng điều khiển chỉ còn lại có Diệp Thần Phong cùng Lâm Khang thắng các loại Diệt Thiên Minh người, từ vừa mới nghiêm phi Trần trong video nói tới. Diệp Thần Phong có thể đại khái giải được bây giờ Diệt Thiên Minh là bị hoàn toàn diệt trừ. Hắn nhìn xem Lâm Khang Thắng, hỏi, Lâm Phó Minh Chủ, hiện tại có thể đem các người Diệt Thiên Minh chuyện phát sinh nói một chút đi. Lâm Khang Thắng trong đôi mắt chấp động lên nộ hỏa, ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem đã đình chỉ phát ra video, điều chỉnh một chút nội tâm tâm tình, qua hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, Diệp Huynh Đệ, chính như vừa mới nghiêm phi trần nói, lần này chúng ta diệt thiên minh là hoàn toàn xong, đại bộ phận thành viên đầu nhập vào thiên minh, bộ phận nhỏ thành viên trực tiếp chết trận, mà kinh vũ cũng trở thành thiên minh tù nhân, chỉ có chúng ta những người này ở đây trong chiến đấu thông qua mật đạo rời đi diệt thiên minh. Đối với Lâm Khang Thắng nói tới kết quả này, Diệp Thần Phong trong nội tâm cũng có chuẩn bị, hắn lại hỏi, Lâm Phó Minh Chủ, nghiêm phi trần là dạng gì người? Hắn chú trọng mình nói qua lời nói sao? Lâm Khang Thắng không hề nghĩ ngợi hồi đáp, tuy nhiên nghiêm phi trần dã tâm vô cùng lớn, nhưng hắn luôn luôn là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Nghe được Lâm Khang Thắng trả lời, Diệp Thần Phong lúc này mới thở phào, nói ra, vừa mới nghiêm phi trần tại trong video lại nói phi thường minh bạch, nói cách khác chúng ta tối thiểu nhất gần đoạn thời gian sẽ không nhận thiên minh công kích. Nghiêm phi trần muốn để cho con trai của hắn nghiêm thiên giác tới lấy đi tính mạng của ta, mà chúng ta nhất định phải cầm trong khoảng thời gian này cho nắm chặt trong tay, gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ trở thành chúng ta lật bàn duy nhất cơ hội. Lâm Khang Thắng gật gật đầu, nói ra, Diệp huynh đệ, lời này của ngươi nói đúng không sai, nhưng hôm nay nghiêm phi trần đã có được thần cấp trung kỳ thực lực, lại thêm có đại bộ phận diệt thiên minh thành viên đầu nhập vào thiên minh, chúng ta muốn tại gần nhất trong khoảng thời gian này lật bàn xác suất phi thường nhỏ, với lại hiện tại chúng ta bên này ngay cả một tên thần cấp cường giả cũng không có. Lần này từ diệt thiên minh đường hầm chạy trốn bên trong trốn tới, trừ đế cấp đỉnh phong cường giả lâm khang thắng, tôn cấp trung kỳ cường giả thẩm minh hiên, tôn cấp sơ kỳ cường giả lâm hân di, tông cấp đỉnh phong cường giả trình đại hổ cùng tiêu lập viễn bên ngoài, còn có ba tên tôn cấp đỉnh phong cường giả, ba tên tôn cấp trung kỳ cường giả, ba tên tôn cấp sơ kỳ cường giả, thủ hạ cũng là tôn cấp phía dưới thực lực lần này tại Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh ở giữa huyết chiến bên trong Diệt Thiên Minh bên trong một tên khác Đế cấp sơ kỳ cường giả trực tiếp chết trận còn có một tên lúc trước cho Diệp Thần Phong chắc khí tiềm năng thánh cấp cường giả cũng chết trận bây giờ cái này Diệt Thiên Minh bên trong thực lực mạnh nhất cũng là cái này Đế cấp đỉnh Phong Lâm khang thắng đúng còn có một tên Diệt Thiên Minh thánh cấp cường giả còn sống hắn cũng là bây giờ vẫn còn ở bảo hộ Diệp gia an toàn hứa Hồng Văn cái này hứa hồng văn đến bây giờ cũng không biết diệt thiên minh bị thiên minh diệt trừ sự tình. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, lúc này mới có thể trăm trận trăm thắng, thế là, diệp thần phong hỏi lần nữa, lâm phó minh chủ, người có thể đem thiên minh đơn giản tình huống giới thiệu cho ta một chút không? Lâm khang thắng mở miệng nói ra, diệp huynh đệ, chúng ta diệt thiên minh nguyên bản thực lực là, 10 tôn cấp, tam thánh, nhị đế, một thần, bên trong 10 tôn cấp đại biểu cho 10 tên tôn cấp đỉnh phong cường giả. Mà này Thiên Minh nguyên bản thực lực là 10 tôn cấp, Ngũ Thánh, Tam Đế, một thần, này Thiên Minh thực lực vốn là so với chúng ta Diệt Thiên Minh cao hơn một bậc, nhưng hôm nay trời tại Nghiêm Phi Trần thực lực đột phá cùng Diệt Thiên Minh đại bộ phận thành viên đầu nhập vào về sau, hiện tại Thiên Minh thực lực có thể nói là phóng đại, bằng vào chúng ta những người này ở đây trong thời gian ngắn căn bản đối kháng không Thiên Minh. Nghe được Lâm Khang Thắng giải thích về sau, Diệp Thần Phong trong đôi mắt thần sắc bắt đầu càng ngưng trọng thêm đứng lên, nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ thiên minh, duy nhất có thể khai thác chiến thuật cũng là từng cái đánh tan, đầu tiên muốn đem thiên minh 10 tôn cấp giải quyết, sau đó lại giải quyết ngũ thánh cùng tam đế, sau cùng mới có thể cầm một thần nghiêm phi trần giải quyết. Lâm Phó Minh Chủ, người biết thiên minh 10 tôn cấp sở tại địa phương sao? Chúng ta trước tiên có thể cầm cái này 10 tôn cấp giải quyết. Diệp Thần Phong cầm trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Lâm Khang Thắng nói ra, Diệp huynh đệ, thiên minh 10 tôn cấp cùng ngũ thánh sở tại địa phương không khó cha không đến, bất quá, tam đế cùng một thần sở tại địa phương phi thường ẩn nấp, lúc trước chúng ta mỗi lần đi tham gia y đấu thi đấu, thiên minh cũng là tùy tiện an bài một chỗ, theo chúng ta diệt thiên minh trước đó sơ bộ dò xét, ba tên đế cấp cường giả cùng một tên thần cấp cường giả, bọn họ đều sinh hoạt tại biển rộng minh mông tiểu đảo tự bên trên, cho nên cái này cũng được xưng ba tòa đế đảo cùng một tòa thần đảo. Ta biết Diệp huynh đệ ngươi là muốn lấy từng cái đánh tan phương thức tới diệt trừ thiên minh, bất quá, chúng ta bên này cũng tối thiểu nhất phải có một tên thần cấp cường giả tỏa chấn, dạng này có lẽ chúng ta còn có thể cùng thiên minh đấu một trận. Bất quá, Diệp huynh đệ, ta gần nhất căn bản không có muốn đột phá đến thần cấp cảm giác, với lại lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, chúng ta muốn diệt trừ thiên minh thật phi thường khó khăn, nhưng là kinh vũ bị bọn họ cho bắt, coi như khó khăn đi nữa ta cũng nhất định phải đi xuống a. Diệp Thần Phong biết Lâm Khang thắng nói tới cũng không sai, bọn họ bên này hiện tại xác thực cần một tên thần cấp cường giả tọa trấn, Diệp Thần Phong lập tức nghĩ đến hắn không gian giới chỉ bên trong năm viên cực phẩm nguyên tâm quả, chỉ cần để cho đế cấp đỉnh phong cường giả phục dụng một khỏa cực phẩm nguyên tâm quả, liền có thể thuận lợi để cho đế cấp đỉnh phong cường giả bước vào thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Dù sao sau này Diệp Thần Phong chỉ cần dùng đến một quả cực phẩm nguyên tâm quả mà thôi, để cho Lâm Khang thắng trước tiên đột phá đến thần cấp sơ kỳ, đây cũng là để cho Diệp Thần Phong người bên cạnh cỡ nào một tầng bảo chứng. Khi nhìn đến nghiêm phi trần truyền tới video về sau, Diệp Thần Phong liền định để cho ra ra hắn Diệp Trấn Hồng mấy người cũng toàn bộ đem đến phong vệ doanh tới lai, like. dạng này mới có thể chân chính bảo đảm Diệp Trấn Hồng bọn họ nhân sinh an toàn. Lâm Phó Minh Chủ ta nghĩ chúng ta tình huống bây giờ còn không tính quá tệ, coi như thiên minh là thạch đầu, chúng ta là trứng, chúng ta cũng phải lấy trứng đánh nát thạch đầu, ta có thể để ngươi lập tức đột phá đến thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Diệp thần phong đối lâm khang thắng nói ra. Đột nhiên nghe được Diệp thần phong nửa câu nói sau, mặc kệ là lâm khang thắng, vẫn là thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người, bọn họ đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Diệp thần phong, bọn họ nhưng phi thường rõ ràng từ đế cấp đột phá đến thần cấp là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Bằng không lâm khang thắng cũng sẽ không bị vây ở đế cấp đỉnh phong nhiều năm thời gian. Cái này diệp thần phong vậy mà nói có thể làm cho lâm khang thắng lập tức đột phá đến thần cấp. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho bọn họ cảm thấy thật không thể tin, thậm chí cho rằng diệp thần phong là nói khoác lác. Diệp huynh đệ, người không có ở cùng ta nói đùa sao? Hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, trừ phi trong tay ngươi có trong truyền thuyết cực phẩm nguyên tâm quả, có thể cái này cực phẩm nguyên tâm quả ngay cả ta đều không có gặp một lần. Lâm Khang Thắng là lắc đầu nói ra. Diệp thần phong linh hồn lực nhất động, không gian giới chỉ bên trên hiện lên một đạo quang mang, một khỏa hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra lục sắc quang mang cực phẩm nguyên tâm quả, liền trực tiếp xuất hiện trong tay Diệp thần phong mặt. Hắn nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, lần này thật đúng là bị ngươi cho đoán đúng, trong tay của ta thật có cực phẩm Nguyên Tâm Quả, hiện tại các ngươi hẳn phải biết ta thật có thể để cho Lâm Phó Minh chủ trực tiếp đột phá đến thần cấp sơ kỳ a. Ở đây Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di các loại Diệt Thiên Minh thành viên, bao quát Lâm Khang thắng ở bên trong, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong trong tay một quả tản ra lục sắc quang mang quả thực về sau, bọn họ không khỏi nuốt nước miếng, đây thật là trong truyền thuyết cực phẩm Nguyên Tâm Quả thật có thể để cho đế cấp đỉnh phong cường giả trong nháy mắt bước vào thần cấp sơ kỳ tầng thứ. chương 1066, nhất tiếp xúc đều có khả năng. Diệp thần phong cầm trong tay cực phẩm nguyên tâm quả đưa tới Lâm Khang Thắng trong tay, nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, ta tuy nhiên cũng không có thực sự được gặp cực phẩm nguyên tâm quả, nhưng là căn cứ các người diệt thiên minh trên tư liệu miêu tả, đây trăm phần trăm cũng là cực phẩm nguyên tâm quả. Lâm Khang thắng hai tay run rẩy cầm một quả phát ra lục quang cực phẩm Nguyên Tâm Quả, hắn dùng linh hồn lực cảm thụ được cực phẩm Nguyên Tâm Quả bên trong ẩn chứa năng lượng, sau đó ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra: "Diệp huynh đệ, ngươi thật đánh quên cầm quả này cực phẩm Nguyên Tâm Quả cho ta." Lâm Khang thắng tại cảm nhận được quả thực bên trong năng lượng khổng lồ về sau, hắn cơ hồ có thể khẳng định đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm Nguyên Tâm Quả. Hắn cũng không có đi hỏi cái này cực phẩm nguyên tâm quả lai lịch, Diệp Thần Phong có thể cầm cái này cực phẩm nguyên tâm quả cho hắn phục dụng, chuyện này với hắn tới nói đã là không có cái nào lớn hơn ân tình. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, "Lâm Phó Minh chủ, nếu như ta không có ý định cầm cái này cực phẩm nguyên tâm quả cho ngươi, như vậy ta đem nó lấy ra làm gì?" "Lâm Phó Minh chủ ngươi là dự định hiện tại liền phục dụng đâu? Vẫn là lát nữa phục dụng?" Lâm Khang Thắng trực tiếp hồi đáp, Diệp huynh đệ, nếu như tại đây thuận tiện lời nói, như vậy ta ngay ở chỗ này lập tức phục dụng. Diệp thần phong gật gật đầu, nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, vậy chúng ta ở một bên giúp ngươi xem, để ngươi có thể yên tâm phục dụng. Lâm Khang Thắng trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong cổ họng tại thật sâu hít một hơi về sau, hắn cầm trong tay cực phẩm nguyên tâm quả cho từng miếng từng miếng nuốt vào trong mồm mặt làm cực phẩm nguyên tâm quả bên trong màu xanh lục chất lỏng, theo lâm khang thắng cổ họng chảy vào hắn trong dạ dày thì năng lượng khổng lồ nhất thời từ màu xanh lục trong chất lỏng phóng xuất ra. Nhưng là, còn không có đợi nhắm mắt lâm khang thắng tới kịp cao hứng. Màu xanh lục trong chất lỏng năng lượng to lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trong khoảnh khắc, năng lượng khổng lồ liền tràn ngập lâm khang thắng toàn thân. Khiến cho đeo linh khang thắng trên thân da thịt đều phồng lên đứng lên, phảng phất đang lâm khang thắng dưới làn da mạo xương một tầng khí thể đi vào. Cái này lâm khang thắng trên mặt một mảnh trào chu nhược hồng, là một bộ cực kỳ thống khổ biểu lộ. Cũng may cái này lâm khang thắng vẫn là một cái tương đối chấn định người, hắn đang cắn răng chịu đựng thân thể giống như muốn nổ tung cảm giác về sau, trong cơ thể hắn đế cấp đỉnh phong linh hồn lực lập tức vận chuyển lại, ý đồ muốn đem cực phẩm nguyên tâm quả bên trong năng lượng hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn bên trong một bên lâm khang thắng nữ nhi lâm hân di nàng nhìn thấy cha mình thống khổ như vậy biểu lộ nàng cắn môi đỏ hỏi diệp thần phong cha ta không có việc gì chúng ta muốn hay không xuất thủ ngăn cản cha ta diệp thần phong trong cơ thể tông cấp đỉnh phong linh hồn lực đã sớm là cầm lâm khang thắng thân thể cho bao phủ lại hắn có thể cảm nhận được lúc này lâm khang thắng đang không ngừng hấp thu cực phẩm nguyên tâm quả bên trong năng lượng nếu như bây giờ ngăn cản lâm khang thắng không những lâm khang thắng đột phá không đến thần cấp sơ kỳ. Cái này còn lãng phí Diệp Thần Phong một khỏa cực phẩm nguyên tâm quả. Phải biết Diệp Thần Phong trong tay hết thảy cũng mới 5 viên cực phẩm nguyên tâm quả. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra, yên tâm tốt, cha ngươi hiện tại một chút sự tình cũng không có, hắn đang tại điên cuồng hấp thu cực phẩm nguyên tâm quả bên trong năng lượng, cái này hấp thu quá trình khẳng định là sẽ có chút thống khổ. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói về sau, ở đây lâm hân di cùng thẩm minh hiên mấy người cũng nhao nhao lợi dụng linh hồn lực đi cảm thụ được lâm khang thắng trạng thái khi bọn hắn tự mình cảm nhận được lâm khang thắng xác thực đang điên cuồng hấp thu năng lượng thời điểm này mới khiến bọn họ tạm thời yên tâm lại phải biết bây giờ lâm khang thắng là diệt thiên minh bên trong thực lực cường hãn nhất người nếu là lâm khang thắng ra lại một điểm gì đó ngoài ý muốn chỉ sợ toàn bộ diệt thiên minh liền thật muốn vĩnh viễn không xoay người ngày vô cùng to lớn năng lượng tràn ngập Lâm Khang Thắng toàn thân, cái này khiến Lâm Khang Thắng đã thống khổ, lại hưng phấn, trong mồm răng trên răng dưới răng là cắn quá chặt chẽ. Theo năng lượng không ngừng bị hắn hấp thu, hắn cảm giác mình đã đụng chạm đến thần cấp linh hồn lực biên giới, chỉ cần cầm cái này cực phẩm nguyên tâm quả bên trong năng lượng hấp thu sạch sẽ, hắn trăm phần trăm có thể thuận lợi đột phá đến thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua lâm khang thắng trong cơ thể đế cấp đỉnh phong linh hồn lực là càng phát ra không ổn định trên người hắn phồng lên da thịt lại trướng lên tới một chút tại lâm hân di bọn người lo lắng trùng trùng điệp điệp thời điểm lâm khang thắng trên thân phồng lên da thịt đột nhiên lại khôi phục lại với lại từ trên người lâm khang thắng tản mát ra một cỗ cường hãn linh hồn lực ba động đến lâm khang thắng trực tiếp từ đế cấp đỉnh phong bước vào thần cấp sơ kỳ tầng thứ to lớn thần cấp sơ kỳ linh hồn lực như là sóng biển một tầng lại một tầng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Trong phòng điều khiển cái bàn, cái ghế, môn các loại đồ vật, đi qua lâm khang thắng thần cấp sơ kỳ linh hồn lực tẩy lễ dưới, trong nháy mắt biến thành một đống lại một đống bột phấn. Cái này khiến thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người, trên mặt thần sắc cũng bắt đầu trở nên trắng bệch đứng lên, liền ngay cả diệp thần phong đồng dạng là sắc mặt khó coi lui lại ba bước, cái này thần cấp sơ kỳ cao thủ khí thế cũng không phải nói đùa. Từ lâm khang thắng trong cơ thể tản mát ra linh hồn lực tàn phá bừa bãi một phút đồng hồ về sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất lâm khang thắng là mãnh mẽ, mẽ mở to mắt, hắn cầm tràn ra trong cơ thể linh hồn lực lập tức thu hồi trong thân thể, trên mặt bị cực kỳ hưng phấn vẻ mặt cho lấp đầy, trong miệng hắn gục ục thì thầm nói ta đột phá đến thần cấp sơ kỳ linh hồn lực. Ta thật đột phá đến thần cấp sơ kỳ linh hồn lực. Sắc mặt còn có chút trắng bạch Lâm Hân Di, nàng xem thấy cha mình ục ục thì thầm bộ dáng, nàng trước khi đi hai bước, nói ra cha, người không cần một người nói một mình, người bây giờ thực lực khẳng định đến thần cấp sơ kỳ. Đang nghe nữ nhi của mình Lâm Hân Di lời nói về sau, Lâm Khang Thắng là lấy lại tinh thần, hơi có vẻ xấu hổ cười nói, "Diệp huynh đệ, để người bị chê cười, chỉ là ta bị vây ở đế cấp đỉnh phong nhiều năm, hiện tại bất thình lình bước vào thần cấp sơ kỳ tầng thứ" trong nội tâm tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút mất khống chế. Diệp thần phong khoát khoát tay, nói ra, lâm phó minh chủ, người tâm tình ta có thể lý giải, các người trước tiên ở cái này phong vệ doanh ở đây hạ xuống, về phần đối phó thiên minh sự tình, chúng ta vẫn được nhất định phải định ra ra một cái chi tiết kế hoạch tới. Lâm Khang Thắng đồng ý nói ra, Diệp huynh đệ, người nói không tệ, bây giờ ta đột phá đến thần cấp sơ kỳ, chỉ cần không phải Nghiêm Phi Trần tự mình đến đối phó chúng ta, như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, ta muốn Nghiêm Phi Trần cũng sẽ không biết ta đã đột phá đến thần cấp sơ kỳ sự tình, lấy cái kia kiêu ngạo tính cách, coi như hắn dự định muốn đối phó chúng ta, hắn cũng cần phải sẽ không đích thân động thủ. Ngược lại, Lâm Khang thẳng ánh mắt chính là chân thành tha thiết nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, "Diệp huynh đệ, ta Lâm Khang thắng ở chỗ này cảm ơn ngươi." Là ngươi để cho ta đột phá đến thần cấp sơ kỳ, nếu không có ngươi tại, chúng ta cũng căn bản không nhìn thấy hy vọng, hiện tại chúng ta có lẽ thật có hy vọng trong tương lai cầm Thiên Minh cho hoàn toàn diệt trừ. Diệp Thần phong nhún nhún vai, nói ra, Lâm Phó Minh chủ, ta giúp ngươi đột phá đến thần cấp sơ kỳ, đây cũng là vì ta chính mình dự định, hiện tại ta và các ngươi diệt Thiên Minh là trên một sợi thừng châu chấu, chúng ta nhất định phải tề tâm hiệp lực đối kháng Thiên Minh ta thực lực bây giờ cũng quá mức nhỏ yếu, lấy hiện tại ta muốn diệt trừ thiên minh, đó căn bản là một hiện không có khả năng sự tình. Diệp Thần Phong nói tiếp, hiện tại thủ hạ ta bồi dưỡng được 7 tên tông cấp trung kỳ cao thủ, 20 tên tông cấp sơ kỳ cao thủ, 16 tên vương cấp điên phong cao thủ cùng 71 tên 10 cấp linh hồn lực cao thủ. Lâm Khang thắng bọn người xứng sờ về sau, ánh mắt lần nữa trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên, Lâm Khang thắng thăm dò tính hỏi, Diệp huynh đệ, những linh hồn này lực cao thủ ngươi là khi lấy được chúng ta diệt thiên minh linh hồn chủng tử sau khi bồi dưỡng được tới. Diệp thần phong không có phủ nhận nói ra, lâm phó minh chủ, điều này chẳng lẽ khác gì vấn đề sao? Khi lấy được diệp thần phong trả lời về sau, lâm khang thắng nhịp tim đập mãnh mẽ, mẽ tăng tốc, nói ra, diệp huynh đệ, người mới đến chúng ta diệt thiên minh linh hồn chủng tử mấy ngày thời gian. Người vậy mà liền bồi dưỡng được nhiều như vậy linh hồn lực cao thủ tới một tên tông cấp linh hồn lực cao thủ, coi như để cho chúng ta lúc trước diệt thiên minh không ngừng nện xuống tư nguyên đi bồi dưỡng, chỉ sợ không có thời gian mấy năm cũng căn bản bồi dưỡng không ra, diệp huynh đệ, ta thật không biết dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được ngươi. Một bên trình đại hổ tạm thời quên trong lòng phẫn nộ cùng bi thương, hắn cười nói, lâm thúc thúc, thần phong có thể cũng không phải là người bình thường, bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần phóng tới thần phong trên thân, cái này lập tức sẽ trở nên hết thảy đều có khả năng. chương 1067, sai mềm nhất trận. Đêm, đen như mực. Tháng 8 kinh thành nhiệt độ không khí là viêm nhiệt vô cùng, đến tối ngẫu nhiên thổi qua một lượng trận phong, lúc này mới có thể khiến người ta cảm thấy một chút mát mẻ vị đạo. Phòng vệ doanh cửa chính lóe lên hai ngọn trong suốt đèn, bốn tên phong vệ đội thành viên tại cửa ra vào tuần tra, cái này phong vệ doanh cửa ra vào trấn giữ công tác là mỗi sáu tiếng đổi một nhóm người. Tại ban ngày Diệp Thiên Minh Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng thực lực đột phá đến thần cấp sơ kỳ về sau, Diệp Thần Phong liền tự mình an bài Lâm Khang Thắng bọn họ tại phong vệ doanh ở đây hạ xuống, chờ ngày mai mới hảo hảo thương lượng một chút liên quan tới đối với Thiên Minh động thủ sự tình. Tại đen nhánh dưới bóng đêm, một bóng người bất thình lình từ phong vệ doanh nội bộ sông tới, đạo thân ảnh này tốc độ di chuyển phi thường nhanh, khiến cho tại phong vệ doanh bên trong tuần tra phong vệ đội thành viên căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đạo thân ảnh này chính là Diệp Thiên Minh Minh chủ con trai của Trầm Kinh Vũ Thẩm Minh Hiên, từ khi đang đào mạng trong thông đạo rời đi, đồng thời biết được cha mình bị Thiên Minh bắt lại trở thành tù binh, Thẩm Minh Hiên liền mỗi ngày mỗi đêm ngủ không yên, nếu không có Lâm Khang Thắng nhìn xem hắn, chỉ sợ hắn đã sớm một mình đi tìm Thiên Minh Tính sổ sách. Nhưng mà, hôm nay Lâm Khang thắng đột phá đến thần cấp sơ kỳ, bọn họ một đoàn người lại đi tới Diệp Thần Phong phong vệ doanh bên trong, này mới khiến Lâm Khang thắng nhất thời vong chú ý Thẩm Minh Hiên, cái này Thẩm Minh Hiên là quên trong đêm rời đi phong vệ doanh, hắn muốn bằng vào chính mình lực lượng đem hắn phụ thân Trầm Kinh Vũ cho cứu ra. Thẩm Minh Hiên thân ảnh tại phong vệ doanh bên trong di chuyển nhanh chóng lấy Hắn biết mình không thể từ cửa chính đi ra ngoài, hắn cũng quan sát qua phòng vệ doanh địa hình, tại cửa chính bên cạnh cách đó không xa, nơi đó một bức vách tường là thấp nhất, Thẩm Minh Hiên tại ban ngày thời điểm đã sớm là muốn tốt rời đi biện pháp. Thẩm Minh Hiên tại thần không biết quỷ không hay đi vào bức tường kia không tính quá tường cao vách tường trước sau, trong tay hắn cầm một sợi dây thừng, tại sợi dây này đỉnh đầu còn cột một cái móc, Thẩm Minh Hiên trực tiếp cầm dây thừng hướng về vách tường trên cùng ném lên đi tại móc ôm lấy vách tường đỉnh đầu về sau, thẩm minh hiên hai tay lôi kéo dây thừng, hai chân đá đạp lung tung ở trên vách tường, cả người như là con nhện, đang nhanh chóng hướng về trên vách tường bỏ đi. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, thẩm minh hiên liền vượt qua vách tường, tại không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện tình huống dưới, hắn liền thuận lợi rời đi phong vệ doanh bên trong, rời đi phong vệ doanh về sau. Hắn liền lập tức nhanh chóng hướng phía trước chạy mà đi, mà hắn còn không có chạy ra mấy bước, hắn ngượn trong bầu trời đêm màu trắng bạc ánh trăng. Hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong đang ngồi ở phía trước trên đồng cỏ, trong tay đang cầm một lon bia, từng miếng từng miếng sảng khoái uống vào. Ngồi dưới đất Diệp Thần Phong, hắn bất thình lình quay đầu lại nhìn xem Thẩm Minh Hiên, nói ra: Ta có thể chờ ngươi rất lâu, đến, theo giúp ta cùng uống một hồi. Diệp Thần Phong cầm một lon bia trực tiếp ném cho Thẩm Minh Hiên. Thẩm Minh Hiên tại tiếp nhận bia về sau, hắn do dự bất định tại Diệp Thần Phong bên cạnh ngồi xuống, hắn không có lập tức cầm bia cho mở, mà chính là hỏi Thần Phong, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta tối nay muốn rời khỏi sao? Diệp Thần Phong uống một ngụm bia về sau, nói ra ta ban ngày mang các ngươi tham quan phong vệ doanh thời điểm, ta nhìn ra ngươi quan sát phi thường cẩn thận, lúc kia liền kết luận ngươi tối nay khẳng định sẽ rời đi phong vệ doanh mà phong vệ doanh chỗ nào vách tường thích hợp nhất vụng trộm rời đi. Đương nhiên là lùn nhất bức tường kia vách tường, ta tối nay cố ý còn đem phòng vệ trang bị cho quan bế, bằng không người phát động phòng vệ trang bị về sau, chỉ sợ tối nay sẽ ở phòng vệ doanh bên trong gây nên bạo động. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này về sau, thẩm minh hiên trong nội tâm là tan tác không thôi, hắn nói ra, Thần Phong, người quan sát năng lực cùng phán đoạn năng lực thật sự là phi thường cường hãn, nhưng ta tối nay nhất định phải rời đi phong vệ doanh, ta không thể để cho ta cha một người tại thiên minh bên trong chịu khổ, ta hiện tại mới phát hiện ta cái này làm nhi tử thật là vô dụng. Diệp thần phong nhìn xem thẩm minh hiên, nói ra, minh hiên, chẳng lẽ ngươi như thế đi hướng về thiên minh địa phương, ngươi liền có thể đem ngươi cha cho cứu ra. Bằng ngươi bây giờ thực lực ngay cả cho thiên minh nhét kẽ răng đều không đủ. Diệp thần phong vỗ vỗ thẩm minh hiên bả vai, nói ra, minh hiên, như ngươi loại này phương pháp làm không thể nghi ngờ là đi chính mình chịu chết cái này không có nghĩa là ngươi dũng cảm cũng không có nghĩa là ngươi không sợ chết cái này đại biểu ngươi ngu xuẩn ngươi suy nghĩ một chút thẩm minh chủ hy vọng nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này sao hắn hy vọng nhìn thấy người nỗ lực tu luyện hắn hy vọng tương lai người cùng hắn lần nữa gặp mặt thời điểm là thiên minh bị chân chính diệt trừ thời điểm người dạng này mạnh mẽ đâm tới đi thiên minh duy nhất kết quả chỉ là để cho thẩm minh chủ thất vọng mà thôi nghe vậy thẩm minh hiên cầm trong tay lon bia cho siết chặt ầm một tiếng toàn bộ lon bia trực tiếp vỡ ra màu vàng nhạt bia là lưu thẩm minh hiên một tay hắn không cam lòng nói ra thần phong vậy ngươi nói ta nên làm cái gì chẳng lẽ ngươi muốn ta ở chỗ này làm trở lấy sao diệp thần phong lắc đầu nói ra ta không phải để ngươi ở chỗ này làm trở lấy chỉ là như ngươi loại này phương pháp làm thực sự quá không sáng suốt ngươi muốn nghe xem ta cố sự sao Gặp thẩm minh hiên yên lặng không nói, Diệp Thần Phong tiếp tục nói ra, tại ba, bốn năm trước, ta là người kinh thành trong mắt người ngu ngốc, về sau cha mẹ ta cũng bởi vì tai nạn xe cộ bỏ mình, lúc kia ta thật phi thường tuyệt vọng, thế là ta bắt đầu không ngừng nỗ lực tăng thực lực lên, ta muốn tìm ra hung thủ sau màn, ta muốn vì cha mẹ ta báo thù. Tại từng bước một đi xuống quá trình bên trong, ta bất thình lình phát hiện sự tình cũng không phải là bết bát như vậy, Nguyên lai like cha mẹ ta còn chưa có chết, ta cầm đã từng những cái kia ý đổ đối với bên cạnh ta nhân tạo thành nguy hại. Hết thảy đều đưa đi gặp Diêm Vương ra. Bất quá cái tiền đề này là ngươi phải có đầy đủ thực lực, cũng không phải là trong lòng ngươi có được một cái tức giận là được. Ta Diệp Thần Phong đã từng bị người chế giễu nhiều năm như vậy ngu ngốc, ta là thế nào cuộc sống trước đây? Những cái kia đã từng dám sương hô ta khờ tử người, hoặc là đã chết, hoặc là nhìn thấy ta chỉ có thể cúi đầu đường vòng ta làm được sự tình, chẳng lẽ người thẩm minh hiên không làm được sao? Diệp thần phong lời nói ý vị sâu xa đối thẩm minh hiên nói hắn đã từng chuyện cũ, bất quá, liên quan tới linh hồn hắn xuyên việt sự tình, hắn đương nhiên là không có cho thẩm minh hiên giải thích. Thẩm minh hiên đây là lần đầu tiên nghe được diệp thần phong đã từng sự tình, hắn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm diệp thần phong, hắn không nghĩ tới diệp thần phong còn có một đoạn như vậy chuyện cũ, hắn yên lặng sau một lát nói ra thần phong cho ta một lon bia diệp thần phong tiện tay cầm một lon bia đưa cho thẩm minh hiên hắn biết thẩm minh hiên dần dần bị hắn cho thuyết phục diệp thần phong kiên định nói ra minh hiên hiện tại tuy nhiên chúng ta còn vô pháp đem thiên minh thế nào nhưng là xin ngươi tin tưởng ta trong tương lai không lâu chúng ta nhất định sẽ cầm thiên minh thân thủ diệt trừ đến lúc kia chỉ sợ ngay cả phụ thân ngươi thẩm minh chủ cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo Thẩm Minh Hiên trực tiếp cầm trong tay lon bia cho mở, ừng ực. ưng ực, ừng ực, hắn điên cuồng trực tiếp cầm một lon bia cho uống về sau, nói ra, thần phong, lại cho ta một bình, ta Thẩm Minh Hiên tin tưởng ngươi, ta cũng biết ngươi nói những lời này đều rất đúng, nếu ta Thẩm Minh Hiên căn bản cũng không tính là thứ gì. Cái gì diệt thiên minh đệ nhất thiên tài, ta lực lượng cũng là một đóa ôn thất bên trong hoa, vừa gặp phải điên cuồng mưa to, ta liền căn bản là không có cách tiếp nhận. Minh Hiên, đừng nói những này có hay không, hai chúng ta tới trước đi một cái, cầu chúc tương lai không lâu có thể đem thiên minh cho hoàn toàn diệt trừ. Diệp thần phong dơ lên trong tay lon bia nói ra, Ừm. Um. thẩm Minh Hiên cũng cầm bia lên bình cùng diệp thần phong lẫn nhau chạm thử, nói ra, thần phong, từ khi biết ngươi về sau, ngươi cho tới bây giờ không có nuốt lời qua, ta tin tưởng lần này ngươi đồng dạng sẽ không nuốt lời. Hóa, thần phong, Minh Hiên, các ngươi hai cái vậy mà trốn ở chỗ này vụng trộm uống rượu. Các ngươi cũng quá không có suy nghĩ a. À. Trình Đại Hổ vội vội vàng vàng từ phong vệ doanh bên trong đi ra đến, khi nhìn đến Thẩm Minh Hiên về sau, trong cổ họng hắn là buông lỏng một hơi, bởi vì hắn vừa mới đi Thẩm Minh Hiên gian phòng, hắn phát hiện Thẩm Minh Hiên không trong phòng, cái này khiến hắn hoài nghi Thẩm Minh Hiên có thể là vụng trộm rời đi, cho nên hắn cùng Lâm Hân Di, Tiêu Lập Viễn cùng một chỗ tại phong vệ doanh bên trong tìm ra được đúng đại hổ nói không tệ thần phong cũng cho ta tới một bình tiêu lập viễn vừa cười vừa nói lâm hân di tại nhấp nhấp môi đỏ về sau nói ra ta cũng cùng các ngươi uống một chút phải biết lâm hân di là xưa nay không uống rượu tại nàng tiếp nhận diệp thần phong trong tay bia về sau chỉ là uống nửa bình gò má nàng liền hơi hơi phiếm hồng đứng lên một đêm này có ở đây không quên rực rỡ dưới trời sao diệp thần phong Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ, Tiêu Lập Viễn cùng Lâm Hân Di, bọn họ không có đi dùng linh hồn lực chống cự rượu cồn cường độ, từng cái uống là say mềm, nếu Diệp Thần Phong trong lòng cũng có áp lực, hắn cũng có cảm thấy mệt mỏi, hắn vừa vặn mượn cơ hội này cũng phải say một cuộc. Trường 1068, Người lớn nhất Ngày kế tiếp, mặt trời chậm rãi từ đông phương lên cao, hỏa nhiệt ánh sáng mặt trời vung vãi tại phong vệ doanh bên ngoài trên đồng cỏ diệp thần phong thẩm minh hiên cùng lâm hân di các loại năm người bọn họ là trên đồng cỏ ngủ một buổi tối thẳng đến ánh sáng mặt trời vẩy vào diệp thần phong trên mặt này mới khiến diệp thần phong xoa xoa có chút phát trướng thái dương huyệt chậm rãi mở to mắt từ trên mặt đất đứng lên diệp huynh đệ người tỉnh a đêm qua sự tình cảm ơn ngươi nếu không có ngươi tại chỉ sợ minh hiên thực biết thần không biết quỷ không hay rời đi diệp thiên minh họa minh chủ lâm khang thắng tối hôm qua tại Diệp Thần Phong bọn họ uống say từng chuyện mà nói lấy lời say thời điểm, hắn cũng ở một bên yên lặng nghe, nhìn xem, phải biết Trầm Kinh Vũ xem như đem Thẩm Minh Hiên giao phó cho hắn chiếu cố, nếu là Thẩm Minh Hiên ra một điểm gì đó sự tình, lực sợ tương lai Lâm Khang Thắng cũng không có mặt mũi đi gặp Trầm Kinh Vũ. Diệp Thần Phong tùy ý khoát khoát tay, nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, Minh Hiên một mình đi tìm Thiên Minh, hắn chỉ có là chịu chết phân, Ta làm sao có thể đủ trơ mắt nhìn xem hắn làm ra như thế không sáng suốt sự tình đây. Diệp huynh đệ, dù sao lần này là ta Lâm Khang thắng thiếu ngươi, ta Lâm Khang thắng sẽ luôn luôn ghi ở trong lòng mặt. Lâm Khang thắng trên mặt hiện lên chân thành tha thiết biểu lộ, ngược lại còn nói thêm, Diệp huynh đệ, lần này chúng ta Diệt Thiên Minh tổng bộ người cơ hồ là toàn quân bị diệt, bất quá, chúng ta Diệt Thiên Minh còn có một cái phụ trách thu thập tin tức bộ tra hỏi cái ngành này người là phân bố ở thế giới các nơi, tối hôm qua ta thử liên lạc một chút cái này, chi nhánh người, để bọn hắn cầm thiên minh 10 tôn cấp cùng ngũ thánh cụ thể sở tại địa phương điều tra ra được, ta muốn dùng không mấy ngày chúng ta liền có thể nhận được tin tức. Diệp thần phong đối với Lâm Khang Thắng năng lực vẫn là tương đối có lòng tin, dù sao cái này Lâm Khang Thắng là diệt thiên minh phó minh chủ, chứ muốn điều tra cô sở thiên minh 10 tôn cấp cùng ngũ thánh cụ thể sở tại địa. Diệp thần phong bọn họ bên này còn nhất định phải mau sớm không ngừng tăng lên thực lực, cho nên muốn điều tra các loại tăng lên linh hồn lực vật tư. Đây cũng là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Thế là, Diệp thần phong còn nói thêm, lâm phó minh chủ, trừ điều tra thiên minh 10 tôn cấp cùng ngũ thánh sở tại địa bên ngoài. Người có thể hay không tại để cho người ta điều tra một chút các loại có thể tăng lên linh hồn lực vật tư. Chúng ta nhất định phải mau sớm lớn mạnh thực lực, Dạng này mới có thể có tư bản cùng Thiên Minh đối kháng. Lâm Khang Thắng cũng là phi thường đồng ý Diệp Thần chút đề nghị này, hắn không chút do dự gật gật đầu, nói ra: "Diệp huynh đệ, điểm ấy ngươi cứ yên tâm tốt, đợi chút nữa ta lập tức liên lạc một chút bọn họ, để bọn hắn lục soát lại một chút liên quan tới các loại tăng lên linh hồn lực vật tư." Khốc dạ Diệp Thần chút cùng Lâm Khang Thắng lúc nói chuyện đợi, mê man trên mặt đất thẩm minh hiên cùng Lâm Hân Di mấy người cũng theo thứ tự tỉnh táo lại, mà đang lúc lúc này, mấy chiếc phiên bản dài hồng kỳ kiệu xa hướng về phong vệ doanh bên này bắn tới, đi theo còn có từng chiếc xe jeep nhà binh cùng quân dụng xe tải, tại xe jeep nhà binh cùng quân dụng trên xe tải trong tay binh lính là nhao nhau nắm súng máy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chân chiếc hồng kỳ kiệu xa tới gần Diệp Thần chút bọn họ về sau, liền bắt đầu chậm rãi dừng lại, đầu tiên từ một cỗ hồng kỳ kiệu xa bên trên đi xuống là Diệp Trấn Hồng, Vu An quốc cùng Bạch Hồng Phương ba người này Hôm qua Diệp Thần Phong là liên hệ ba vị này lão gia tử tại Cầm Thiên Minh cho xúc quái trước đó, hắn muốn để ba vị này lão gia tử đều ở tại Phong Vệ Doanh bên trong. Hôm nay hắn cũng là ước ba vị lão gia tử tới Phong Vệ Doanh bên trong thương lượng một chút. Tại Diệp Trấn Hồng bọn họ từ một cỗ Hồng Kỳ Kiệu xa bên trên đi xuống về sau, hơn Hồng Kỳ Kiệu xa cửa xe cũng nhau nhau bị mở ra, Dư Phong Nghiên cùng Dương Viễn các loại lão gia tử cũng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt dư phong niên cùng dương viễn còn đang vì dựa vào mấy ngày sự tình mà cảm thấy áy náy dư phong niên xấu hổ cười hai tiếng nói ra thần phong ngươi sẽ không trách dư gia ra, ra ta không rõ từ trước đến nay a à? đúng a à, thần phong mấy ngày nay ta cùng lão dư thế nhưng là ăn ngủ không yên hai chúng ta lão đầu tử đều có chút không có ý tứ tới gặp ngươi dương viễn cũng vội vàng phụ họa nói Tại dư phong niên cùng dương viễn cho diệp thần chút đánh xong chào hỏi về sau, dư lão gia tử cũng nhao nhao cười ha hả cho diệp thần chút chào hỏi. Những này hát cái xì hơi đều có thể để cho hoa hạ tìm ba cầu xin đại nhân vật. Bọn họ tại diệp thần phong trước mặt hiển nhiên biến thành từng cái hiền lành không thể lại hiền lành lão đầu tử. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, sôi nổi dư phong niên bọn họ đều theo tới, như vậy diệp thần phong cũng không dễ đem bọn hắn cho đuổi đi hắn đối với lâm khang thắng bọn người nói vài câu về sau hắn liền cầm một đám cao tầng lão đầu tử nghinh tiến vào phong vệ doanh bên trong diệp thần phong biệt thự trong thư phòng sư phong niên dương viễn cùng diệp trấn hồng các loại một đám lão gia tử là đều tự tìm cái ghế ngồi xuống diệp thần phong dự định cầm thiên minh sự tình cho cái này một đám lão gia tử nói lên nói một chút dù sao lấy hiện tại tình thế đến xem thiên minh sự tình cũng giấu diếm không bao dài thời gian Diệp Thần phong trầm tư phiến cánh về sau nói ra các vị lão gia, ta nghĩ các người hẳn là còn nhớ rõ tại Nam Cảng truyền bá ra virus cùng tại Nam Cảng xuất hiện tang thi sự tình đâu? À, đem cái này hàng loạt sự tình lấy ra hậu trường tổ chức. Lần trước ta còn chưa không hiểu, bất quá hiện tại ta biết cái này tổ chức tên là Thiên Minh, mà thôn vệ Đế quốc quốc vương chỉ là Thiên Minh bên trong một cái tiểu nhân vật mà thôi. Thiên Minh thế lực to lớn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng ra được đột nhiên nghe được diệp thần chút lời nói này cái này khiến một đám cao tầng lão gia tử là xứng sở thần tính cách ngay thẳng võ lão gia tử vũ an quốc hỏi thần phong lời này của ngươi là có ý tứ gì ngươi có thể hay không cho chúng ta nói rõ một chút diệp thần phong hồi đáp vũ gia gia nói đơn giản này thiên minh có lang tử giã tâm bọn họ cuối cùng thị lực nên muốn thống trị toàn thế giới các ngươi không cần cho rằng đây là không có khả năng sự tình lấy hiện tại thiên minh thế lực bọn họ muốn hủy diệt một quốc gia là dễ như trở bàn tay sự tình. Trước mắt ta cũng đang chuẩn bị cùng thiên minh làm một lần đối kháng, ta nhất định phải cầm thiên minh cho nhổ tận gốc. Nhìn xem diệp thần phong trịnh trọng sự tình bộ dáng, dư phong niên các loại một đám lão gia tử mày nhân lại đến. Bọn họ biết Diệp Thần Phong khẳng định không phải đang nói đùa, cũng khẳng định không có khuếch đại từ. cái này không thể không khiến Dư Phong Niên trong bọn họ tâm sinh ra lo lắng. Hơn phong đông thần sắc mặt ngưng trọng nói ra, thần phong, người có mấy thành nắm chắc đem cái này thiên minh cho diệt trừ. Diệp thần phong cười khổ nói, trước mắt mà nói, ta muốn diệt trừ thiên minh liền một thành nắm chắc cũng không có, bất quá, thiên minh tạm thời hẳn là còn không biết đối với chúng ta động thủ, cho nên chúng ta còn có một đoạn trưởng thành thời gian. Nghe được diệp thần phong nói liền một thành nắm chắc cũng không có, sư phong niên các loại một đám lão gia tử có chút ủ rũ đứng lên, Diệp Chấn Hồng mở miệng nói ra tốt, lão sư, các ngươi cũng giống như xem ra nhìn thấy Thần Phong, các ngươi cũng từ Thần Phong trong miệng giải được sự tình. Hiện tại các ngươi đều đi làm việc việc của mình đi. Ta cùng An Quốc, Hồng Phương về sau liền ở tại Phong Vệ Doanh bên trong. Nếu như các ngươi tìm không thấy chúng ta, như vậy các ngươi liền đến Phong Vệ Doanh bên trong tìm chúng ta. Võ Lão gia tử Lục An Quốc nói ra, Thần Phong, ngươi chuẩn bị cho ta một tòa độc lập biệt thự ta muốn đem người nhà họ vũ tạm thời nhận lấy lai, like, người thấy được không được. Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương cũng nói, thần phong, ta cũng phải một tòa chính mình biệt thự, ta cũng muốn đem một bộ phận người bạch gia nhận lấy lai, like. có thể sao? Đối với lục lão gia tử cùng bạch lão gia tử yêu cầu, Diệp Thần Phong đương nhiên không tiện cự tuyệt, mà khi Diệp Thần Phong vừa định phải đáp ứng thời điểm, Dư Phong Niên cũng mở miệng, Thần Phong, ta nhìn ngươi phong vệ doanh địa phương rất lớn, còn có thể kiến tạo cái mấy ngôi biệt thự, ta có thể hay không tới người phong vệ doanh tham gia náo nhiệt. Thần phong, dương gia gia ta cũng thật thích người phong vệ doanh, người xem, người có phải hay không cũng cho ta lưu một tòa biệt thự. Dương viễn mặt dày mày dạn nói ra. Thần phong, nếu không ngươi cũng cho ta lưu một tòa biệt thự a à. Ngươi hẳn là sẽ không không chào đón ta đi. Thần phong, ta và ngươi ra gia ra gia giao tình cũng không tệ, người cái này phong vệ doanh bên trong rất thích hợp dưỡng lão, ta muốn đến ở lại một thời gian ngắn. Cái này một đám lão gia tử đều là lão hồ ly, bọn họ đang nghe liên quan tới thiên minh sự tình về sau, bọn họ lập tức nghĩ đến mình bây giờ chỗ ở địa phương khả năng không đủ an toàn, bây giờ tại toàn bộ, hoa hạ, chỉ sợ cũng chỉ có diệp thần chút phong vệ doanh an toàn nhất, cho nên bọn họ cả đám đều không biết xấu hổ mở miệng. Gặp Diệp Thần Phong trên mặt do dự biểu lộ, Dư phong niên còn nói thêm, thần phong, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không can dự ngươi phong vệ doanh phát triển, về sau ta chuyển vào đến, tại cái này phong vệ doanh bên trong mãi mãi cũng là ngươi thần phong nói quên, ngươi liền coi ta là làm một cái tới dưỡng lão tao lão đầu tử là được. Đúng, thần phong, chỉ cần tại cái này phong vệ doanh bên trong cũng là ngươi lớn nhất, điểm này ta cũng phi thường đồng ý. Thần phong, ta cũng đồng ý lão dư nói, đồng thời chúng ta có thể chính mình sẽ lai biệt thự kiến tạo đứng lên, dạng này liền sẽ không phiền phức đến ngươi. chương 1069, Hắc Vẫn Khoáng Thạch Tất nhiên dư phong niên các loại những này lão gia tử đều đem tư thái thả thấp như vậy, như vậy Diệp Thần Phong cũng là không tốt cử tuyệt nữa những này lão gia tử thỉnh cầu, dù sao coi như người nào muốn ảnh hưởng cùng khống chế phong vệ doanh phát triển, đây đều là một kiện không có khả năng sự tình, phải biết phong vệ đội sở hữu thành viên đều thể sống chết thần phục diệp thần phong bọn họ sẽ chỉ nghe diệp thần phong mệnh lệnh sư phong niên bọn người ở tại đạt được diệp thần phong đồng ý có thể tạm thời lai đến cái này phong vệ doanh về sau những này lão gia tử trên mặt cả đám đều lộ ra hài lòng nụ cười bây giờ có thiên minh cái này tổ chức to lớn đột nhiên xuất hiện theo bọn hắn nghĩ cùng diệp thần phong ở chung một chỗ mới là an toàn nhất làm diệp thần phong cùng một đám lão gia tử từ trong thư phòng đi đến phòng khách thời điểm diệp thần phong mẫu thân tôn mỹ cầm cùng võ hiểu vì các loại chúng nữ đều đang đợi đợi tôn mỹ cầm hoài nghi nhìn chằm chằm dư phong niên các loại một đám lão gia tử nói ra dư lão gia tử các ngươi sẽ không phải lại muốn cho thần phong đi làm cái gì sự tình a à? ta nói hoa hạ có nhiều như vậy nhân tài các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhìn chằm chằm thần phong không thả đâu Tại tôn Mỹ cầm cái này làm mẫu thân trong mắt, nhi tử diệp thần phong an toàn mới là trọng yếu nhất sự tình. Sư phong niên xấu hổ mỉm cười nói, Mỹ cầm, lần này ngươi yên tâm, chúng ta không phải tới phiền phức thần phong, chỉ là chúng ta những lão giả này đều dự định đem đến cái này phong vệ doanh bên trong tới lai, về sau chúng ta thế nhưng là có thể ngày ngày gặp mặt. Sư lão gia tử, dù sao các ngươi không cần vũng hố thần phong là được, còn có tốt nhất đừng cho thần phong giới thiệu đối tượng, lần trước các ngươi tôn nữ thế nhưng là căn bản chướng mắt thần phong. Tôn Mỹ cầm là không muốn để cho con trai mình chịu đến bất luận cái gì một điểm ủy khuất. Một bên dương viễn cũng xen vào, nói ra, Mỹ cầm, người nhìn người đây là nói cái gì lời nói. Lần trước ta cùng lão dư cũng là có hảo ý, chỉ đổ thừa này hai nha đầu quá không hiểu sự tình, theo chúng ta các nàng có thể đi theo thần phong, đây là hai người bọn họ đời trước đã tu luyện phúc khí, chúng ta cũng chỉ là muốn cầm thần phong tốt đẹp gen phát dương quang đại mà thôi a à. Dương lão đầu người bớt ở chỗ này kéo con bê chẳng lẽ hiểu vì các nàng còn chưa đủ đem thần phong gen phát dương quang đại sao ta xem điểm ấy liền không cần đến các ngươi mù quan tâm võ lão gia tử vũ an quốc khó chịu bĩu biểu, biểu môi nói ra đúng an quốc nói không tệ đem thần phong gen phát dương quang đại sự tình liền giao cho tuyết linh các nàng tốt Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương cũng vội vàng nói ra, phải biết hai cái này lão đầu tôn nữ đều là Diệp Thần Phong nữ nhân, lấy một cái ra ra góc độ đến xem, bọn họ đương nhiên hy vọng Diệp Thần Phong nữ nhân bên cạnh càng ít càng tốt. Làm Diệp Thần Phong mẫu thân, tôn Mỹ cầm đương nhiên là vui với nghe được người khác khích lệ con trai của nàng. Thế là nàng cũng không còn cùng dư phong niên bọn họ so đo, ngược lại là võ hiểu phỉ các loại nữ nhân là nhìn chằm chằm nhìn xem cái này một đám lão gia tử, phải biết cái này một đám lão gia tử chuyển vào cái này phong vệ doanh bên trong, đến lúc đó bọn họ tôn nữ còn không cũng là muốn tới tại đây lai like sao? Đối với võ hiểu phỉ các nàng tới nói có thể cũng không phải là một cái tin tức tốt. Tốt, tốt, các người cũng không cần xảo lai like xảo khứ, tất nhiên tất cả mọi người muốn đem đến cái này phong vệ doanh bên trong đến. Như vậy ta xem mọi người về sau muốn mở hội nghị cấp cao cũng không cần đi hắn địa phương, về sau ngay tại cái này phong vệ doanh bên trong tiến hành dù sao chúng ta về sau đều muốn ở tại một chỗ, bình thường không có việc gì thời điểm chúng ta những lão già này có thể cùng uống uống trà, tâm sự, đây cũng là sớm hưởng thụ một chút nghỉ hưu sinh hoạt. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng cười nói, trong lòng của hắn thật có thể vì chính mình có Diệp Thần Phong như thế một cái tôn tử mà cảm thấy kiêu ngạo, phải biết tại lúc trước bọn họ những lão già này có lẽ mặt ngoài một mảnh hòa khí, nhưng là vụng trộm đều minh tranh ám đấu, từ khi Diệp Thần Phong quật khởi về sau, đây hết thảy đều đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, cái này khiến một đám cao tầng ở giữa ngăn cách đang từ từ tiêu trừ, mọi người có thể chân tâm thực ý đoàn kết cùng một chỗ. Trấn Hồng lời này ta tương đối thích nghe. Sớm hưởng thụ một chút dưỡng lão sinh hoạt cũng không tệ, tất cả mọi người về trước đi chuẩn bị một chút, bất quá, chuyện này chúng ta nhất định phải giữ bí mật, còn có có thể không mang tới phong vệ doanh bên trong người tới tận lực không cần mang đến dù sao chúng ta mỗi người có thể có một tòa biệt thự lại nhiều chỉ sợ thần phong không vui hơn ý sư phong niên đứng ra đóng vai một lần mặt đen cho ở đây hắn lão đầu tử là gõ một cái cảnh báo tại cầm sự tình trên cơ bản đã định về sau sư phong niên các loại một đám lão gia tử là rời đi liền ngay cả diệp Trấn hồng vũ an quốc cùng bạch hồng phương bọn họ cũng tạm thời rời đi dù sao muốn đem đến cái này phong vệ doanh bên trong tới lai bọn họ nhất định phải đi về nhà chuẩn bị một chút. Tại Diệp Thần Phong vừa đem một đám lão gia tử đưa tiến, Diệp Thiên Minh phó môn chủ Lâm Khang Thắng tìm đến hắn, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di mấy người cũng đi theo Lâm Khang Thắng bên cạnh. Lâm Khang Thắng trực tiếp mở miệng nói, Diệp huynh đệ, ta vừa mới nhận được tin tức tại đan hóa thành phố một mảnh núi rừng nguyên thủy bên trong, có một cái hắc vẫn khoáng thạch quạng mỏ, cái này hắc vẫn khoáng thạch là một loại phi thường đặc thù khoáng thạch, chúng ta có thể thông qua hấp thu hắc phấn khoáng thạch bên trong năng lượng, dùng cái này tới tăng tốc tăng thực lực lên tốc độ. Bất quá, tục truyền tới tin tức, thiên minh trước một bước phát hiện cái này quạng mỏ, trước mắt do thiên minh địa tôn trương hình thiên đang phụ trách khai thác cái này quạng mỏ. Thiên minh 10 tôn cấp bên trong xếp hạng trước 3 phân biệt là thiên tôn, địa tôn cùng độc tôn, độc tôn đã là bị diệp thần phong cho giết chết. Cái này tam tôn là 10 tôn cấp bên trong thực lực cường hãn nhất tôn cấp điên phong cao thủ, riêng là thiên tôn cùng địa tôn, về phần độc tôn là dựa vào lấy dùng độc năng lực, hắn mới miễn cưỡng chen vào ba vị trước. Thần Phong, bằng không lần này ta và các ngươi cùng đi một chuyến, cầm đất này tôn cấp trương hình thiên giải quyết, thuận tiện cầm hắc vẫn khoáng thạch cũng nắm bắt tới tay. Lâm Khang Thắng đề nghị. Bất quá, cái này bị Diệp Thần Phong cho trực tiếp cự tuyệt, Lâm Phó Minh Chủ, người đến thần cấp sơ kỳ sự tình gần nhất còn chưa thể truyền đi, bằng không nghiêm phi trần đến khi thay đổi chủ ý đối với chúng ta động thủ coi như phiền phức, lần này liền để ta đi chiếu cố đất này tôn cấp trương hình thiên đi. Lâm Khang Thắng nói ra, Diệp huynh đệ, như thế đi đây. Một mình ngươi đi tìm trương hình thiên, người đây không phải đi tự chui đầu vào lưới sao. Diệp thần phong vừa cười vừa nói, Lâm phó minh chủ, ta là con trai của nghiêm phi trần nghiêm thiên giác muốn giết người. Cho nên cái này hình thiên chắc chắn sẽ không động thủ giết ta, lại mà hắn muốn liên lạc với đến Thiên Minh người, cầm ta đưa đến Thiên Minh đi, cái này đúng trọng tâm nhất định phải tiêu xài mấy ngày thời gian, mà cái này hình thiên lại là phụ trách hắc phấn khoáng thạch khai thác, chỉ sợ tại trong mấy ngày này hắn sẽ để cho ta đi trong động mỏ làm lao động, chỉ cần có thể tiến vào trong hầm mỏ. Bằng vào trên tay của ta không gian giới chỉ, muốn thần không biết quỷ không hay cầm hắc vẫn khoáng thạch lấy đến trong tay, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Đến lúc đó ta tuyệt đối có thoát thân biện pháp, nói không chừng ta có thể ngay cả Trương Hình Thiên cũng cùng nhau giải quyết. Diệp Thần Phong bây giờ chỗ ỉ lại cũng là cái kia có thể khống chế trạng thái bùng nổ, chỉ cần đi vào có thể khống chế trạng thái bùng nổ, là hắn có thể đủ trong nháy mắt bước vào tôn cấp sơ kỳ tầng thứ, đến lúc đó hắn muốn giết chết một tên tôn cấp điên phong cao thủ, đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Thần Phong, ta Trình Đại Hổ cùng đi với ngươi một chuyến nhiều cái người cũng nhiều cái chiếu ứng trình đại hổ lập tức mở miệng nói thần phong ta cũng phải cùng đi ta cũng không muốn làm tiếp ôn thất bên trong bông hoa thẩm minh hiên cũng mở miệng nói ra sau đó lâm hân di cùng tiêu lập viễn cũng cho thấy muốn cùng diệp thần phong cùng đi ý nguyện lâm khang thắng nghe được trình đại hổ bọn người lời nói về sau hắn nói ra diệp huynh đệ nếu không ta an bài mấy tên tôn cấp cao thủ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động đi Ngươi thấy thế nào? Diệp thần phong lắc đầu, nói ra, lâm phó minh chủ, các ngươi trước tiên phụ trách bảo hộ phong vệ doanh an toàn, hiện tại chúng ta không thích hợp một số đông người cùng một chỗ hành động, mà ta là nghiêm thiên giác điểm danh muốn giết người, ta liền có thể lợi dụng điểm này tại thiên minh thành viên trước mặt lượn vòng, chúng ta trước một bước một bước tới. Lần này liền để Minh Hiên cùng ta cùng một chỗ hành động đi. Minh Hiên chính là trầm con trai của Minh Chủ, thiên minh người cũng sẽ không lập tức giết chết Minh Hiên, lại mà nếu như đại hổ các ngươi cũng đi, ta khẳng định liền chiếu ứng không đến. Lâm Hân gì khó chịu nói ra, Diệp Thần Phong, ai muốn ngươi chiếu ứng? Chính ta có thể chiếu cố chính mình. Lâm Phó Minh Chủ, người nhận ta đề nghị này thế nào? Nếu như có thể lời nói, vậy ta cùng Minh Hiên ngày mai liền xuất phát tiến về đan hóa thành phố. Diệp Thần Phong nhìn xem Lâm Khang Thắng nói ra. Lâm Khang Thắng tại suy nghĩ sau một lát, hắn biết hiện tại cũng nhất định phải để cho Thẩm Minh Hiên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, bớt thời gian Thẩm Minh Hiên mỗi ngày suy nghĩ lung tung. Thế là, Lâm Khang Thắng nói ra tốt, lần này cứ dựa theo thần phong đề nghị đi làm, hân di, đại hổ cùng lập viễn ba người các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn lưu tại phong vệ doanh bên trong. chương 1070, vừa vặn dùng để làm nô lệ. Ngày thứ hai, vào đầu đỉnh chói trang mặt trời gay gắt càng lên càng cao thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên hai người liền xuất hiện tại đan hóa thành phố núi rừng nguyên thủy bên trong. Hôm nay sáng sớm Diệp Thần Phong liền cùng Thẩm Minh Hiên đi máy bay đi vào đan hóa thành phố. Diệp Thần Phong hôm qua từ lâm khang thắng trong miệng sơ bộ giải được cái kia hôn mạch khoáng thạch quặng mỏ vị trí chỗ ở. Cho nên Diệp Thần chút cùng Thẩm Minh Hiên tại nguyên bắt đầu núi rừng bên trong là một đường điên cuồng bản, liên tục hướng phía quặng mỏ sở tại địa tiếp theo làm Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên hai người này không ngừng hướng về quạng mỏ phương hướng tiếp cận thời điểm. Đan hóa thành phố, núi rừng nguyên thủy chỗ sâu, cái nào đó quạng mỏ động khẩu, xây dựng một cái lại một cái lều vải, bên trong một tên mặt mũi tràn đầy dâu quai nón trung niên nam nhân, hắn là vinh vang đắc ý đứng tại miệng quáng, chỉ huy người không ngừng từ trong động mỏ ra ra vào vào, tên này trung niên nam nhân cũng là thiên minh địa tôn trương hình thiên. Tại Trương Hình Thiên bên cạnh còn đứng lấy hai tên tôn cấp trung kỳ Thiên Minh thành viên, hai người này là đối Trương Hình Thiên lộ ra nịnh nọt thần sắc, phụ trách tại trong hầm mỏ khai thác khoáng Thạch Thiên Minh thành viên thực lực tại Vương cấp linh hồn lực đến tông cấp linh hồn lực ở giữa. Này hai tên đứng tại Trương Hình Thiên bên cạnh tôn cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ, bên trong một người vóc dáng tương đối cao, một người khác vóc dáng thì là tương đối thấp, người cao to nịnh nọt nói ra, "Trương đại ca, bây giờ diệt thiên minh là bị chúng ta thiên minh cho hoàn toàn chiếm đoạt, về sau chẳng phải là chúng ta thiên minh nhất ra độc đại. Ở cái thế giới này bên trên hẳn không có người có thể ngăn cản chúng ta thiên minh cước bộ A. Trương hình thiên cao ngạo nói ra, người đây không phải nói nói nhảm đi. Các ngươi có thể trở thành thiên minh thành viên, đây chính là chỗ bọn họ dấm cầu thị vận, trong tương lai không lâu sau đó, các ngươi vô luận đi đến quốc gia nào, các ngươi đều có thể không kiêng nể gì cả đi ngang, về sau thiên minh người đem trở thành trên cái thế giới này cao quý nhất người. Trương đại ca, ngài nói là a, à. đáng tiếc lần này chúng ta ở chỗ này phụ trách khai thác hắc vẫn khoáng thạch, bằng không chúng ta cũng có thể đi xem một chút diệt thiên minh bị diệt thời điểm tràng cảnh. Ta nghe nói diệt thiên minh minh chủ trầm kinh vũ thế nhưng là bị nghiêm minh chủ cho một chiêu giải quyết. Này trầm kinh vũ quả thực là yếu bạo, một tên khác dáng lùn, từ thiên minh thành viên cũng lập tức nói ra, Địa tôn trương hình thiên có chút thất lạc gật gật đầu, nói ra, người nói không tệ, cũng là khai thác cái này mệt mỏi vẫn khoáng thạch hỏng việc tình, bằng không ta cũng có thể tại diệt thiên minh trong tổng bộ đại sát tứ phương. Bất quá, lần này diệt thiên minh phó môn chủ lâm khang thắng cùng thẩm minh hiên các loại diệt thiên minh thiên tài nhân vật chạy trốn, ta muốn lần sau hẳn là còn có chúng ta cơ hội ra tay. Người cao to thiên minh thành viên lại hỏi, trương đại ca, gần nhất liên quan tới Diệp Thần Phong sự tình tại chúng ta thiên minh bên trong thế nhưng là truyền xôn sao. Cái này Diệp Thần Phong ảnh chụp chúng ta cũng đều thấy qua, cái này Diệp Thần Phong đến là phương nào thần thánh. Phóc sáng thấp thiên minh thành viên cũng tới tinh thần, nói ra, Trương Đại Ca, ta có thể nghe nói, cái này Diệp Thần Phong không gần như chỉ ở y đấu thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, lần này tiến vào tử vong chi địa bốn tên tôn cấp trung kỳ cường giả, giống như cũng đều là bị Diệp Thần Phong cho giết chết, bây giờ cái này Diệp Thần Trúc trở thành thiếu chủ nghiêm thiên giác khâm điểm muốn giết người. Diệp Thần Phong chỉ là chỉ là một cái không biết tên tiểu tử mà thôi, thiếu chủ là tại tiểu tử này trong tay ăn thiệt thòi, cái này khiến thiếu chủ trong lòng có ma chướng, cho nên thiếu chủ nhất định phải thân thủ giết Diệp Thần Phong, bằng không bằng vào chúng ta thiên minh doanh lực, phải giải quyết như thế một cái tiểu tử, cái này còn không đi động động ngón tay sự tình sao. Liên diệt thiên minh cũng đỡ không nổi chúng ta tiến lên cước bộ, tiểu tử này có thể tại thiên minh trước mặt lật được nổi cái gì bọt nước tới sao? Địa tôn trương hình thiên khinh thường biểu biểu môi nói ra. Tại thiên minh trương hình thiên bọn người nói chuyện phiếm thiên thời đợi, Diệp Thần Phong cùng thẩm minh hiên yên lặng đi vào rời quạng mỏ không xa một bụi cỏ bên trong, Diệp Thần Phong cảm ứng được miệng quáng trương hình thiên là tôn cấp đỉnh phong thực lực. Hai người khác là tôn cấp trung kỳ thực lực, lại thêm từ trong động mỏ ra ra vào vào người, cái này đói cũng là một cỗ không kém thế lực. Nếu như Diệp Thần Phong lập tức sử dụng có thể khống chế trạng thái bùng nổ, hắn có lẽ có thể đem địa tôn trương hình thiên cho giết chết nhưng là cái này có thể khống chế trạng thái bùng nổ đồng dạng là có hậu di chứng. Tại không có trăm phần trăm nắm chắc dưới, Diệp Thần Phong còn không có ý định qua loa liền thi triển cái này bảo mệnh việt chiêu. Minh Hiên, dựa theo trước đó nói xong kế hoạch làm việc, chúng ta đợi chút nữa cố ý để cho thiên minh người phát hiện, Người nhất định phải đem ngươi tính khí cho khống chế tốt, nhớ kỹ lần này chúng ta chính yếu nhất con mắt là phấn lấy trong hầm mỏ sở hữu bí mật vẫn khoáng thạch, hắn sự tình trước tiên để qua một bên lại nói. Diệp thần phong thấp giọng với thẩm minh hiên nói ra, thẩm minh hiên là yên lặng gật gật đầu, sau đó, diệp thần phong cố ý tại trong bụi cỏ làm ra tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, đứng tại miệng quáng địa tôn trương hình thiên, hắn lông mày mạnh mẽ ngưng ánh mắt lập tức nhìn về phía Diệp Thần chút cùng Thẩm Minh Hiên chỗ bụi cỏ vị trí, trong cổ họng chợt quát lên, người nào? Các ngươi không cần tại ẩn núp, lập tức cút ra đây cho ta. Đang nghe Trương Hình Thiên hét to về sau, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đẩy ra bụi cỏ đi tới, làm Trương Hình Thiên bọn người nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên tướng mạo thì Trương Hình Thiên bọn họ hơi hơi sững sờ. Sau đó, Trương Hình Thiên cười lạnh nói, xem ra Thượng Thiên là chiếu cố ta, ta bỏ lỡ Diệt Thiên Minh một trận trò vui, hôm nay để cho ta gặp được Diệp Thần Phong cùng Diệt Thiên Minh Minh chủ con trai của Trầm Kinh Vũ, các ngươi hai cái thật là có lá gan tự động đưa tới cửa. Diệp Thần Phong ảnh chụp cơ hồ tại Thiên Minh bên trong truyền ra, mà Thẩm Minh Hiên thân là Diệt Thiên Minh thiếu chủ, Thiên Minh phần lớn người cũng là nhận ra Thẩm Minh Hiên. Thẩm Minh Hiên, ta để ngươi không cần theo tới, có thể ngươi càng muốn theo tới, thế nào? Bây giờ bị những này vương bát đản phát hiện đi. Diệp thần phong tức giận nói ra. Thẩm Minh Hiên cũng không cam chịu yếu thế nói ra. Diệp thần phong, người đây là nói cái gì lời nói. Người mới chỉ là tông cấp đỉnh dụ thực lực, mà ta lại có tôn cấp trung kỳ thực lực, người có tư cách tới giáo tổ ta sao. Bằng không chúng ta ở chỗ này tỉ thí cái cao thấp. Diệp thần phong cùng thẩm minh hiên tranh cãi để cho trương hình thiên bọn người là ánh mắt quái dị. Bên trong tên kia tôn cấp trung kỳ người cao to, khinh thường nói ra trương đại ca, đây chính là trong truyền thuyết diệp thần phong. Đây chính là diệt thiên minh thiếu chủ thẩm minh hiên, ta làm sao cảm giác hai người này cũng là bao cỏ đâu. Đúng a à, trương đại ca, liền diệp thần phong dạng này bao cỏ, hắn cũng đáng được để cho chúng ta thiếu chủ tự mình động thủ. Ta thật không hiểu rõ thiếu chủ là như thế nào tại cỏ này bao trong tay ăn thiệt thòi vóc dáng thấp cũng đầy mắt xem thường nói ra. Xem ra có chút nghe đồn là không thể tin. Địa tôn trương hình thiên ánh mắt có nhiều ý vị nhìn chằm chằm diệp thần phong cùng thẩm minh hiên, trong cơ thể hắn tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực mãnh mẽ, mẽ hướng phía diệp thần chút cùng thẩm minh hiên lan tràn đi qua, trong miệng lần nữa quát các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Các ngươi thấy rõ ràng hiện tại tình thế sao? Các ngươi là muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vẫn là để ta động thủ tới trị phục ngươi bọn họ. Trương đại ca, một cái, tông cấp đỉnh chút cùng một cái tôn cấp trung kỳ bao cỏ mà thôi, bởi hai chúng ta động thủ liền mạnh sức có thừa, này chỗ nào còn cần đến để cho ngài tới động thủ. Người cao to thiên minh thành viên nói ra, địa tôn trương hình thiên cho rằng người cao, tử nói cũng rất có đạo lý, thế là hắn nói ra tốt, liền để các ngươi hai cái qua qua tay nghiện đi. Bất quá, ta có thể nghe nói Diệp Thần Phong trong tay có vừa cùng cực kỳ mãnh liệt ăn mòn chất lỏng, ta xem dựa vào hắn có thể giết chết độc tôn, cùng tại tử vong chi địa bên trong sống sót, hắn 89 phần 10 là dựa vào đó cùng chất lỏng, chỉ cần các ngươi hai cái chú ý cẩn thận một chút liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Người cao to cùng vóc dáng thấp giấy rụa cánh tay, bọn họ một cái hướng phía Diệp Thần Phong sông tới, một cái khác hướng phía Thẩm Minh Hiên sông tới, bởi vì Diệp Thần Phong con mắt chính là vì lẫn vào trong hầm mỏ, hắn đương nhiên sẽ không cầm chính mình thực lực chân thật biểu hiện ra ngoài, Hắn chỉ đem vậy lực duy trì tại cùng phổ thông tông cấp biên phong cao thủ bằng nhau. Kết quả là, hai ba lần thời gian, Diệp thần chút liền trực tiếp bị người cao to cho trị phục. Người cao, tử hướng phía mặt đất phun một ngụm nước miếng. Nói ra cái gì đó? Cái này Diệp thần phong nguyên lai like ngay cả cái giám chó đều không phải là. Hắn cũng là một cái phổ phổ thông thông tông cấp đỉnh chút cao thủ mà thôi. Người cao to tại cầm Diệp thần phong chỉ ăn vào về sau hắn lập tức giúp đỡ vóc dáng thấp cùng một chỗ cầm tôn cấp trung kỳ thẩm minh hiên trị phục, một bên địa tôn trương hình thiên, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng thẩm minh hiên bị trị ăn vào về sau, hắn nói ra, đợi chút nữa chúng ta chuyển cái tin tức quay về thiên minh, ta đoán chừng thiên minh người chạy tới nơi này muốn 2-3 ngày thời gian, cái này 2-3 ngày chính là để cho Diệp Thần Phong cùng thẩm minh hiên hai cái này bao cỏ tại chúng ta tại đây làm nô lệ. Trường 1071, Ai mới là không có não tử ngu ngốc. Trong hầm mỏ, đen kịt một mảnh, tại dần dần hướng về chỗ sâu đi đến về sau, chung quanh trên vách đá cỡ nào từng chiếc từng chiếc treo đèn chiếu sáng. Cái này quặng mỏ là bốn phương thông suốt, người cao to cùng vóc sáng thấp thiên minh thành viên, hai người bọn họ đem diệp thần phong cùng thẩm minh hiên đưa đến cái này trong hầm mỏ tâm. Chỉ gặp trong hầm mỏ tâm là một cái so sánh lớn không gian, ở chỗ này chất đầy từng khối hắc vẫn khoáng thạch, những này hắc vẫn khoáng thạch hẳn là địa tôn trương hình thiên bọn người mấy ngày này khai thác kết quả. Người cao to thiên minh thành viên, hắn mắt lạnh nhìn Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên, nói ra các ngươi hai cái cũng không nên muốn ở chỗ này đùa giỡn hoa dạng gì. Các ngươi hai cái thế nhưng là bại tướng dưới tay chúng ta, huống chi bên ngoài còn có trương đại ca tỏa chấn, các ngươi vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này cho ta đào hắc vẫn khoáng thạch, bằng không có các ngươi nếm mùi đau khổ. Tại cầm diệp thần phong cùng thẩm minh hiên đánh bại về sau, người cao to căn bản không có đem bọn hắn hai cái để vào mắt. Hắn tiếp tục nói, cho ta đem tại đây địa hình nhớ rõ ràng. Mỗi ngày ăn cơm chiều trước đó, đem khai quật đến hắc vẫn khoáng thạch giao cho bên này. Đây là các ngươi hai cái công cụ. Người cao to cầm hai cái giỏ trúc cùng hai thanh cái sẻng giao cho Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên, mà Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên trên mặt thì là cố ý lộ ra vẻ không cam lòng. Cái này khiến người cao to cùng vóc dáng thấp là trong nội tâm đạt được hoàn toàn thỏa mãn, vóc dáng thấp mở miệng nói, các ngươi hai cái không cần ngốc đứng đấy, cùng chúng ta hướng bên trái đi. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đi theo người cao to cùng vóc dáng thấp đi ước chừng sau 5 phút, dọc theo con đường này đều có thể nhìn thấy Thiên Minh bên trong khai quật khoáng thạch người, có thể theo càng đi bên trái đi, người liền càng ngày càng thưa thớt. Đến sau cùng căn bản ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy vóc dáng thấp một mặt đắc ý nói ra, các ngươi hai cái ngay ở chỗ này khai quật hắc vẫn khoáng thạch, không nên đến hắn địa phương đi mù đi dạo, bằng không cũng đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Đúng, nếu như đến ăn cơm chiều trước, các ngươi không thể cầm chính mình giỏ trúc bên trong đầy hắc vẫn khoáng thạch, như vậy các ngươi hai cái cũng không cần đến ăn cơm chiều. Tại vênh vang đắc ý phân phó xong diệp thần phong cùng thẩm minh hiên về sau, người cao to cùng vóc dáng thấp liền rời đi tại đây, hai người này vừa đi, trong miệng còn một bên đang tán gẫu. Người cao to cười nói, người để bọn hắn ở chỗ này khai quật, ta xem bọn hắn là đào được chết cũng đào không ra hắc vẫn khoáng thạch tới. Bọn họ một cái là thiếu chủ muốn tự tay giết người, một cái là diệt thiên minh con trai của minh chủ. Chúng ta cần phải khách khí với bọn họ sao? Cuốn hồ chúng ta cũng tự mình trải nghiệm qua thực lực bọn hắn, bọn họ căn bản là chỉ là hai cái bao cỏ mà thôi. Vóc dáng thấp khinh thường bĩu bĩu môi nói ra. Người cao to cùng vóc dáng thấp mang Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn họ tới này nơi địa phương, phía trước không từ lâu đã bị người cho hoàn toàn khai quật qua, với lại trước mặt khối này thạch bích phi thường cứng rắn. Liền ngay cả địa tôn Trương Hình Thiên cũng vô pháp phá vỡ. Cho nên tại người cao to cùng vóc dáng thấp xem ra, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên căn bản ngay cả cái rắm cũng khai quật không đến. Tại xác định người cao to cùng vóc dáng thấp rời đi về sau, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bắt đầu đánh giá đến bốn phía đến, hai người bọn họ cũng nghe đến vừa mới người cao to cùng vóc dáng thấp nói chuyện. Phụ cận đây cũng không có hắn thiên minh khai quật khoáng thạch người, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên cũng không cần đến diễn kịch, Thẩm Minh Hiên nói ra, Thần Phong, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, người không thấy được vừa mới một đống lớn hắc vẫn khoáng thạch sao. Này thiên minh người hoàn toàn là đang vì chúng ta hiệu lực. Đến lúc đó những này hắc vẫn khoáng thạch cũng là chúng ta, bây giờ chúng ta hẳn là ngẫm lại đến lúc đó muốn thế nào chạy khỏi nơi này mới là thật. Lần này chúng ta chủ yếu là đạt được hắc vẫn khoáng thạch, ta còn không muốn bốc lên hắn mạo hiểm. Nói, Diệp thần phong cầm giỏ trúc buông ra, trong thân thể tăng lên lên linh hồn lực, cầm trong tay cái sẻng mẽnh mẽ hướng phía trước mặt trên vách đá vung tới, ầm. Một tiếng, trên vách đá tóe lên tia lửa đến, Diệp Thần Phong trong tay cái sẻng trực tiếp cắt ra đến, xem ra vách đá này trình độ cứng cắp thật đúng là không phải bình thường cường hãn, bằng vào Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên hiện tại lực lượng hẳn là không phá nổi trước mặt vách đá này. Tại xác định trước mặt thạch bích không cách nào phá mở về sau, Diệp Thần Phong tiện tay cầm đứt gãy cái sẻng ném ở một bên, nói ra, Minh Hiên, chúng ta ngồi trước một hồi đi. Dù sao tại đây cũng vô pháp khai quật ra hắc vẫn khoáng thạch tới. Diệp Thần Phong trực tiếp ngồi trên mặt đất bên trên, mà Thẩm Minh Hiên cũng chỉ có thể đủ đi theo Diệp Thần Phong ngồi xuống. Diệp Thần Phong tiếp tục đánh giá bốn phía, bởi vì ở kiếp trước hắn là toàn năng thiên tài duyên cớ, hắn đúng chất học cũng có chút nghiên cứu. Hắn đầu tiên lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ một bên thạch bích, cái này khiến hắn lông mày hơi nhíu đứng lên. Sau đó, hắn dùng bàn tay dán tại trên mặt đất, lợi dụng linh hồn lực thẩm thấu tiến vào dưới mặt đất, như thế lặp đi lặp lại, liên tục gõ thạch bích cùng cảm ứng đến dưới mặt đất tình huống. Cái này khiến một bên thẩm minh hiên là nổi lên nghi ngờ, hỏi thần phong, chẳng lẽ người phát hiện cái gì không? Diệp thần phong gật gật đầu, nói ra, nếu như ta phỏng đoán không nói bậy, ta thật phát hiện một ít chuyện. Ta muốn khối này cứng rắn thạch bích phía sau hẳn là ẩn giấu đi một cái không gian, chúng ta có thể từ dưới đất đào ra một cái thông đạo, lấy dạng này phương pháp tới đến vách đá này phía sau. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không có ý định muốn rời khỏi tại đây, không bằng chúng ta trước hết tới khai quật xem một chút đi. Thẩm Minh Hiên đương nhiên sẽ không phản đối Diệp Thần Phong đề nghị, thế là Diệp Thần Phong từ không gian giới chỉ bên trong một lần nữa xuất ra hai thanh sẻng công binh đến, tại xác định một vị trí về sau, hai người bọn họ là nhanh nhanh đào móc, muốn từ nơi này một bên khai quật đến thạch bích một bên khác, lại mà trên mặt đất bùn đất cũng không phải là phi thường cứng rắn, đây đối với Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên tới nói cũng không phải là việc khó gì. Ước chừng một giờ sau khi, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên liền thuận lợi đào ra một cái thông đạo đến, tại bọn họ hai cái thuận lợi đi vào thạch bích một bên khác thời điểm, hai người bọn họ là hoàn toàn mắt trợn tròn. Vừa mới Diệp Thần Phong phỏng đoán một chút cũng không sai, vách đá này một bên khác thật có một cái không gian, ở cái này trong không gian trưng bày bàn đá cùng ghế đá, bất quá, để cho Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên kinh ngạc cũng không phải là cái này, mà là tại bên trong không gian này còn chất đống đầy rất nhiều hắc vẫn khoáng thạch. Bởi vì vừa mới có người cao to cùng vóc dáng thấp tại, Diệp Thần Phong còn không có tỉ mỉ quan sát qua cái này hắc vẫn khoáng thạch, cho nên hắn tiện tay cầm một khối hắc vẫn khoáng thạch cầm ở trong tay mặt, lợi dụng linh hồn lực thử đi hấp thu cái này hắc vẫn khoáng thạch bên trong năng lượng, hắn phát hiện cái này hắc vẫn khoáng thạch thật đúng là có thể trợ giúp linh hồn lực cao thủ tu luyện nhanh hơn tốc độ. Diệp thần phong cũng không vội mà quan sát tỉ mỉ chỗ này thần bí không gian, hắn nói ra, Minh Hiên, chúng ta trước quay về nguyên lai like địa phương, buổi tối hôm nay chúng ta nhất định phải lưu tại nơi này, ban đêm thời điểm thiên minh người khẳng định phải nghỉ ngơi, chúng ta sẽ chậm chậm quan sát chỗ này không gian cũng không muộn. Nói, diệp thần phong cùng thẩm minh hiên lần nữa trở lại nguyên lai like địa phương, đồng thời cầm đào gia thông đạo động khẩu cho che giấu về sau, hai người bọn họ liền không có việc gì ngồi trên mặt đất trên chờ đợi ban đêm đến. Bảy tám cái giờ về sau, quạng mỏ bên ngoài sắc trời tại dần dần tối xuống, người cao to cùng vóc dáng thấp cười nói đi vào diệp thần phong cùng thẩm minh hiên bên này. Diệp thần phong đang nghe động tính về sau, trên mặt hắn lập tức ra vẻ làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng. Khi nhìn đến người cao to cùng vóc dáng thấp về sau, hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên quát, các ngươi đây là đang đùa giỡn ta. Tại đây căn bản không thể khai quật, ta hiện tại đói bụng, các ngươi hai cái lập tức cho ta chuẩn bị ăn chút gì tới, còn có ban đêm các ngươi sẽ không phải để cho ta liền ở tại cái địa phương quỷ quái này ha. Các ngươi hai cái cẩu vật, ta Thẩm Minh Hiên thế nhưng là Diệt Thiên Minh thiếu chủ, các ngươi cũng dám đối với ta như vậy? Thẩm Minh Hiên cũng lập tức đứng lên gầm thét lên. Nghe Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên hùng hùng hổ hổ, cái này khiến người cao to cùng vóc dáng thấp sắc mặt âm trầm, người cao to cười lạnh nói: "Các ngươi hai cái còn muốn ăn cơm? Các ngươi tối nay liền cho ta ở chỗ này, chờ các ngươi lúc nào đào ra khoáng thạch đến, chúng ta lúc nào cho các ngươi ăn cơm. Chúng ta cũng là trêu đùa các ngươi, các ngươi hai cái lại có thể bắt chúng ta thế nào?" có tin ta hay không một bàn tay liền có thể vung mạnh chết các ngươi. Hai cái không có não tử ngu ngốc, vóc sáng thấp khinh thường nói ra. Tốt, chúng ta không nên cùng hai cái này không có não tử ngu ngốc nói nhảm, chúng ta đi trước ăn cơm chiều đi. Người cao to vỗ vỗ vóc sáng thấp bả vai nói ra. Vóc sáng thấp chỉ diệp thần phong cùng thẩm minh hiên, quát các ngươi hai cái lưu cho ta ở chỗ này, bằng không ta cắt ngang các ngươi một cái chân cùng một cánh tay cái gì, ta muốn thiếu chủ cũng sẽ không có ý kiến. Nhìn xem người cao to cùng dáng lùn quay người rời đi về sau, Diệp Thần Phong khóe miệng hiển hiện một vòng nụ cười, đến ai mới là không có não tử ngu ngốc. chương 1072, Hắc Vẫn khoáng thạch trận Pháp. Quạng mỏ bên ngoài, thiên minh thành viên là kết thúc một ngày khai quật công tác, tại từng cái lều vải trước mặt nhen nhóm từng đống đống lửa, tại hỏa diễm phía trên nướng thịt dê, thịt heo cùng thịt bò các loại loại thịt thực vật. Thiên Minh người cao to cùng vóc dáng thấp tại từ trong hầm mỏ đi tới về sau, hai người bọn họ đi thẳng tới địa tôn Trương Hình Thiên bên cạnh ngồi xuống, người cao to hạ thấp tư thái nói ra, "Trương đại ca, này hai cái bao cỏ ngay cả một khối hắc vẫn khoáng thạch đều không có móc ra, tối nay liền để bọn họ đói bụng ở tại trong động mỏ tốt, dù sao lấy hai người bọn họ thực lực, đói tầm vài ngày đều không đói chết." Từ khi người cao to cùng vóc dáng thấp cầm diệp thần phong cùng thẩm minh hiên thoải mái giải quyết về sau, trương hình thiên đối với diệp thần phong cùng thẩm minh hiên liền không có hứng thú, hắn tùy ý khoát khoát tay, nói ra liên quan tới này hai cái bao cỏ sự tình cũng không cần hướng về ta báo cáo, an bài một số người thay phiên canh giữ ở quạng mỏ cửa ra vào, chỉ cần không cho hai người bọn họ từ trong hầm mỏ trốn tới liền tốt. Trương đại ca, điểm này ngươi cứ yên tâm tốt, cái này quặng mỏ chỉ có một cái cửa ra, mà chúng ta đều chú đóng ở miệng quáng, coi như bọn họ có thiên đại bản sự cũng mọc cánh khó thoát, huống chi hai người bọn họ thực lực lại yếu như vậy. Vóc sáng thấp vội vàng phụ họa nói. Thiên minh thành viên ở bên ngoài chuẩn bị dùng cơm thời điểm. Trong hầm mỏ, Diệp Thần Phong từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối hình vuông tiệm vải trên mặt đất, sau đó, hắn từ không gian giới chỉ bên trong lại lấy ra tới đủ loại thực vật, cái này muốn so thiên minh thành viên cơm tối không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hiện tại Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên còn chưa thể lập tức hành động, bọn họ phải chờ tới bên ngoài thiên minh thành viên bắt đầu chìm vào giấc ngủ về sau. Bọn họ mới có thể lần nữa đi hướng về thạch bích một bên khác, cho nên hiện tại Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên chỉ cần thư thư phục phục hưởng thụ một hồi phong phú bữa tối là được. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, rất nhanh thời gian liền đến ban đêm 11 giờ quặng mỏ bên ngoài trừ chấn giữ người bên ngoài, thủ hạ hẳn là đều tiến vào trong mộng đẹp. Diệp thần phong cùng thẩm minh hiên thông qua ban ngày khai quật thông đạo, hai người bọn họ là lần nữa đi vào thạch bích một bên khác. Diệp thần phong từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra mấy cái đèn chiếu sáng, cầm thạch bích một bên khác không gian là chiếu cái trong suốt. Diệp thần phong cùng thẩm minh hiên cẩn thận liếc nhìn một lần cái không gian này về sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng đi vào trước bàn đá, Tại thạch trên bàn để đó một bản cùng loại bí tịch đồ vật. Thẩm Minh Hiên hiếu kỳ cầm quyển bí tịch này cầm ở trong tay lật xem, thế nhưng là để cho Thẩm Minh Hiên nghi hoặc là, tại quyển bí tịch này bên trên căn bản ngay cả một chữ đều không có. Thẩm Minh Hiên cầm bí tịch tiện tay ném vào trên bàn đá. Nói ra, Thần Phong, đây chính là một bản vô tự thiên thư, ta còn tưởng rằng là cái gì đây. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Minh Hiên trong miệng quyển kia vô tự thiên thư hắn cầm bản này vô tự thiên thư cầm ở trong tay mặt. Ban đầu hắn cũng tại quyển sách này bên trên không nhìn thấy bất kỳ một cái nào chứ. Coi như khi hắn muốn đem vô tự thiên thư thả lại trên bàn đá thời điểm, hắn trong đan điền hồng sắc khí thể bất thình lình có phản ứng. Sau đó, Diệp thần phong cầm vô tự thiên thư tay phải, mãnh mẽ, mẽ cảm giác được một trận cơn đau, đón lấy. Diệp thần phong liền thấy bàn tay phải không khỏi rượu xuất hiện một vết thương, từ trong vết thương tràn ra tới máu tươi đang tại không ngừng cầm bản này vô tự thiên thư cho thẩm thấu. Diệp thần phong bản năng muốn cầm bản này vô tự thiên thư cho ném đi. Đáng tiếc là bản này vô tự thiên thư giống như đột nhiên có hấp lực, lại là một mực cầm diệp thần phong thủ trưởng cho hút lại. Cái này khiến diệp thần phong lông mày là chặt chẽ nhân lại tới. Một bên thẩm minh hiên khi nhìn đến màn quỷ dị này về sau, hắn vội vàng mở miệng hỏi, thần phong, tay ngươi là thế nào chuyện. Diệp thần phong cũng căn bản không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, tay phải hắn trên bàn tay vết thương căn bản không có khép lại xu thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem máu tươi không ngừng cầm vô tự thiên thư cho nhuộm đỏ, ước chừng một phút đồng hồ sau, bản này vô tự thiên thư hoàn toàn bị diệp thần phong máu tươi cho thẩm thấu, lạch cạch. Một tiếng, tại hoàn toàn thẩm thấu sát na, cả vốn không chữ thiên thư mất đi hấp lực, trực tiếp rớt xuống đất trên mặt, mà Diệp Thần Phong bàn tay phải vết thương, vậy mà tại mấy giây thời gian nội dũ hợp, trên bàn tay ngay cả một điểm vết sẹo cũng không có lưu lại, phảng phất vừa mới hết thảy cũng là ảo giác. Diệp Thần Phong cúi đầu nhìn xem quyển kia biến thành hồng sắc vô tự thiên thư, hắn nhìn thấy tại bản này vô tự thiên thư bìa xuất hiện 6 cái chữ hắc vẫn khoáng thạch trận pháp, cái này khiến Diệp Thần Phong là nghi ngờ không thôi đứng lên. Hắn biết là chính mình máu tươi để cho bản này vô tự thiên thư sinh ra một loại nào đó biến hóa, nhưng mới rồi thẩm minh hiên cũng rõ ràng cầm ở trong tay mặt đọc qua, hắn tại sao không có bị cái này vô tự thiên thư cho cắt vỡ thủ trưởng Xuất phát từ hiếu kỳ, Diệp thần phong cầm bản này tên là Hắc Vẫn Khoáng Thạch Trận Pháp sách nhặt lên, lần này bàn tay hắn không có ở cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, hắn cầm bản này Hắc Vẫn Khoáng Thạch Trận Pháp là lật ra đến, chỉ gặp vừa mới từng tờ một trống không trên giấy, xuất hiện lít nha lít nhít kiểu chữ, Tờ thứ nhất bên trên là có liên quan cái này hắc vẫn khoáng thạch trận pháp giới thiệu, chỉ thấy phía trên viết cái này hắc vẫn khoáng thạch trận pháp là lão phu an dương thanh chỗ lấy, lão phu trong lúc vô tình phát hiện có thể lợi dụng hắc vẫn khoáng thạch bên trong năng lượng, bày ra các loại trận pháp đến, mà bày ra trận pháp có thể có các loại khác biệt hiệu quả, có có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, có có thể đưa đến công kích tác dụng, lão phu nghiên cứu trận pháp hơn 300 năm, rốt cuộc tiểu hữu thành tựu. Thế là cầm những năm này nghiên cứu biên thành quyển sách này, mà có thể nhìn thấy bản này hắc vẫn khoáng thạch trên trận pháp chứ, cũng chỉ có lão phu truyền nhân mới có thể nhìn thấy. Nếu như tương lai có lão phu truyền nhân đến đến nơi đây, hắn liền khẳng định có thể nhìn thấy cái này hắc vẫn khoáng thạch trên trận pháp các loại trận pháp. Diệp Thần Phong xem hết tờ thứ nhất bên trên sau khi giới thiệu, cái này khiến hắn càng thêm là như lọt vào trong sương mù, chiếu thượng diện nói tới chỉ có An Dương Thanh truyền nhân mới có thể nhìn thấy. Có thể Diệp Thần Phong căn bản cũng không nhận biết cái này An Dương Thanh là người nơi nào vậy. Lại trên xuống nói tới nghiên cứu hơn 300 năm trận pháp, cái này khiến Diệp Thần Phong suy đoán biên quyển sách này người đến sống bao nhiêu năm. Chẳng lẽ biên quyển sách này người là cổ võ giới bên trong người. Đủ loại nỗi băn khoăn tại Diệp Thần Phong trong đầu bồi hồi. Diệp Thần Phong đột nhiên lại nghĩ đến vừa mới hắn đan điền hồng sắc khí thể giống như sao động một phen cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, điều này chẳng lẽ đều cùng ta trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể có quan hệ. Một bên thẩm minh hiên nhìn thấy thuộc về ngẩn người trong diệp thần phong, hắn nói ra, thần phong, bản này vô tự thiên thư có cái gì tốt xem. Không bằng người trước đem trong cái không gian này hắc vẫn khoáng thạch toàn bộ cải trang ngươi không gian giới chỉ bên trong đi thôi. Diệp thần phong nghi hoặc nhìn xem thẩm minh hiên, cầm hắc vẫn khoáng thạch trận pháp đặt tới thẩm minh hiên trước mặt hỏi minh hiên chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy quyển sách này bên trên chữ thần phong quyển sách này đi đâu có chữ viết a à? ngươi sẽ không phải là sinh ra cái gì ảo giác a à? thẩm minh hiên lo lắng hỏi diệp thần phong không tiếp tục trả lời thẩm minh hiên vấn đề mà chính là nghiêm túc cầm bản này hắc vẫn khoáng thạch trận pháp lật xem nhìn xem thượng diện chỗ miêu tả từng cái thật không thể tin trận pháp cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới tại Quỷ Vương tông di tích lý đắc đến quyển kia trận pháp đại toàn, theo Diệp Thần phong cái này Hắc Vẫn Khoáng Thạch trận pháp muốn so quyển kia trận pháp đại toàn cao minh nhiều, với lại muốn đem Hắc Vẫn Khoáng Thạch trận pháp bày ra đến, cái này cần đại lượng Hắc Vẫn Khoáng Thạch mà thôi. Có thể trận pháp đại toàn cần tài liệu coi như đi thêm, rất nhiều tài liệu cũng là thế tục giới không có. Minh Hiên, ta muốn lần này chúng ta thật là nhặt một cái đại tiện nghi. Diệp thần phong vừa cười vừa nói, bên trong không gian này có nhiều như vậy hắc vẫn khoáng thạch, lại thêm thiên minh khai quật ra, cái này đầy đủ tại phong vệ doanh bốn phía bày ra một cái hắc vẫn khoáng thạch trận pháp. Đến lúc đó nói không chừng liền ngay thiên minh nghiêm phi trần tự mình động thủ tới công kích, có cái này hắc vẫn khoáng thạch trận pháp về sau, lấy nghiêm phi trần thần cấp trung kỳ lực lượng cũng vô pháp công phá. Nhìn xem Diệp Thần Phong lại nhảy bộ dáng, cái này khiến thẩm minh hiên không khỏi lần nữa nhìn về phía quyển kia vô tự thiên thư, hắn hai tròng mắt vẫn như cũ là không nhìn thấy bất kỳ một cái nào chứ. Hắn trong đôi mắt thần sắc là càng căng thẳng hơn đứng lên, nói ra thần phong, người thật không có sự tình a à. Người mau đem bản này vô tự thiên thư cho vứt, ta xem bản này vô tự thiên thư mười phần quỷ dị. Minh hiên, người yên tâm tốt, ta thật không có sự tình, bản này cũng không phải cái gì vô tự thiên thư, đây là một bản tên là Hắc Vẫn Khoáng Thạch Trận Pháp Thư Tịch, có bản này trận pháp về sau, chúng ta tối thiểu nhất có bảo mệnh tư bản. Diệp Thần Phong tự tin hoàn toàn nói ra. chương 1073, Hắc Vẫn Phòng Ngự Trận Nhìn thấy Thẩm Minh Hiên trên mặt vẫn như cũ treo lo âu và không tin thần sắc, Diệp Thần Phong tùy ý cầm bản này Hắc Vẫn Khoáng Thạch Trận Pháp bên trong một loại lợi hại nhất phòng ngự đại trận nhìn kỹ một lần. Sau đó, Diệp thần phong cầm một chút bên trong không gian này hắc vẫn khoáng thạch, hắn dự định bày một cái phiên bản thu nhỏ phòng ngự đại trận, thứ nhất là để cho thẩm minh hiên tin tưởng hắn nói tới, thứ hai hắn là muốn nhìn một chút bản này hắc vẫn khoáng thạch trận pháp có phải là thật hay không có như thế thần kỳ. Diệp thần phong muốn bày trận pháp này tự làm hắc vẫn phòng ngự trận, diệp thần phong đầu tiên lợi dụng mấy khối hắc vẫn khoáng thạch bày ra một cái bát quái đồ hình hình, tại căn cứ hắc vẫn khoáng thạch trận pháp bên trên nói hắn tại bày ra bát quái đổ bên trong trôn xuống tám cái trận nhãn, cái này tám cái trận nhãn là lẫn nhau đối xứng lấy, liên tiếp thành một cái hình vuông đồ án. Thẩm Minh Hiên nhìn xem Diệp Thần Phong trên mặt đất không khỏi rượu loay hoay hắc vẫn khoáng thạch, trong lòng của hắn là càng phát ra bối rối, nói ra Thần Phong, người đến đang làm gì a? À? Ngươi sẽ không phải là trung tả a, à. ngươi nhanh dừng lại cho ta." Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Minh Hiên, nói ra, "Minh Hiên, Ngươi ở một bên nhìn xem là được, đợi chút nữa ta cam đoan có thể cho ngươi giật nảy cả mình, ngươi chỉ cần đợi thêm ta vài phút là được. Nghe Diệp Thần Phong tầng thứ phân minh trả lời, Thẩm Minh Hiên cũng cảm giác Diệp Thần Phong không hề giống là chúng ta, thế là trong lòng của hắn là buông lỏng một hơi, bất quá, ánh mắt của hắn vẫn như cũ là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, chỉ cần Diệp Thần Phong xuất hiện bất kỳ một điểm quái gì cử động, hắn nhất định phải trước tiên xuất thủ ngăn cản Diệp Thần Phong. Diệp thần phong tại bát quái đổ bên trong trôn xuống tám cái trận nhãn về sau, hắn lại tại bát quái đổ bên trên điệp ra rất nhiều đồ án. Cái này hắc vẫn phòng ngự trận là lấy bát quái đổ làm cơ sở chỗ bày ra tới trận pháp. Bên trong đồ án cùng phương vị đều nhất định muốn vòng vòng đan sen, dùng cái này tới để cho hắc vẫn khoáng thạch bên trong năng lượng đạt tới một cái vô hạn tuần hoàn tác dụng. 5 phút đồng hồ về sau, một cái vô hạn phiên bản thu nhỏ hắc vẫn phòng ngự trận liền xuất hiện trận pháp này chỉ là căn cứ hắc vẫn khoáng thạch trận pháp bên trên nói tới bảy ra đến, Diệp Thần Phong còn không có chân chính hiểu biết trận pháp này, chờ hắn chân chính hiểu biết trận pháp này về sau, hắn bày ra tới hắc vẫn phòng ngự trận uy lực hẳn là có thể đủ càng thêm lớn. Diệp Thần Phong đứng ở cái này hắc vẫn phòng ngự trận trung tâm, cái này hắc vẫn phòng ngự trận cần dựa vào trong thân thể lực lượng để kích thích. Căn cứ hắc vẫn khoáng thạch trận pháp bên trên nói, kích phát trận pháp này người thực lực càng thêm cường hãn, như vậy trận pháp này phòng ngự năng lực cũng có thể càng lớn. Diệp thần phong nhìn xem thẩm Minh Hiên, nói ra, Minh Hiên, người sử xuất toàn lực tới công kích ta thử nhìn một chút. Diệp thần phong cầm trong thân thể tông cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên, đồng thời cầm linh hồn lực ngoại phóng ra bên trong thân thể. Đem hắn linh hồn lực bổ sung tiến vào hắc vẫn phòng ngự trận tám cái trong mắt trận, tám cái trận nhãn bị kích phát về sau, toàn bộ hắc vẫn phòng ngự trận bất thình lình lóe lên bạch sắc quang mang, rất nhanh liền có một tầng mơ mơ hồ hồ lồng ánh sáng màu trắng cầm diệp thần phong cho bao phủ ở chính giữa. Cái này khiến một bên thẩm minh hiên trong đôi mắt là lộ ra thật không thể tin quang mang. Bản này vô tự thiên thư thật chẳng lẽ là một bản trận pháp. Thẩm minh hiên trong lòng là thầm nghĩ. Lập tức, thẩm minh hiên lại mở miệng nói ra, thần phong. Vậy người cần phải chuẩn bị kỹ càng, Ta muốn đối ngươi tiến hành công kích." Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, "Tới đi. Sử xuất ngươi toàn lực, ta muốn nhìn xem cái này phòng ngự chiến uy lực đến như thế nào." Thẩm Minh Hiên hai vai hơi hơi lắc một cái, cánh tay xoay một cái, hai bàn tay nhất thời nắm thành quả đấm, trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực lập tức sôi trào. Bởi vì Thẩm Minh Hiên không biết cái này phòng ngự trận uy lực, hắn không dám dốc hết toàn lực công kích hắn trước đem thực lực duy trì tại tông cấp đỉnh phong cấp độ, hai chân sải mạnh ra một bước, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt, hung mãnh một quyền hướng phía lồng ánh sáng màu trắng oanh kích tới. ầm um, một tiếng, tại thẩm minh hiên quyền đầu cùng lồng ánh sáng màu trắng đụng vào sát na, một tiếng vang trầm ở cái này trong không gian quanh quẩn ra. Mà cầm diệp thần phong bao phủ lại lồng ánh sáng màu trắng nhưng là không nhúc nhích tí nào, phảng phất căn bản không có đụng phải bất luận cái gì va chạm. Diệp thần phong nhàn nhã đứng tại hắc vẫn phòng ngự trận bên trong, hắn chỉ cần cầm linh hồn lực từng chút từng chút tiếp tục đưa vào tám cái trong mắt trận là được. Hắn cười nói, Minh Hiên, chiếu ngươi dạng này không sử dụng toàn lực, ngươi có thể phá không ra cái này phòng ngự trận. Thẩm Minh Hiên vừa mới là dùng hữu quyền oanh kích lồng ánh sáng màu trắng, tại vừa rồi hắn phảng phất cảm giác mình đánh vào một khối cứng rắn vô cùng tảng đá bên trên, cái này khiến hắn cả cánh tay phải cánh tay đều có chút run nhẹ nhẹ đứng lên. Hiểu quyền bên trên là sống đau lợi hại. Thẩm Minh Hiên vẫy vẫy cánh tay phải, tại thể nghiệm qua cái này phòng ngự trận uy lực về sau, hiện tại Thẩm Minh Hiên là hoàn toàn buông ra, hắn cầm trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Hắn nói ra, Thần Phong, ngươi cũng phải cẩn thận, ta cũng là muốn nhìn một chút cái này phòng ngự trận đến đến cỡ nào lợi hại. Thẩm Minh Hiên trên thân là kính khí bốn phía, lúc này hắn là song quyền tề phát, hắn hai nắm đấm như là như đạn pháo hướng phía lồng ánh sáng màu trắng oanh kích tới cho người ta một loại thế như trẻ che cảm giác âm um, âm um, hai tiếng đáng tiếc là thẩm minh hiên khí thế tuy nhiên hung mãnh nhưng khi hắn xong quyền đánh vào lồng ánh sáng màu trắng bên trên thời điểm lần này vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào cái này lồng ánh sáng màu trắng vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào ngay cả một tơ một hào gợn sóng đều không có nhấc lên ngược lại để thẩm minh hiên quyền đầu có vẻ hơi sưng đỏ đứng lên gặp sử suốt toàn lực về sau, vẫn như cố mảy may dung chuyển không cái này hắc vẫn phòng ngự trận, cái này khiến thẩm minh hiên trong nội tâm là dâng lên lòng háo thắng, vẻn vẹn loay hoay mấy khối hắc vẫn khoáng thạch, cái này đem hắn thẩm minh hiên đường đi cho ngăn cản. Cái này khiến thẩm minh hiên làm sao có thể đủ cam tâm. Thẩm minh hiên không ngừng cầm trong cơ thể linh hồn lực duy trì tại tôn cấp trung kỳ tầng thứ, hai nắm đấm là liên tục đổi phương hướng oanh kích lấy lồng ánh sáng màu trắng, mà thuộc về lồng ánh sáng màu trắng trong diệp thần phong là thủy chung một bộ khoan thai tự nhiên bộ dáng. Liên tục oanh kích 6 phút về sau, thẩm minh hiên là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, hắn hai nắm đấm bên trên da đều bị cọ rơi rất nhiều, trong miệng khí tức là có chút hỗn loạn, khoát khoát tay, nói ra, thần phong, ta không chơi, bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản không phá nổi cái này phòng ngự trận, cái này vô tự thiên thư thật là ngươi trong miệng cái kia hắc vẫn khoáng thạch trận pháp. Ta làm sao lại ngay cả một chữ cũng không nhìn thấy. Đứng tại trong trận pháp Diệp Thần Phong, hắn cầm trong cơ thể linh hồn lực cho thu lại, bao phủ lại hắn lồng ánh sáng màu trắng lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung, hắn đi đến Thẩm Minh Hiên bên cạnh, đối với Thẩm Minh Hiên thô sơ giản lược nói một chút liên quan tới Hắc Phẫn Khoáng Thạch trận pháp bên trên một đoạn giới thiệu, này mới khiến Thẩm Minh Hiên minh bạch bên trong nguyên do. Diệp Thần Phong nói ra, Minh Hiên vừa mới chỉ là một cái phiên bản thu nhỏ hắc vẫn phòng ngự trận mà thôi chỉ cần chúng ta cầm đại lượng hắc vẫn khoáng thạch bày ở phong vệ doanh bốn phía cái này hắc vẫn phòng ngự trận là cần trong thân thể lực lượng để kích thích kích phát người thực lực càng cao trận pháp này phòng ngự năng lực liền càng thêm cường hãn bây giờ lâm phó minh chủ có thần cấp sơ kỳ tầng thứ nếu để cho hắn để kích thích trận pháp này lời nói ta muốn liền xem như thiên minh nghiêm phi trần tự mình động thủ hắn cũng là vô pháp công phá cái này hắc vẫn phòng ngự trận thẩm minh hiên nghe được diệp thần phong tự thuật về sau hắn cũng là kích động lên cái này hắc vẫn phòng ngự trận hắn vừa mới là tự mình thể nghiệm qua trận pháp này phòng ngự năng lực tuyệt đối là không lời nói cái này khiến thẩm minh hiên là một thanh giữ chặt diệp thần phong nói ra thần phong người nói không sai chỉ cần có cái này hắc vẫn phòng ngự trận tại người phòng vệ doanh chẳng khác nào là một cái phòng thủ kiên cố vững như bản thạch đại bản doanh cho nên, lần này hai chúng ta tới nơi này là thật tới đúng, bên trong không gian này hắc vẫn khoáng thạch, tăng thêm thiên minh bọn họ khai quật ra những hắc đó vẫn khoáng thạch, đây tuyệt đối đầy đủ tại phong vệ doanh bên ngoài bày ra một cái chân chính hắc vẫn phòng ngự trận tới. Diệp Thần Phong tâm tình không tệ nói ra: "Thần Phong, hiện tại chúng ta hẳn là phải nhanh một chút rời đi nơi này, hai chúng ta bị bắt tin tức đã là truyền về thiên minh, đến lúc đó thiên minh lại đến một nhóm người" chúng ta muốn thoát thân chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn. Thẩm Minh Hiên như có điều suy nghĩ nói ra. Diệp Thần Phong vô cùng đồng ý Thẩm Minh Hiên thuyết pháp này, hắn mở miệng nói ra, Minh Hiên, chúng ta trước tiên ở trong cái không gian này tìm tiếp, chúng ta nói không chừng còn có thể phát hiện một ít gì đây. Dù sao phải thoát đi tại đây, cũng không vội ở cái này nhất thời. Trường 1074, thoải mái giải quyết. Diệp thần phong đem cái này trong không gian hắc vẫn khoáng thạch toàn bộ cất vào hắn không gian giới chỉ bên trong, hắn trong giới chỉ không gian lập tức thiếu một hơn phân nửa, mượn mấy chung đèn chiếu sáng trong suốt quang tuyến, diệp thần phong cùng thẩm minh hiên chia ra ở cái này trong không gian quan sát. Tại cầm sở hữu hắc vẫn khoáng thạch thu nhập không gian giới chỉ bên trong về sau, chung quanh nhất thời trở nên rộng rãi, nếu bên trong không gian này bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một tấm bàn đá cùng vài tờ ghế đá, Thẩm Minh Hiên tại một bên khác xem xét chừng 10 phút đồng hồ về sau, hắn nói ra, Thần Phong, tại đây không có hắn đổ vật, chúng ta vẫn là ngẫm lại thoát thân biện pháp đi. Diệp Thần Phong cũng không có nhìn ra bên trong không gian này có hắn kỳ quặc, hắn ở chính giữa một tấm ghế đá ngồi xuống, Thẩm Minh Hiên cũng tại Diệp Thần Phong bên tay trái một tấm ghế đá ngồi xuống, đang lúc Diệp Thần Phong muốn một cái thoát thân biện pháp thì hắn bất thình lình nhìn thấy tại trước mặt cái này hình vuông trên bàn đá có hai cái hồng sắc mũi tên hai cái này hồng sắc mũi tên phân biệt chỉ Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên, cái này khiến Diệp Thần Phong trong đầu có vẻ như nghĩ đến cái gì. Diệp Thần Phong lập tức từ ghế đá đứng lên, hắn ý đồ muốn cầm ghế đá cho nâng lên, nhưng hắn phát hiện ghế đá hẳn là cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ, hắn lại đem ghế đá hướng phía một cái phương hướng chuyển động đứng lên, ở cái này chuyển động quá trình bên trong, hắn nghe được từ bên dưới ghế đá chuyển ra cạch. Cạch, cạch, tiếng vang, cái này để cho diệp thần phong trong đầu suy nghĩ càng thêm rõ rệt một chút cái này ghế đá hẳn là một cái cơ quan thẩm minh hiên nhìn xem diệp thần phong chuyển động ghế đá hành vi hắn nghi hoặc hỏi thần phong người đây cũng là đang làm gì diệp thần phong nói ra minh hiên đợi chút nữa ta chuyển động ghế đá thời điểm ngươi cũng chuyển động ngươi dưới mông ghế đá thẩm minh hiên bị diệp thần phong làm cho là càng thêm không khỏi rượu bất quá Hắn không có ở mở miệng nghi vấn. Hắn biết Diệp Thần Phong để cho hắn làm như vậy khẳng định là có đạo lý, thế là hắn liền cũng từ ghế đá đứng lên, nói ra tốt, Thần Phong, ta sẽ cùng ngươi duy trì động tác nhất trí. Đang nghe Thẩm Minh Hiên trả lời về sau, Diệp Thần Phong lần nữa bắt đầu chuyển động ghế đá. Thẩm Minh Hiên cũng vội vàng cùng Diệp Thần Phong duy trì nhất trí động tác, đem hắn trước mặt ghế đá cũng chậm chậm chuyển động đứng lên. Cạch, cạch, cạch cạch, cạch. Nương theo lấy rất nhỏ giòn vang không ngừng truyền ra, trên mặt đất cũng ẩn ẩn chấn động. Cái này khiến Thẩm Minh Hiên kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong nói ra, "Minh Hiên, đừng ngừng hạ xuống, tiếp tục chuyển động ghế đá." Tại Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên cầm hai tấm ghế đá chuyển một cái 360 độ vòng mấy lúc sau. Trên mặt đất bất thình lình xuất hiện hai cái lỗ tròn. Cái này hai tấm ghế đá trong nháy mắt rơi xuống tiến vào tối như mực lỗ tròn bên trong. Tại hai tấm ghế đá biến mất về sau, trên mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên trước mặt một bức thạch bích bắt đầu chậm rãi sinh ra biến hóa, cái này chặn ở thạch bích đột nhiên một chia làm hai, đang từ từ hướng về hai bên di động ra ngoài, rất nhanh, trên vách đá liền xuất hiện một cái có hai người bao quát thông đạo. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên liếc nhau về sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng hướng phía trong thông đạo đi vào. Ước chừng đi một phút đồng hồ sau, hai người bọn họ trực tiếp đi ra quảng mỏ. Nhìn xem trong bầu trời đêm màu trắng bạc mặt trăng, cái lối đi này lại là quảng mỏ một cái khác lối ra, tại phát hiện điểm này về sau, cái này khiến Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên là vui ra nhìn bên ngoài, có cái lối đi này về sau, hai người bọn họ muốn thoát thân quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Diệp Thần Phong nói ra, đi, Minh Hiên, hiện tại là chúng ta thu hoạch thời điểm, chúng ta trước đem thiên minh mấy ngày này thành quả cho cướp sạch không còn lại nói. Diệp thần phong cùng thẩm Minh Hiên lần nữa trở lại chỗ kia không gian bên trong, đồng thời thông qua đào đất nói, hai người bọn họ lại đi tới trong hầm mỏ, hai người bọn họ thông qua trí nhớ, nhanh chóng đi vào trong hầm mỏ tâm, nhìn xem trước mặt một đống một đống hắc vẫn khoáng thạch. Diệp thần phong không chút khách khí cầm sở hữu hắc vẫn khoáng thạch đều thu nhập hắn không gian giới chỉ bên trong, hắn trong giới chỉ không gian cơ hồ là bị lấp đầy. Đang lúc Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên muốn rời khỏi thời điểm, từ quặng mỏ ngoại truyền tới thấp giọng đàm tiếu. Ở chỗ này lấy quặng thời gian thật là không phải người qua, mỗi ngày đến nửa đêm liền ngủ không được. Hôm nay vừa vặn Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên ở chỗ này, chúng ta cầm hai cái này bao cỏ đi luyện một chút đều, ta muốn dạng này ta tâm tình khẳng định sẽ lập tức tốt. Không tệ, Cầm này hai cái bao cỏ luyện tập phù hợp, ta nghĩ bọn hắn hiện tại hẳn là đói còn chưa ngủ đây ha. À. Chỉ cần không đem bọn họ đánh chết là được, hai ngày nữa tự nhiên sẽ có Thiên Minh tổng bộ người tới đem bọn hắn tiếp đi. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên nghe từ đằng xa truyền đến âm thanh, bọn họ lập tức liền phân biệt ra là Thiên Minh người cao to cùng vóc dáng thấp, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên hiện tại muốn rời khỏi cũng không kịp, bọn họ chỉ có thể trước đem cái này người cao to cùng vóc dáng thấp giải quyết làm người cao to cùng vóc dáng thấp đi vào trong hầm mỏ tâm nhìn thấy diệp thần phong cùng thẩm minh hiên đứng ở chỗ này với lại này một đống một đống hắc vẫn khoáng thạch vậy mà biến mất cái này khiến hai người bọn họ trong đôi mắt thần sắc lập tức ngưng tụ người cao to quát các ngươi hai cái ở chỗ này làm gì tại đây hắc vẫn khoáng thạch đi nơi nào vóc dáng thấp cũng vội vàng nói ra nếu không chúng ta trước tiên thông chi trương đại ca đi để cho trương đại ca tới xử lý tại đây sự tình người cao to khinh thường bĩu bĩu môi nói ra trương đại ca hiện tại đã chìm vào giấc ngủ muốn đối phó hai người này còn cần đến phiền phức trương đại ca sao chờ đợi sẽ có hai người bọn họ cầu xin tha thứ thời điểm dù sao bọn họ cũng không có khả năng đem hắc vẫn khoáng thạch mang ra quạng mỏ chúng ta không phải liền là tới tìm hắn bọn họ luyện tập sao hiện tại coi như đem bọn hắn hai cái đánh cho tàn phế chúng ta cũng có lý do chính đáng nghe vậy vóc dáng thấp cũng yên tâm lại hắn đối người cao to, nói ra, Bạch Thiên Thị ngươi đối phó Diệp Thần Phong, hiện tại để ta tới đối phó Diệp Thần Phong, này Thẩm Minh Hiên dù sao cũng là tôn cấp trung kỳ cao thủ, cũng không phải hai ba lần liền có thể giải quyết. Người cao to giấy rụa cổ, nói ra, ta không có vấn đề, chờ ngươi giải quyết Diệp Thần Phong, chúng ta sẽ cùng nhau trêu đùa trêu đùa chúng ta diệt Thiên Minh Thiếu Chủ. Vóc sáng thấp trên mặt lộ ra một vòng cười trào phúng cho, hắn hướng phía Diệp Thần Phong ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, người cái đại bao cỏ, ta có thể cho ngươi động thủ trước, tới đi. Để cho ta tới hung hăng quạt ngươi cái tát. Diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai, hắn hiện tại có thể dùng không đến cố ý giả sợ, hắn cười hỏi, ngươi khẳng định muốn để cho ta động thủ trước. Một bên người cao to quát, Diệp thần phong, người bây giờ còn trang cái giám A. Thực lực ngươi chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Mau để cho huynh đệ của ta kích động mấy cái cái tát, để cho chúng ta thống khoái, Chúng ta còn muốn đi ngủ đây." Đứng tại Diệp Thần Phong bên trái Thẩm Minh Hiên, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh, hắn thấy cái này người cao to cùng vóc dáng thấp sắp chết đến nơi còn vui mừng đây. Quả thực là thật là tức cười. Diệp Thần Phong chân phải hơi hơi đạp, tại quanh người hắn xuất hiện từng đạo từng đạo khí lưu, hắn lập tức cầm Bạo Huyền Bộ Pháp cho thi triển đi ra. Bạo phong điên cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Ở trên mặt mang theo nụ cười vóc dáng thấp còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong thân ảnh mẽnh mẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, vóc dáng thấp là trong nháy mắt cầm đồng tử phóng đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong thủ trưởng hướng phía hắn gương mặt đập tới đi. 3. Một tiếng Vóc dáng thấp toàn bộ đầu trực tiếp bị kích động thoát ly cổ, công bằng rơi vào một bên người cao to trong ngực, mà vóc dáng thấp cố kia thi thể không đầu cổ miệng thì là phun trào ra ấm áp máu tươi người cao to nhìn thấy trong ngực vóc dáng thấp ánh mắt chừng to đầu to hắn trong lỗ mũi là hít sâu một cái khí vừa mới diệp thần phong tốc độ thật sự là quá nhanh liền ngay cả hắn cũng căn bản bắt không đến hắn hiện tại mới hiểu được ban ngày thời điểm hắn sở dĩ có thể thoải mái trị phục diệp thần phong đây hết thảy cũng là diệp thần phong cố ý tại ẩn giấu thực lực cái này diệp thần phong căn bản cũng không là bao cỏ căn cứ vừa mới diệp thần phong bày ra thực lực hắn cảm giác cái này Diệp Thần Phong so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ vô số lần. Chuẩn bị kỹ càng lên đường sao, các ngươi không phải tới tìm ta luyện tập sao, tới đi, Diệp Thần Phong nhìn xem người cao to nói ra. Người cao to là toàn thân run một cái, hắn hai tròng mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần Phong, đang lúc trong miệng hắn muốn liều lĩnh gọi thì hắn bất thình lình cảm giác cổ miệng mát lạnh, Diệp Thần Phong thủ trưởng đã chế trụ cổ của hắn, đang nghe răng rác. Răng rác, Tiếng xương gãy về sau, người cao to trong đầu ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Diệp thần phong tiện tay cầm người cao to thi thể ném ở trên mặt đất, đối với giết chết loại người này, diệp thần phong trong nội tâm là không có chút nào gánh vác. chương 1075, bị đùa giỡn. Như như gương sáng mặt trăng treo trên cao ở trong trời đêm, màu trắng bạc ánh trăng là vùng vãi đại địa âm thanh. Diệp thần phong cầm thiên minh vóc dáng thấp cùng người cao to lặng yên không một tiếng động giải quyết về sau, hắn liền từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra mấy bao thuốc nổ, những này thuốc nổ là lúc trước diệp thần phong bọn họ đi hướng về tử vong chi địa thời điểm tiện tay chuẩn bị tại không gian trong giới chỉ. Cầm mấy bao thuốc nổ đặt ở trong hầm mò tâm về sau, diệp thần phong lại từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra số bao hỏa dược, cầm hỏa dược té ở nhen nhóm thuốc nổ ngồi nổ bên trên, một đường hướng về quặng mỏ một chỗ khác lối ra đi qua. Tuy nhiên Diệp Thần Phong cầm người cao to cùng vóc dáng thấp giải quyết, nhưng là hắn không có ý định theo thiên minh địa tôn trương hình thiên động thủ. Lần này hắn thu hoạch đại lượng hắc vẫn khoáng thạch cùng một bản cường hãn hắc vẫn khoáng thạch trận pháp. Hắn hiện tại muốn làm liền là mau chóng trở lại phong vệ doanh, tại phong vệ doanh bên ngoài cầm hắc vẫn phòng ngự trận cho đưa đi ra làm diệp thần phong cùng thẩm minh hiên một đường chạy đến hỏa dược đi vào chỗ kia cứng rắn trước vách đá thì diệp thần phong từ miệng trong túi xuất ra một cái cái bật lửa cầm cái bật lửa sau khi đốt hắn trực tiếp đem cái bật lửa cho ném ở hỏa dược phía trên lửa này thuốc trong nháy mắt bị nhen lửa hướng phía trong hầm mỏ tâm này mấy bao thuốc nổ lan tràn mà đi diệp thần phong thấy thế hắn lập tức nói ra minh hiên chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi bằng không chúng ta cần phải bị trôn sống Nói, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên liền thông qua đi vào thạch bích một bên khác, hai người bọn họ thuận lợi đi ra quạng mỏ, tại bọn họ hai cái rời xa quạng mỏ ước chừng chừng 50 mét thời điểm. Chỉ nghe thấy trong hầm mỏ truyền ra oanh oanh, 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 tiếng nổ mạnh, liền cả mặt đất cũng không ngừng rung động đứng lên, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên rời kỳ chỗ kia thông đạo cũng trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Thẩm Minh Hiên bả vai nói ra minh hiên chúng ta tại đan hóa thành phố nghỉ ngơi một ngày sau đó ngày mai chúng ta liền lập tức trở lại kinh thành ta xem lần này nếu như thiên minh người biết chúng ta còn sống đồng thời cầm sở hữu hắc vẫn khoáng thạch cho cướp sạch không còn cái này bảo đảm không cho phép sẽ để cho nghiêm phi trần cải biến nguyên lai ý nghĩ lập tức động thủ tới đối phó chúng ta chỉ có cầm hắc vẫn phòng ngự trận mau sớm bày ra đến đây mới là chúng ta bây giờ trọng yếu nhất sự tình Thẩm Minh Hiên đương nhiên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, Diệt Thiên Minh tổng bộ đã bị Thiên Minh cho bưng, nếu như ngay cả Diệp Thần Phong ở kinh thành Phong vệ doanh cũng bị bưng lời nói, như vậy bọn họ liền thật ngay cả đặt chân địa phương cũng không có. Đồng thời, tại bạo tạc âm thanh nhớ tới tiêu này, chủ đóng ở miệng quáng Thiên Minh thành viên, bọn họ từng cái nhao nhao từ trong lều vải nhảy ra, nhìn xem trước mặt sụp đổ quặng mỏ, bọn họ lập tức trở nên tỉnh cả ngủ, bao quát phụ trách lần này khai thác chỉ huy địa tôn trương hình thiên trong cổ họng hắn quát ai có thể cho ta một lời giải thích vừa nãy tại đây phát sinh cái gì đứng tại trương hình thiên trước mặt những ngày này minh thành viên bọn họ từng cái ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cái này khiến trương hình thiên trong lòng khí là không đánh một chỗ đến hắn tại nhân dạng bên trong liếc nhìn một vòng về sau tiếp tục hỏi hồ nghị cùng chu thông đâu hai người bọn họ đi nơi nào Trương Hình Thiên trong miệng hồ nghị cùng Chu Thông cũng là người cao to cùng vóc dáng thấp. Trong đám người một tên thiên minh thành viên đứng ra, hắn lều vải vừa lúc ở hồ nghị cùng Chu Thông bên cạnh, cho nên hắn vừa nãy mơ mơ màng màng nghe được hai người này nói chuyện. Hắn nói ra, Trương Đại ca, ta vẽ vẽ giống như nghe được hồ nghị cùng Chu Thông bọn họ tiến vào trong hầm mỏ, bọn họ muốn tại diệp thần phong cùng thẩm minh hiên trên thân qua qua tay nghiện. Nghe được tên này thiên minh thành viên trả lời về sau, địa tôn trương hình thiên trên mặt hắn bị nộ hỏa cho lấp đầy, lấy tình huống bây giờ xem ra, hắn suy đoán cái này quặng mỏ bên trong nổ tung, rất có thể là cùng hồ nghị, chu thông có quan hệ, hắn cũng không lo lắng hồ nghị cùng chu thông chết sống. Hắn lo lắng là trong hầm mỏ khai thác đi ra hắc vẫn khoáng thạch cùng Diệp Thần Phong chết sống, phải biết Diệp Thần Phong thế nhưng là thiên minh thiếu chủ nghiêm thiên giác muốn tự tay giết người, coi như Diệp Thần Phong muốn chết cũng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này a à. Địa tôn trương hình thiên vung tay lên, nói ra các ngươi từng cái toàn bộ đánh cho ta lên tinh thần đến, cầm cái này quạng mỏ cho ta tại thời gian ngắn nhất bên trong một lần nữa đào thông suốt. Lần này ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ động thủ, các ngươi hẳn phải biết thiếu chủ tính khí A. Nếu là Diệp Thần Phong chết ở chỗ này, sợ là chúng ta những người này đều muốn đi theo không may. Nghe vậy, thiên minh cái này một đám thành viên lập tức đề cao tinh thần, bọn họ đều phi thường rõ ràng thiếu chủ nghiêm thiên giác thủ đoạn độc ác, thế là, bọn họ từng cái cầm lấy công cụ, cầm trong cơ thể linh hồn lực toàn bộ tăng lên, bắt đầu muốn cầm quạng mỏ cho một lần nữa đào thông suốt. Phải biết những này đào quáng thiên minh thành viên, trong bọn họ thực lực yếu nhất cũng là vương cấp sơ kỳ linh hồn, lực, bọn họ như thế không phân ngày đêm khai quật, tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh, làm ngày thứ hai trời chiều dần dần xuống núi thời điểm bọn họ đã là khai quật đến trong hầm mỏ tâm. Địa tôn trương hình thiên trên thân dính đầy bùn đất, bây giờ hắn đã không lo được chính mình hình tượng, hắn nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên hai cỗ thi thể, bên trong một cỗ thi thể ngay cả đầu lâu cũng không có, mà đổi thành một bộ người cao to thi thể là bị bóp nát cổ xương mà chết. Cái này khiến trương hình thiên trao mày đứng lên, căn cứ vóc dáng thấp cùng người cao to nguyên nhân cái chết, hắn phán đoán hai người này không thể nào là bị sụp đổ thạch đầu đè chết, có 9% người có thể là bị người cho giết chết. Có thể Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên thực lực, cái này hình thiên cũng được chứng kiến, hắn cho rằng Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên không phải là người cao to cùng vóc dáng thấp đối thủ. Ngược lại, Trương Hình Thiên lại nghĩ tới cái này trong hầm mỏ tâm không phải chất đầy hắc vẫn khoáng thạch địa phương sao. Nhưng hôm nay này từng đống hắc vẫn khoáng thạch đi nơi nào? Các người có xê dịch hắc vẫn khoáng thạch chất đống địa phương sao? Địa tôn trương hình thiên tâm tình bực bội hỏi. Ở đây một đám thiên minh thành viên là lần lượt đong đưa đầu, thế là, trương hình thiên lại lần nữa ra lệnh, các ngươi cho ta lại khai quật, cầm trong hầm mỏ sở hữu thông đạo đều cho ta phục hồi như cũ. Ta đoán chừng ngày mai thiên minh tổng bộ người muốn đến tại đây, chúng ta chỉ có ngày cuối cùng thời gian. Cái này một đám thiên minh thành viên cũng không có phàn nàn, hiện tại chẳng những quặng mỏ sụp đổ, diệp thần phong cùng thẩm minh hiên bị đặt ở cái này trong hầm mỏ, liền ngay cả trước kia chất đống tại trong hầm mỏ tâm hắc vẫn khoáng thạch cũng không thấy. Cái này cùng loại sự tình cộng lại, cái này có thể cũng không phải là chuyện nhỏ, cho nên thiên minh thành viên cũng biết nhất định phải vào ngày mai trước đó cầm quạng mỏ cho khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Trưa ngày thứ ba thời gian, tại thiên minh thành viên không có nghỉ ngơi từng giây từng phút tình biết dưới, quạng mỏ hoàn toàn bị khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, có thể địa tôn trương hình thiên tại trong hầm mỏ tìm một lần, căn bản không có phát hiện Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên thi thể. Dù sao Diệp Thần Phong bọn họ đào thông đạo cũng đã sớm đổ sụp, cho nên Trương Hình Thiên phát hiện không Diệp Thần Phong bọn họ rời đi đường tắt, càng làm cho Trương Hình Thiên tức giận là chẳng những Diệp Thần chút cùng Thẩm Minh Hiên hư không tiêu thất. Liền ngay cả này từng đống hắc vẫn khoáng thạch cũng không thấy. Bây giờ coi như Trương Hình Thiên lại thế nào ngu xuẩn, hắn cũng đoán được đây hết thảy cùng Diệp Thần Phong, Thẩm Minh Hiên có quan hệ, người cao to cùng vóc dáng thấp cũng rất có đốt có thể là Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên giết chết. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên từ đầu đến cuối căn bản chính là tại ẩn giấu thực lực, hắn là hoàn toàn bị đùa giỡn. Mở đầu, Trường Đại Ca, Thiếu Chủ cùng Thiên Minh tổng bộ hai tên thành viên tự mình đến tại đây. Một tên đào quáng Thiên Minh thành viên hắn vội vàng chạy vào trong hầm mỏ, âm thanh có chút cả lâm báo cáo. Địa tôn trương hình thiên hắn nghe nói thiếu chủ nghiêm thiên giác tự mình đến, thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên, thân ảnh lập tức hướng phía quặng mỏ bên ngoài chạy như bay, khi hắn nhìn thấy đứng tại quặng mỏ bên ngoài Nghiêm Thiên Giác thì hắn cảm giác được Nghiêm Thiên Giác bây giờ thực lực đã đến tôn cấp đỉnh phong, cái này khiến hắn càng thêm hoảng hốt, hắn mở miệng nói ra, chúc mừng thiếu chủ đột phá đến tôn cấp đỉnh phong. Những ngày này Nghiêm Thiên Giác làm quan trọng sớm ngày giết chết Diệp Thần Phong, hắn là trắng đêm không ngủ nỗ lực tu luyện, phía trước mấy ngày nghe được Diệp Thần Phong bị tóm về sau, hắn liền tự mình sôi động chạy tới nơi này. Nghiêm thiên giác không kiên nhẫn phất phất tay, hỏi Trương Hình Thiên, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia đâu? Hắn ở đâu? Trương Hình Thiên trong cổ họng nuốt nước miếng, đem trọn chuyện từ đầu chí cuối nói một lần, làm nghiêm thiên giác sau khi nghe xong, sắc mặt hắn là mãnh mẽ, mẽ âm trầm xuống, hỏi, người ý là Diệp Thần Phong hư không tiêu thất? Trong hầm mỏ hắc vẫn khoáng thạch cũng hư không tiêu thất. 3 nghiêm thiên giác không lưu tình chút nào kích động trương hình thiên một bạt tai, miệng quát ngươi cái vô dụng đồ vật. Trên gương mặt hiển hiện một đạo hồng sắc dấu năm ngón tay trương hình thiên, hắn trong đôi mắt hiện lên căm hận thần sắc, hắn không phải tại căm hận nghiêm thiên giác, hắn là tại căm hận diệp thần phong, hắn thấy đây hết thảy cũng là diệp thần phong tiểu xúc sinh kia gây nên, hắn sớm muộn gì muốn đem khẩu khí này tại diệp thần phong trên thân đòi lại chương 1076, châu bò Winky. Sau 3 ngày, kinh thành phong vệ doanh bên trong. Diệp thần phong cùng thẩm minh hiên là sớm sẽ trở lại rồi. Tại hai ngày trước vừa vặn trở về phong vệ doanh, Diệp thần phong liền lập tức bắt đầu trở nên bận rột. Hắn đầu tiên đem trong không gian giới chỉ hắc vẫn khoáng thạch một nhóm một nhóm vững chắc ổn định ở phong vệ doanh bên ngoài bốn phía. Sau đó hắn lại tại phong vệ doanh thao luyện trên sân chế ra tám cái hắc vẫn phòng ngự trận mắt trận tại đem cơ bản bát quái đồ xây dựng sau khi hoàn thành cái này hai ngày bên trong diệp thần phong một mực tại bát quái này trên bức vẽ trồng chất các loại đồ án lần này việc xinh đẹp chỉ có thể do diệp thần phong một người đến hoàn thành những người khác vừa không biết hắc vẫn phòng ngự trận lần sau một cái trận pháp do mấy người đến đồng thời bố trí trong này ít nhiều gì sẽ có này khác nhau phải biết này hắc vẫn phòng ngự ấm chính là sau này phong vệ doanh bảo mệnh tư bản diệp thần phong nhưng sẽ không chút nào hàm hồ việc Tại này vài ngày thời gian bên trong, Diệp Lão Gia Tử, Vũ Lão Gia Tử, Bạch Lão Gia Tử cùng Dư Lão Gia Tử vân vân một cái các vị cấp cao các lão đầu tử là toàn bộ rời vào phong vệ doanh bên trong đến rồi. Lần này lão đầu tử liền chủ yếu người nhà đều mang tới phong vệ doanh bên trong đến rồi. Biệt thự của bọn hắn tuy rằng còn không mới tạo được, thế nhưng gió này vệ doanh trong phòng ốc đông đảo, yếu ở lại người này là chắc chắc mới dư sự tình. Dư năm được mùa các loại lão đầu tử nhìn xem Diệp chỉ phong tại phong vệ doanh bên trong bận rộn, bọn hắn cũng không biết Diệp thần phong đang làm gì. Diệp thần phong cũng không có đối lần này lão đầu tử giải thích cặn kẽ, loại này hắc vẫn phòng ngự trận kiến tạo ra được rồi, lần này lão đầu tử tự nhiên sẽ đã minh bạch. Đi theo lần này lão gia tử đồng thời rời vào phong vệ doanh, trong đó có lần này lão gia tử gọt tử đoá nữ, liền ngay cả lần trước cùng Diệp thần phong có một ít ma sát sư thi thi, Dương Mị Nhi, Đồng Được Ôn Hòa Tiêu Sơn đều tại, bốn người bọn họ vốn là không có mặt ở đến phong vệ doanh bên trong tới, dù sao gió này vệ doanh là diệp thần phong địa bàn, huống hồ bọn hắn cũng không biết bây giờ hoa hạ quốc tình thế, thế nhưng tại mỗi người bọn họ ra ra một cưỡng cầu nữa dưới, bọn hắn chỉ có thể đi theo ở đến phong vệ doanh bên trong. Kỳ thực dư thi thi đám người ra ra còn muốn để cho bọn họ cùng Diệp thần phong hóa giải lúc trước ma sát nhỏ. Thi thi, ta nghe nói trước đó ra ra ngươi muốn đem ngươi giới thiệu cho Diệp Thần Phong. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta hỏi ông nội ta hắn chính là không chịu nói với ta, trái lại trả lại cho ta sắc mặt nhìn. Đúng, Mỹ Nhi, thật giống ra ra ngươi cũng đem ngươi giới thiệu cho Diệp Thần Phong A. Ngày đó đồng được ôn hòa tiêu sơn cũng chạy tới phong vệ doanh bên trong tới chứ. Lấy tính tình của các ngươi, này Diệp Thần Phong hẳn là gặp vận rủi lớn đi nha ta mới không tin Diệp Thần Phong cái này lúc trước kẻ ngu si bây giờ trở nên mới nhiều châu bò nữa nha. Đứng ở dư thi thi bọn hắn bên cạnh hai người tướng mạo không sáu nữ nhân thấp giọng mở miệng, hai người này đồng dạng là hoa hạ quốc trong đó hai vị cao tầng tôn nữ. Vừa nhắc tới chuyện ngày đó, không chỉ riêng này dư thi thi cùng Dương Mỹ Nhi sắc mặt khó coi, liền ngay cả đồng được ôn hòa tiêu sơn trên mặt cũng mang theo thần sắc khó xử hiện tại bọn hắn là biết diệp thần phong cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Đồng được ôn hòa tiêu sơn lần này tháng ngày trong lòng nhưng hối hận rồi, đặc biệt là truyền tới gió này vệ doanh bên trong đến, đã được kiến thức gió về đội thành viên thực lực. Nghe gió về đội thành viên nói xong Diệp Thần Phong đã từng trâu bỏ sự tích hai người bọn họ trong lòng đã coi Diệp Thần Phong là làm thần tượng. Hai người các ngươi không nên ở chỗ này hồ nhận thức tám đạo, Diệp Thiếu là mới người có bản lãnh thật sự, lẽ nào ra ra của các ngươi không có đã cảnh cáo các ngươi sao? Đồng Đực khó chịu nói ra, phàm là cường giả đều có nhân cách mị lực, rất rõ ràng Đồng Đực là bị Diệp Thần Phong nhân cách mị lực chỗ ảnh hưởng đến. Hai cái này cao tầng biệt nữ, các nàng là một thiên tài vừa vận chuyển tới phong vệ doanh bên trong tới, cho nên bọn họ cũng không mới nghe được qua gió vệ đội thành viên nói tới Diệp Thần Phong chuyện xinh đẹp, đàn mà lúc trước Diệp Thần Phong ngốc tên ở Kinh Thành hầu như là mọi người đều biết hai người này cùng Dư Thi Thi, Dương Mị Nhi lần thứ nhất thấy Diệp Thần Phong có đối với tập ý nghĩ. Đồng đực, người chừng nào thì trở nên như thế uất ức. Ông nội ta là để cho ta phải tôn kính Diệp Thần Phong, thậm chí yếu coi Diệp Thần Phong là làm trưởng bối đối xử, nhưng ngươi xem một chút này Diệp Thần Phong đang làm gì. Hắn cả ngày một người bầy đẹp đen như mực tảng đá. Đúng đấy, chính là, thật không biết lần này lão gia tử là nghĩ như thế nào. Một bên khác, Lâm Khang thắng các loại một đám diệt thiên minh thành viên bọn họ là không biết mệt mỏi giúp Diệp Thần Phong đánh làm trợ thủ Lâm Khang thắng đám người đã từ thẩm minh hiên khẩu khăn biết được Diệp Thần Phong tại làm chuyện xinh đẹp rồi. Bọn hắn chờ mong hắc vẫn phòng ngự trận kiến tạo mà thành thời điểm, bọn hắn muốn nhìn một chút này hắc vẫn phòng ngự trận power đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Hô! Theo trong miệng thở ra một hơi, Diệp Thần Phong là đứng thẳng người, hắn bên trong nhẫn không gian hắc vẫn khoáng thạch cơ hồ là nghệ hao tổn xong rồi, mà cái này khổng lồ hắc vẫn phòng ngự ấm cũng hoàn toàn hoàn thành cảm thụ từ dưới mặt đất truyền tới từng tia từng tia năng lượng, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Một bên Lâm Khang Thắng vội vàng hỏi, Thần Phong, người đem hắc vẫn phòng ngự trận cho kiến tạo ra được. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, hiện tại hẳn là phải thử một chút trận pháp này uy lực căn cứ lần này hắc vẫn khoáng thạch bên trong năng lượng, ta bố trí cái này hắc vẫn phòng ngự trận tổng cộng có thể khởi động 8 lần, mà mở ra sau mỗi một lần thời gian duy trì có thể là kích phát trận pháp người trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết sau đó này phòng ngự trận power mới sẽ biến mất. Dù sao cái này phòng ngự trận mới chính là mới vừa bày ra đến, nhất định muốn làm một lần mở ra thí nghiệm mới được, vạn nhất lại lúc khẩn cấp đợi không cách nào mở ra, đây cũng không phải là chuyện đùa sư năm được mùa các loại một các vị cấp cao đều tại phòng vệ doanh thao luyện trên sân, làm Diệp Thần Phong đi tới thao luyện trên sân thời điểm. Diệp lão ra từ Diệp Trấn Hùng rốt cục không nhịn được mở miệng, Thần Phong, người mấy ngày nay đến cùng đang làm cái gì đồ chơi. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra các vị lão ra, ta hiện tại muốn làm một cái thí nghiệm, loại này cái thí nghiệm sau khi hoàn thành, các người thì có thể đã minh bạch, các người có thể hay không cho ta vận một ít sức bùng nổ cường hãn một lần đạn pháo lại đây? Đối với Diệp Thần Phong, một cái chúng lão gia tử là tin tưởng vô điều kiện, số một thủ trưởng dư năm được mùa, hắn trực tiếp gọi một cú điện thoại ra ngoài, ước chừng giờ thứ nhất sau, ba cái phóng ra đạn pháo trang bị liền vận đưa đến phong vệ doanh bên ngoài. Một tên vận chuyển đạn pháo người phụ trách, hắn lại đi tiến phong vệ doanh sau, hắn lập tức hướng về một đám lão gia tử chào một cái. Sau đó nói ra, các vị thủ trưởng, đạn pháo chuẩn bị xong xuôi, kế tiếp mới chỉ thị gì? Dư năm được mùa các loại lão gia tử nhìn hướng Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong nhưng là thuận miệng nói ra, phóng ra đạn pháo, oanh kích của ta phong vệ doanh. À, nghe được Diệp Thần Phong câu trả lời này, không riêng gì một đám lão gia tử sợ ngây người, liền ngay cả một bên Dư Thi Thi mấy người cũng sững sờ rồi, này Diệp Thần Phong là muốn làm gì? Bây giờ mọi người đều tại đây gió vệ trong doanh trại, nếu để cho đạn pháo oanh kích phong vệ doanh lời nói, bọn hắn người này còn có mệnh sống mà. Ra ra, đừng cho Diệp Thần Phong ở nơi này hồ nháo, hắn đây rõ ràng là hành động tự sát, hắn đầu óc mới hỏi đề. Đúng a, à, ra ra, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Vừa vặn cái kia hai cái đối Diệp Thần Phong khinh thường nữ nhân, hai người bọn họ là hoang mang hoảng loạn mở miệng, kết quả được ra ra của các nàng là trực tiếp chừng mắt liếc. Dư năm được mùa ho khan hai tiếng, nói ra, thần phong, người đây là. Diệp thần phong hồi đáp, dư lão gia tử, người yên tâm, ta có thể khẳng định các ngươi không có bất kỳ chuyện gì. Một bên diệp lão gia tổng cộng, vũ lão gia tử cùng bạch lão gia tử cũng mở miệng biểu thị tin tưởng diệp thần phong, nếu như dư năm được mùa đám người sợ, bọn hắn có thể chính mình rời đi trước phong vệ doanh này làm cho dư năm được mùa là đối với tên kia phụ trách vận chuyển đạn pháo người nói ra cho ta trực tiếp phóng ra đạn pháo tên kia phụ trách vận chuyển đạn pháo người hắn do dự nói ra các vị thủ trưởng có phải hay không các người vũ lão gia tử trực tiếp đã cắt đứt người này lời nói nói ra chả nói nhảm gì đó mau để cho bọn hắn phóng ra đạn pháo tại vũ lão gia tử mở miệng sau đó tên kia phụ trách vận chuyển đạn pháo người hắn mới từ bên hông lấy ra bộ đàm mệnh lệnh người bên ngoài tiên triều phong vệ doanh phóng ra một viên đạn pháo oanh một tiếng vang thật lớn phong vệ doanh bên ngoài một viên đạn pháo bay thẳng đến phong vệ doanh bên trong nhanh chóng bắn lại đây diệp thần phong không hoảng hốt không vội vàng đem linh hồn lực bên ngoài phóng ra thẩm thấu tiến vào thao luyện trên sân tám cái lục trong mắt đem hắc vẫn phòng ngự trận là hoàn toàn kích phát rồi toàn bộ phong vệ doanh trong nháy mắt được một tầng màu trắng trong suốt lồng ánh sáng bao bọc lại rồi, người bình thường tinh nhãn hầu như không nhìn thấy này quang cháo. Thao luyện chàng người trên nhìn xem đạn pháo hướng về bên này bay vụt mà đến, bọn hắn từng cái là sắc mặt mới này trắng bạch. Song song ánh mắt chính là không ngừng nhìn xem Diệp Thần Phong. Nhưng mà, coi như đạn pháo yếu hướng về phong vệ doanh bên trong rơi xuống thời điểm, chỉ mở thấy âm. Một tiếng, cả viên đạn pháo ở giữa không trung đụng vào trên màn hào quang, làm cho lồng ánh sáng trở nên rõ ràng một lần, để dư năm được mùa đám người cũng nhìn thấy, viên này đạn pháo căn bản không làm gì được lồng ánh sáng, trực tiếp ở giữa không trung bạo liệt ra, một điểm mảnh vỡ đều không mới rơi xuống phong vệ doanh bên trong. Một màn thần kỳ này, để dư năm được mùa các loại lão gia tử là trợn tròn đôi mắt, dư năm được mùa nuốt nước miếng một cái, hỏi thần phong, đây chính là của ngươi thí nghiệm này, đây là ngươi làm ra, vừa vặn chúng ta nhìn đến cái kia quang cháo là cái gì? Các vị lão gia, vừa vặn các ngươi nhìn đến lồng ánh sáng là ta bày đi ra ngoài một loại trận pháp, chỉ cần đem trận pháp này kích phát, phòng vệ doanh đem trở thành một không công phá được chỗ an toàn. Diệp Thần Phong giải thích, trận pháp, thứ này chỉ mới điện ảnh cùng trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện, nhưng hiện thực lại bày tại tất cả mọi người trước mặt, này để cho bọn họ không thể không tin tưởng Diệp Thần Phong mấy ngày nay đúng là bày ra một cái trận pháp, hơn nữa trận pháp này không khỏi cũng quá thần kỳ chứ. Loại này trong truyền thuyết trận pháp không phải thần tiên mới sẽ bày đấy sao? Trong lúc nhất thời từng đôi con ngươi là không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, liền ngay cả Diệp Thần Phong ra ra Diệp Trấn Hồng cũng là như thế, mà chính là mới vừa cười nhạo Diệp Thần Phong cái kia hai người tướng mạo không sai nữ nhân, hai người bọn họ hẳn chính là há to miệng, trợn to hai mắt, trong cổ họng là không ngừng nuốt nước miếng, nhìn xem Diệp Thần Phong ánh mắt chậm rãi bắt đầu cải biến. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người trong mắt Diệp Thần Phong trở nên trâu bò Winky lên. chương 1077, Thần Phong, về sau nhờ vào ngươi. Cho ta ba bắn ra cùng phát. Tại Hắc vẫn phòng ngự trận đem thứ viên đạn pháo nhẹ nhóm đỡ được sau đó Diệp Thần Phong biết phong vệ doanh bên ngoài tổng cộng vận đến rồi ba cái phóng ra đạn pháo trang bị nếu lần này mở ra hắc vẫn phòng ngự trận, như vậy Diệp Thần Phong cũng không thể lãng phí một cách vô ích cơ hội này, dù sao trong cơ thể hắn linh hồn lực vẫn không có tiêu hao hết tất. Tên kia phụ trách vận chuyển đạn pháo người, hắn cũng bị vừa vận thần kỳ một màn cho chấn nhiếp rồi, đột nhiên lại nghe được Diệp Thần Phong câu nói này, hắn bản năng lấy ra bộ đàm, mệnh lệnh người bên ngoài, ba bắn ra cùng phát. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng nổ từ phong vệ doanh bên ngoài truyền ra đến, ba viên cấp tốc đang chạy như bay đạn pháo, nhanh chóng hướng về phòng vệ doanh bên trong bắn vào. Lúc này dư năm được mùa cùng Diệp Trấn Hồng các loại cả đám yếu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Bọn hắn con ngươi là không nháy một cái nhìn chằm chằm giữa không chung ba viên đạn pháo. Thẳng đến này ba viên đạn pháo cùng lồng ánh sáng màu trắng lẫn nhau đụng vào muốn nổ tung lên, đem toàn bộ phong vệ doanh bao phủ lại lồng ánh sáng màu trắng vẫn không có sản sinh bất kỳ một tia gợn sóng vừa vặn ba viên đạn pháo cùng lồng ánh sáng màu trắng tiếp xúc thời điểm cái cỗ này cường hãn lực công kích để diệp thần phong là gia tăng đưa vào tám cái trong mắt trận linh hồn lực theo công kích phát mãnh liệt muốn này lồng ánh sáng màu trắng không bị công phá này nhất định muốn tăng mạnh đưa vào trong mắt trận linh hồn lực cho ta không ngừng phóng ra đạn pháo thẳng đến ta kêu ngừng đến diệp thần phong tiếp tục nói tên kia phụ trách vận chuyển đạn pháo người hắn xuất hiện ở nơi nào còn sẽ có do dự chút nào trong lòng của hắn đã coi diệp thần phong là làm là thần tiên đối đãi hắn lập tức lợi dụng bộ đàm mệnh lệnh phong vệ doanh người bên ngoài không ngừng phóng ra đạn pháo oanh 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 từng viên một đạn pháo không ngừng bay lên không tại lồng ánh sáng màu trắng thượng muốn nổ tung lên này từng viên một đạn pháo phẳng phất biến thành sán lạn pháo hoa mà dư năm được mùa diệp trấn hồng chờ cùng diệp thần phong đứng chung một chỗ người tâm tình của bọn họ là càng ngày càng buông lỏng, đến cuối cùng nhìn xem giữa không trung nổ tung đạn pháo, trên mặt bọn họ trái lại hiện ra một sự hưởng thụ vẻ mặt đến. Ước chừng sau 10 phút, phía ngoài đạn pháo là tiêu hao sạch sẽ rồi, mà Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực cũng tiêu hao hơn một nửa. Dư lão ra tử cười hỏi, thần phong, có muốn hay không ta lại để cho người đi vận một ít đạn pháo lại đây? Thần phong, này vẫn đúng là mẹ hắn đã nghiền, nhìn xem này từng viên một đạn pháo tại đỉnh đầu chúng ta thượng nổ tung chả chút nào không gây thương tổn chúng ta trong lòng ta cũng cảm giác đặc biệt sảng khoái vũ lão ra tử vũ an quốc cười ha hả nói diệp thần phong bất đắc dĩ trợn tròn mắt nói ra dư ra ra vũ ra ra các người muốn lại vận chuyển đạn pháo lại đây cũng được bất quá ta nghĩ các người muốn làm như vậy lời nói đoán chừng kết cục chỉ có một ở đây người nơi này toàn bộ được đạn pháo nổ bay Nghe được Diệp Thần Phong sau khi trả lời, Dư Năm được mùa cùng Vũ An Quốc là cười cười xấu hổ, đồng thời Diệp Thần Phong cũng đem linh hồn lực thu lại rồi, bao phủ lại toàn bộ phong vệ doanh lồng ánh sáng màu trắng lập tức biến mất rồi, phong vệ doanh lại khôi phục được trạng thái như cũ. Ở cái này đánh vào thị giác cực kỳ cường hãn thí nghiệm sau khi kết thúc, Dư Năm được mùa các loại một đám lão gia tử là nóng lòng muốn thử, dù sao vừa nãy Diệp Thần Phong không có cẩn thận giải thích trận pháp này bọn hắn cũng phi thường hiếu kỳ truyền thuyết này bên trong trận pháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vẫn là Diệp Thần Phong ra ra Diệp Trấn Hồng mở miệng trước, hỏi Thần Phong, người trận pháp này cùng những thần thoại đó kịch trung thần tiên thi triển trận pháp là giống nhau sao? Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp, ra ra, ta trận pháp này phải cùng thần thoại kịch trung thần tiên thi triển trận pháp không có khác gì, các ngươi vừa vặn cũng có thể đã được kiến thức trận pháp này uy lực, chỉ phải cái này trận pháp mở ra, phòng vệ doanh khu vực này đem vững như thành đồng vách sắt. Nguyên bản dư lão gia tử đám người chuyển tới phòng vệ doanh bên trong đến ở, bọn hắn chính là lo lắng đột nhiên nhô ra thiên minh, bây giờ bọn hắn đang nhìn đến hắc vẫn phòng ngự trận power sau đó bọn hắn phảng phất là ăn một viên thuốc an thần, có như thế châu bò trận pháp tại, bọn hắn chả cần phải lo lắng cái gọi là thiên minh sao. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần mình ở lại phong vệ doanh, như vậy bọn hắn sẽ có tuyệt đối an toàn lần sau diệp thần phong bày ra thần kỳ như thế hiểu rõ trận pháp này căn bản đã vượt ra khỏi dư lão gia tử đám người nhận thức phạm vi trong lòng bọn họ không khỏi đối diệp thần phong sinh ra từng tia từng tia kinh ý dư năm được mùa cùng dương viễn chừng mắt liếc một bên tôn nữ dư thi thi cùng dương mị nhi nếu như lần trước dư thi thi cùng dương mị nhi có thể cùng diệp thần phong cùng nhau như vậy hiện tại diệp thần phong liền trở thành cháu gái của bọn hắn tế rồi như Diệp Thần Phong như thế châu bò cháu rể. Trên thế giới này có cái nào ra ra là không muốn. Dư Thi Thi cùng Dương Mỹ Nhi là hàm răng cắn chặt đỏ hợp, cái này hai kim thiên chi kiêu nữ tại lần trước thực sự hiểu rõ Diệp Thần Phong sau. Bọn hắn đã đối Diệp Thần Phong đổi cái nhìn, thậm chí trong lòng có phần hối hận rồi, nhưng vừa vặn Diệp Thần Phong thi trận pháp tình cảnh này, nhưng là để hai người bọn họ càng thêm trợn mắt hốc mồm, Tại hai người bọn họ trong mắt Diệp Thần Phong trên người có một tầng thần bí xương mù, mỗi khi ngươi cho rằng nhìn rõ ràng Diệp Thần Phong thời điểm, ngươi sẽ phát hiện ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Diệp Thần Phong, nhưng ngươi càng muốn đi tìm hiểu Diệp Thần Phong, ngươi liền sẽ đối Diệp Thần Phong vượt lên nghiện. Chính như lần trước Ninh Vũ Đình đối hai người bọn họ nói qua một câu nói, thần phong mị lực các ngươi không hiểu. Vừa vặn cười nhạo Diệp Thần Phong hai nữ nhân khác, các nàng là ẩn ý đưa tình nhìn xem Diệp Thần Phong các nàng thật giống xong quên hết rồi chính mình chào phúng Diệp Thần Phong lời nói. Ở trên thế giới này, bất luận cái nào mạnh mẽ nam nhân, bọn hắn đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn nữ nhân ưu tú, Diệp Thần Phong đúng là như thế. Cách đó không xa, Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh, Tôn Mỹ cầm cùng Vũ Hiểu phỉ các loại chúng nữ cũng đi tới, bọn hắn vừa vặn chỉ là tại thao luyện tràng nơi xa quan sát, đang nhìn đến đạn pháo hướng phong vệ doanh bên trong phóng ra mà đến thời điểm, quả thực thanh Diệp Đông Kiện đám người sợ hết hồn, sau đó ở đạn pháo liên tục phát lúc bắn, Diệp Đông Kiện mấy người cũng mới chậm rãi hiểu được cả sự tình. Thần Phong, người muốn hay không xấu như vậy đào hiện tại người ngay cả đạn pháo đều có thể đỡ được, về sau ngươi chẳng lẽ liền bom nguyên tử đều có thể cản. Người trận pháp này có thể hay không dạy dỗ tiểu thúc ta. Diệp Đông Kiện một mặt kỳ vọng nhìn xem Diệp Thần Phong. Vũ Khôn Minh cũng lập tức nói ra, Thần Phong, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thứ tốt. Có thể hay không một lần cho ta thấu cái đáy ngọn nguồn. Tiết kiệm chúng ta mỗi lần đều bị ngươi làm được giật mình. Về phần một bên đồng được ôn hòa tiêu sơn, hai người bọn họ đã sớm là hai mắt tỏa ánh sáng rồi, đang nghe nói Diệp Thần Phong các loại sự tình dấu vết sau đó hai người bọn họ vẫn muốn hướng về Diệp Thần Phong xin lỗi, vẫn muốn bái Diệp Thần Phong vi sư, bây giờ lại tận mắt thấy Diệp Thần Phong thần thông như thế thủ đoạn, này để hai người bọn họ là cũng không còn cách nào nhẫn nại. Đồng được bước ra một bước, hướng về Diệp Thần Phong sâu đậm không người chào, chân thành nói, Diệp Đại ca, lần trước là ta đồng được mạo phạm ngài, chả xin ngài tha thứ ta một lần, ta đồng được bội phục nhất chính là Diệp Đại ca ngài người như vậy, kính xin Diệp Đại ca để cho ta gia nhập gió vệ đội, mặc kệ khổ gì ta đều ăn được. Dễ dàng Tiêu Sơn cũng không nhượng bộ chút nào nói, Diệp Đại ca, chỉ cần ngài có thể làm cho ta gia nhập gió vệ đội, ta dễ dàng tiêu sơn chuyện gì đều nguyện ý đi làm. Một bên Đồng lão gia tử cùng Dịch lão gia tử cũng cười ha hả mở miệng, bọn hắn nhìn thấy cháu mình có thể có thái độ này, trong lòng bọn họ là phi thường hài lòng, Đồng lão gia tử nói ra, Thần Phong, ngươi xem, ngươi có thể hay không cho lão đầu tử ta một cái tình cảm. Đúng vậy, Thần Phong, bọn hắn đều là trẻ con, nếu như bọn hắn gia nhập gió vệ đội, không thể đạt đến yêu cầu của ngươi, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đem bọn họ đá đi ra, ta cùng lão đồng không có bất kỳ ý kiến gì. Dịch lão gia tử cũng mở miệng nói ra. Diệp thần phong đối đồng được ôn hòa tiêu sơn tức không tồn tại ác cảm, cũng không tồn tại hảo cảm, ai không có kim trẻ tuổi nóng tính đây này. Chỉ cần bản tính không xấu là được rồi, Diệp thần phong nhìn xem đồng được ôn hòa tiêu sơn, nói ra, được, ta có thể cho các ngươi hai cái gia nhập gió vệ đội cơ hội, Bất quá, các ngươi đừng mong muốn hưởng thụ bất kỳ đặc quyền, hai người các ngươi nhất định muốn thông qua thử thách mới có thể chân chính gia nhập gió vệ đội. Nếu như các ngươi đồng ý, như vậy ta ngày mai sẽ sắp xếp các ngươi gia nhập gió vệ đội trước thử thách. Diệp đại ca, ta nguyện ý tiếp thu thử thách." Đồng được Ôn Hòa Tiêu Sơn miệng đồng thanh nói ra. Còn lại cao tầng cháu trai cũng từng cái đầy mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thần Phong, dồn dập nói ra, "Diệp đại ca, chúng ta có thể hay không gia nhập gió vệ đội?" Diệp Đại ca, về sau ta tưởng cho ngài lăn lộn, ngài chính là ta trong lòng vĩnh viễn thần tượng." Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, "Các ngươi đều muốn gia nhập gió vệ đội, ta không ngăn trở, bất quá, các ngươi đều phải muốn thông qua thử thách, bởi vì gió vệ đội là không cần rác rưởi." Những này trong ngày thường hung hăng càn quấy hoàn người nói pha tiếng đệ, bọn hắn cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong lời nói sinh khí, trái lại từng cái ý chí chiến đấu sục sôi lên một bộ thế yếu ở Diệp Thần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Này làm cho ở đây một các vị cấp cao cũng lộ ra nụ cười vui mừng, dư lão gia tử ngữ trọng tâm trường nói ra, thần phong, về sau đều phải nhờ vào ngươi A Hát. Trường 1078, người lúc này còn không chết. Hoa hạ quốc nơi nào đó âm u ẩm ướt trong địa lao. Một tên mái tóc rối tung, y phục trên người dơ bẩn đàn ông trung niên, hai tay hai chân hắn được đặc chế kim loại dây xích cho trói lại, trên mặt hắn vẻ mặt hiện ra phải vô cùng trắng bệch, mũi cùng trong miệng khí tức cũng có chút suy yếu, tên này đàn ông trung niên chính là được thiên minh nắm lấy trở thành tù binh diệt thiên minh minh chủ thẩm kinh vũ. Tại giam giữ thẩm kinh vũ địa lao song sắt bên ngoài, thiên minh minh chủ nghiêm phi trần hắn có nhiều ý vị nhìn xem trong địa lao thẩm kinh vũ, Quấn vào Thẩm Kinh Vũ hai tay hai chân thượng tráng kiện kim loại dây xích là Nghiêm Phi Trần đặc biệt khiến người ta chế luyệt, loại kim loại này dây xích có thể trở ngại bên trong thân thể linh hồn lực lưu thông, lâu dần sẽ khiến cho linh hồn lực cao thủ kinh mạch trong cơ thể bế tắc, nếu như cứ thế mãi lời nói, được loại kim loại này dây xích chói chặt linh hồn lực cao thủ cuối cùng sẽ biến thành hoàn toàn phế nhân. Nghiêm Phi Trần tay phải khoác lên song sắt thượng, nói ra, Thẩm Kinh Vũ, lẽ nào ngươi trả không nghĩ thông suốt sao? lẽ nào ngươi không muốn trở thành chúa tể thế giới người sao chúng ta đều là đến từ người cùng một thời đại ta là xem ở cái này tình nghĩa ta mới không có đem ngươi lập tức giết chết ngươi nên đối với ta ôm ấp cảm ơn tri tâm mới đúng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thẩm kinh vũ dưới chân bước chân di chuyển hai bước trên người của hắn kim loại dây xích phát ra thanh thúy tiếng va chạm trong cơ thể linh hồn lực bế tắc này làm cho thẩm kinh vũ mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận cực kỳ gian nan thống khổ. Hắn cười lạnh nói, nghiêm phi trần, người bớt ở chỗ này nhiều lời, nếu như ta thẩm kinh vũ nguyện ý làm ngươi một con chó lời nói, năm đó ta thì sẽ không thành lập diệt thiên minh rồi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đã tới thần cấp trung kỳ liền không dậy nổi sao. Một ngày nào đó sẽ có người đem thiên minh nhổ tận gốc. Thẩm kinh vũ trong đầu không khỏi hiện lên diệp thần phong âm dung tiếu mạo, Nghiêm Phi Trần khinh thường lắc đầu, nói ra: "Thẩm Kinh Vũ, ta biết ngươi đem hy vọng ký thác vào cái kia gọi Diệp Thần Phong thanh niên trên người chứ? Ta đồng dạng là điều tra tài liệu của hắn rồi, linh hồn của hắn hẳn là giống như chúng ta không thuộc về thế giới này, ta thừa nhận hắn dựa vào chính mình sức mạnh của một người. Hắn có thể đủ đi tới hôm nay bước này, hắn ngược lại cũng xác thực là một nhân tài, nhưng hắn hiện tại mới chỉ là tông cấp đỉnh phong thực lực, cho dù hắn có vượt cấp chiến thắng đối thủ năng lực" thế nhưng bằng vào ta thần cấp trung kỳ thực lực. Muốn bóp chết hắn, còn không phải như bóp chết một con kiến như thế đơn giản ma. Ta vừa vặn đã nhận được một cái tin, tại mấy ngày trước Diệp Thần Phong cùng con trai của ngươi Thẩm Minh Hiên, hai người bọn họ một người một ngựa xâm nhập vào chúng ta thiên minh một cái hắc vẫn khoáng thạch trong hầm mỏ. Cuối cùng hai người này không những thần kỳ đào thoát, bọn hắn lại vẫn thần không biết quỷ không hay đem hết thảy hắc vẫn khoáng thạch đều mang đi nguyên bản ta còn thực sự không có ý định nhanh như vậy đối với bọn họ động thủ nhưng bọn họ này rõ ràng là đang gây hấn với ta thiên minh uy nghiêm nếu lâm khang thắng bọn hắn đều cùng với diệp thần phong rồi như vậy ta không ngại để cho các ngươi sớm ngày đoàn tụ ta ngược lại muốn xem xem diệp thần phong đến cùng có thể hay không mang cho ngươi đến hy vọng chờ ta đem con trai của ngươi cùng hảo huynh đệ của ngươi lâm khang thắng bắt được ngươi trả hội kiên trì như vậy sao ha 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 nói xong nghiêm phi trần đột nhiên lên tiếng bắt đầu cười lớn. Này làm cho thẩm kinh vũ là thật chặt nhíu mày, hắn miệng quát, nghiêm phi trần, người muốn làm gì? Nghiêm phi trần chuyện đương nhiên nói, ta đương nhiên là phải làm tốt chuyện, ta sợ một mình ngươi ở nơi này quá tịch mịch, nhiều tìm một số người đến ngươi nói chuyện phiếm. Kẹt kẹt, một tiếng, đi về địa lao cửa được mở ra, một mặt không thích nghiêm thiên giác đi vào trong địa lao, hắn vừa mới trở về hôm nay minh tổng bộ, Nghiêm phi trần nhìn thấy con trai của chính mình đi vào địa lao sau, hắn nói ra, thiên cảm giác, phát sinh ở đơn hóa thành phố Hắc vẫn quáng động sự tình ta đã toàn bộ biết rồi, này Diệp Thần Phong không có người nghĩ đơn giản như vậy. Nghiêm phi trần tại dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục nói, bất quá, này Diệp Thần Phong lại dám chủ động khiêu khích, như vậy chúng ta cũng không nên chờ nữa, lần này thuận tiện đem lâm khang thắng bọn hắn cũng cùng một chỗ đuổi bắt lại đến. Cha, Ý của ngươi là yếu tự mình ra tay, nhưng ta muốn tự tay giết Diệp Thần Phong, bằng không ta liền vượt qua không được trong lòng cái này cản trở." Nghiêm Thiên Giác nắm chặt nắm đấm nói ra. "Thiên cảm giác, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tự tay giết Diệp Thần Phong, nguyên bản ta là tính toán đợi thực lực của ngươi đến cấp Thánh tầng thứ, ta mới sẽ để chính ngươi đi tìm Diệp Thần Phong, nhưng lần này ta cùng đi với ngươi một chuyến. Tại ngươi có thể chiến thắng Diệp Thần Phong điều kiện tiên quyết." ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay giữa các người chiến đấu. Nghiêm phi trần vỗ vỗ nghiêm thiên giác vai nói ra. Trong địa lao thẩm kinh vũ, hắn khi nghe đến nghiêm phi trần cùng nghiêm thiên giác ở giữa nói chuyện sau, hắn lập tức nói ra, nghiêm phi trần, các ngươi không thể làm như vậy, diệp thần phong mới tông cấp đỉnh phong thực lực, mà ngươi nghiêm phi trần lại là đường đường thần cấp trung kỳ cao thủ. Các ngươi dĩ nhiên chủ động muốn đi đối phó một tên tông cấp đỉnh phong cao thủ. Nghiêm phi trần, ta xem thường ngươi. Nghiêm Phi Trần nhìn xem trong địa Lao Thẩm Kinh Vũ, hắn cười nói, "Thẩm Kinh Vũ, ngươi không dùng tới đối với ta thi triển phép khích tướng, ngươi cũng hẳn phải biết ta Nghiêm Phi Trần là một cái dạng gì người. Ta vốn là dự định để Diệp Thần Phong bọn hắn hưởng thụ một quãng thời gian, ai có thể để cho bọn họ như vậy không thức thời đây. Đây căn bản không trách ta. Thế nào, Thẩm Kinh Vũ, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý thần phục với ta, như vậy ta có thể cam đoan không giết các ngươi diệt thiên minh còn lại người bằng không ta sợ ý một chút thất thủ đem con trai của ngươi thẩm minh hiên giết chết này nhưng là thương giữa chúng ta hòa khí rồi nghiêm phi trần tiếp tục diếu cợt nói ra nghiêm phi trần người có loại dựa vào ta thẩm kinh vũ một người đến nghiêm phi trần người có loại dựa vào ta thẩm kinh vũ một người đến loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng trong địa lao thẩm kinh vũ rất rõ ràng là bị nghiêm phi trần cho chọc giận, hắn ra sức muốn đem chói chặt tay hắn chân kim loại dây xích cho tránh thoát. Đáng tiếc là bên trong thân thể linh hồn lực bế tắc, hắn làm tất cả những thứ này căn bản là uổng công vô ích. Thẩm kinh vũ, người từ từ ở chỗ này chờ tin tức đi. Nghiêm phi trần không có lại đi để ý tới thẩm kinh vũ rồi, hắn trực tiếp đi ra chỗ này địa lao, mà nghiêm thiên giác nhưng là đi theo phía sau hắn. Trong địa lao thẩm kinh vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn nghiêm phi trần cùng nghiêm thiên giác rời đi, hàm răng của hắn là thật chặt cắn khô quắt môi, làm cho trên môi là tràn ra từng tia từng tia tiên huyết đến, có thể là bởi quá quá khích động nguyên nhân, thân thể của hắn chả hung hăng run rẩy trong miệng tự nhủ, khang thắng, diệp huynh đệ, các người nhất định phải không có chuyện gì a à hát. Nếu như các người đều được trảo tới nơi này lời nói, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ yếu rơi vào thiên minh trong tay rồi. Mà nghiêm phi trần cùng nghiêm thiên giác rời đi địa lao sau đó bọn hắn hai cha con họ là đi tới một chỗ tráng lệ bên trong cung điện. Nghiêm phi trần tại cung điện ngay chính giữa trên một cái ghế ngồi xuống, nói ra, thiên cảm giác, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát đi một chuyến kinh thành. Lần này ta không có ý định triệu tập thiên minh tất cả thành viên rồi, nhưng là ta cũng sẽ mang lên mấy người, đến lúc đó bảo đảm không cho lâm khang thắng bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Tại nghiêm phi trần tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, ba bóng người một mực cung kính đi vào bên trong cung điện, này ba tên đàn ông trung niên không hẹn mà cùng hướng về ngồi trên ghế dựa nghiêm phi trần không người chào. Ba người này chính là thiên minh tam đế, bọn hắn phân biệt gọi là Chu Bá Luân, Hàn Côn Hoa cùng Mã Lương Tài, này Mã Lương Tài chính là lúc trước dẫn dắt đi tham gia y đấu thi đấu người dẫn đầu, hắn tại y đấu thi đấu thượng bị thương thế cũng cơ bản khôi phục. Hôm nay Minh Tam Đế, Chu Bá Luân nắm giữ đế cấp đỉnh phong thực lực, Mã Lương Tài nắm giữ đế cấp trung kỳ thực lực, Hàn Côn Hoa nắm giữ đế cấp sơ kỳ thực lực, này tam đế phân biệt nắm giữ một tòa của mình đế đảo, bọn họ là nhận được Nghiêm Phi Trần mệnh lệnh sau, bọn hắn mới lập tức chạy tới hôm nay Minh tổng bộ, cũng chính là thuộc về Nghiêm Phi Trần thần đảo. Nghiêm Phi Trần nhìn xem phía trước mặt Thiên Minh tam đế, hắn lạnh nhạt mở miệng nói, ta chuẩn bị đi một chuyến kinh thành, lần này ba người các ngươi theo ta cùng đi một chuyến đem diệt thiên minh còn lại dư nghiệt cho cùng nhau diệt trừ. Chu bá luân các loại ba tên đế cấp cường giả, bọn họ là lập tức một lời đáp ứng, bọn hắn có thể có hôm nay phần này thực lực, đây đều là nghiêm phi trần dành cho bọn hắn, bọn hắn đương nhiên không dám vi phạm nghiêm phi trần ý tứ rồi. Đứng ở nghiêm phi trần bên cạnh nghiêm thiên giác, hắn đang nhìn đến lần này có phụ thân hắn nghiêm phi trần cùng ba tên đế cấp cường giả bồi tiếp hắn, này làm cho khóe miệng hắn là lộ ra hung tàn nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi lúc này còn không chết. Ta muốn để ngươi biết đắc tội ta nghiêm thiên giác hậu quả. chương 1079, Phòng vệ tăng cường. Quỷ ảnh tăng cường. Tại hắc vẫn phòng ngự trận mở ra thí nghiệm sau khi thành công, ở tại phòng vệ doanh giáp một đám lão gia tử là càng thêm an tâm, bất quá, Diệp Thần Phong lại lợi dụng hai ngày, dùng này đến hoàn thiện một cái phòng vệ doanh bên ngoài cảnh báo trang bị. Diệp thần phong đem phong vệ doanh bên ngoài cảnh báo trang bị bao trùm phạm vi lại kéo dài ra 500 mét, đồng thời tại đây bao trùm phạm vi bên trong tràn đầy các loại bí ẩn quản chế thiết bị. Chỉ nếu là không có đeo gió vệ đội huy chương người bước vào đoạn này trong phạm vi, phong vệ doanh người ở bên trong liền lập tức hội thu được cảnh báo, mà ở thu được cảnh báo đồng thời, phụ trách tại phong vệ doanh trong phòng điều khiển trách nhiệm người, bọn hắn là có thể thông qua quản chế thiết bị, ngay đầu tiên nhìn rõ ràng là ai xông vào gió này vệ doanh phạm vi. Như vậy cũng có thể để Diệp Thần Phong bọn hắn lập tức làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đồng dạng, Diệp Thần Phong còn đem thiên minh minh chủ nghiêm phi trần bức ảnh photocopy rất nhiều. Hắn muốn cho từng cái gió về đội thành viên đều nhận ra nghiêm phi trần. Nếu như là nghiêm phi trần xông vào phong vệ doanh cảnh báo phạm vi, Diệp Thần Phong nhất định muốn trước tiên mở ra hắc vẫn phòng ngự trận. Nếu như là còn lại thiên minh thành viên xông vào, như vậy chỉ cần có Lâm Khang thắng vị này thần cấp sơ kỳ cao thủ tỏa chấn, phòng vệ doanh cơ hồ không hội có bất kỳ vấn đề gì, liền hắc vẫn phòng ngự trận cũng không cần mở ra. Dù sao này hắc vẫn phòng ngự trận sử dụng số lần chỉ có 8 lần, hai ngày trước thí nghiệm một lần, bây giờ này hắc vẫn phòng ngự trận chỉ có thể mở ra 7 lần rồi. Diệp thần phong này cùng cùng cử động cũng đưa tới gió về đội thành viên quan tâm, Diệp thần phong biết là thời điểm đem thiên minh sự tình nói cho bọn họ biết rồi, thế là hắn đem thiên minh mạnh mẽ, cùng với thiên minh lòng muông giả thú toàn bộ nói ra, mà những kia đi theo ra ra mình đi tới phong vệ doanh ở tạm công tử bột cùng kiêu ngạo các đại tiểu thư. Bọn hắn khi nghe đến liên quan với thiên minh sự tình sau, bọn hắn đều không ngoại lệ lựa chọn tin tưởng, dù sao diệp thần phong liền trận pháp loại này đồ vật trong truyền thuyết đều làm đi ra rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong ở trong mắt bọn họ là một cái phi thường nhân vật thần bí lần sau bọn hắn cũng biết mình ra ra cũng không phải ngu ngốc, khó quái ra ra của bọn họ nhất định phải làm cho bọn hắn ở đến cái này phong vệ doanh bên trong đến rồi. Gió vệ đội một đám thành viên bọn hắn khi nghe đến thiên minh mạnh mẽ sau đó bọn hắn khởi điểm từng cái cũng bắt đầu lo lắng, bất quá, tại Diệp Thần Phong nói ra muốn tự tay đem thiên minh cho nhổ tận gốc sau, một cái chúng gió vệ đội thành viên lập tức lại trở nên hùng tâm tráng trí lên, từ trước đây đến bây giờ, bọn họ là thân xem chứng kiến Diệp Thần Phong từng bước từng bước mạnh mẽ, phàm là Diệp Thần Phong chuyện cần làm, vẫn không có không làm được, Diệp Thần Phong tại hết thảy gió về đội thành viên trong lòng giống như là thần. Giống như là một cái dũng cảm tiến tới niềm tin, kết quả là mỗi người gió về đội thành viên tu luyện mỗi ngày là càng thêm nỗ lực cùng khắc khổ. Tại cái này hai ngày bên trong, Lâm Khang Thắng cũng tìm Diệp Thần Phong thật tốt hàn huyên nói chuyện phiếm, Căn cứ Lâm Khang Thắng chỗ thu thập được tin tức, hắn là đem thiên minh 10 tôn thường thường sẽ xuất hiện một vài chỗ toàn bộ thu thập được, bây giờ có hắc vẫn phòng ngự trận tại, Lâm Khang Thắng là không lo lắng thiên minh chủ động đánh ra, hiện tại bọn hắn chỉ cần đem thiên minh từng cái từng cái đánh tan là được rồi. Diệp Là Phong đang cùng Lâm Khang Thắng một phen sau khi thương lượng, Diệp Thần Phong để Lâm Khang Thắng lại đi thu thập một ít cụ thể tin tức, các loại cụ thể tin tức vừa đến vị bọn hắn liền lập tức nhìn trời minh mười tôn hạ tay. Tại phòng vệ doanh trong, gió vệ đội thành viên giúp Diệp Thần Phong mở ra một mảng nhỏ đơn độc lộ thiên sân huấn luyện, dù sao phòng vệ doanh mảng lớn thao luyện chàng đều do gió vệ đội thành viên chiếm, lại nói Diệp Thần Phong rất nhiều lúc đều cần một người an tĩnh tu luyện, vì Diệp Thần Phong đơn độc mở ra một mảnh sân huấn luyện là không thể tốt hơn được rồi. phong vệ doanh, Diệp Đủ Phong cỏ độc trên sân huấn luyện Thời gian 8 tháng trung kỳ, giữa bầu trời Thái Dương đã sớm là lửa nóng vô cùng, Diệp Thần Phong tại huấn luyện thượng là đổ mồ hôi như mưa, hắn yếu lợi dụng Lâm Khang thắng thu thập tin tức này vài ngày thời gian bên trong, đem U Minh Quỷ Bước lại tăng lên một cấp độ, yếu tại vài ngày thời gian bên trong tăng lên trên diện rộng thực lực là không thể nào, nếu như có thể đem này U Minh Quỷ Bước tu luyện tiến thêm một bước, này cũng vẫn là có khả năng, đây đối với Diệp Thần Phong tương lai đối chiến thực lực bất phân cao thấp kẻ địch tuyệt đối lại là một tấm thắng vì đánh bất ngờ lá bài tẩy. Này U Minh quỷ bước ban đầu là Diệp Thần Phong tại quỷ vương tông trong di tích lấy được, này U Minh quỷ bước tu luyện tới tầng thứ cao nhất, có thể xuất hiện 5 cái cùng bản thể giống nhau như đúc ảo ảnh, những này ảo ảnh thời gian duy trì là một phút, phải biết cao thủ cùng cao thủ đối chiến thắng bại thường thường là ở một hai giây bên trong, cho nên đem này U Minh quỷ bước lợi dụng được lời nói, đây tuyệt đối là chiến thắng tuyệt chiêu diệp thần phong chỉ có đem này u minh quỷ bước tu luyện đến cấp độ thứ nhất hắn chỉ có thể đem cái thứ nhất ảo ảnh thuần thuộc triển khai ra tại lửa nóng vô cùng dưới thái dương diệp thần phong là đem linh hồn lực không ngừng tụ tập đến chung quanh hắn trong đầu nhớ lại u minh quỷ bước thi triển phương pháp dưới chân bước chân hướng phía trước bước ra một bước tại bên trái của hắn lập tức xuất hiện một cái vô cùng chân thật ảo ảnh mà hắn bên phải cái kia ảo ảnh thì muốn hỏng việc rất nhiều chỉ thấy hắn bên phải cái kia ảo ảnh chỉ có thượng bản thân không có dưới bản thân đây căn bản không tạo nên mê hoặc địch nhân tác dụng diệp thần phong đã là tại đây trên sân huấn luyện tu luyện một buổi sáng u minh quỷ bước sân huấn luyện bên ngoài chỗ nghỉ của sư năm được mùa dương viễn diệp Trấn hồng cùng vũ an quốc các loại một đám lão mưu tử đều tại liền ngay cả dư thi thi dương nghị nhi đồng được ôn hòa tiêu sơn cũng đều tại Đương nhiên này cùng trường hợp không thể thiếu Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại một đám nữ nhân rồi. Một ngày trước đồng được Ôn Hòa Tiêu Sơn đã thông qua được gió về đội khảo nghiệm, hai người bọn họ hiện tại tính là chân chính gió về đội thành viên, về phần còn lại cao tầng cháu trai, bọn hắn nội tình muốn so đồng được Ôn Hòa Tiêu Sơn kém, cho nên bọn hắn đều không có thông qua thử thách, này không, những hoàn khố đó con cháu hiện tại chính không ngừng đang cố gắng huấn luyện Tranh thủ lần sau có thể thuận lợi gia nhập gió vệ đội. Mà dư năm được mùa các loại lão gia tử rời vào gió này vệ doanh sau, bọn hắn ngoại trừ mở mang hội, xử lý xử lý tiền trong tay sự tình bên ngoài, bọn hắn liền biến được không có việc gì lên, nghe nói Diệp Thần Phong tại đơn độc sân huấn luyện tu luyện, bọn hắn một cái, cái đều đến tham gia náo nhiệt, đến cuối cùng này tham gia trò vui chính là càng ngày càng nhiều. Diệp đại ca này thi triển là công phu gì thế? này phân thân tuyệt kỹ thực sự là thật là làm cho người ta ước ao rồi. Tại nhận thức Diệp Đại ca sau đó ta mới biết trước đây ta cho rằng là cao thủ người, bây giờ nhìn lại bọn hắn liền cái rắm cũng không bằng. Dễ dàng tiêu sơn đầy mắt sùng kính nhìn xem sân huấn luyện bên trong Diệp Thần Phong. Người này không phải là nói phí lời sao, người cũng không nhìn một chút Diệp Đại ca là ai. Hắn nhưng là lão đại của chúng ta, lão đại của chúng ta tuyệt đối là trên thế giới này tối châu bò người rồi. Đồng được chuyện đương nhiên nói, từ khi chính thức gia nhập gió vệ đội sau đó này đồng chim non ôn hòa tiêu sơn đối với Diệp Thần Phong sùng bái quả thực là nhanh chóng bay lên. Một bên đồng lão gia tử cùng dịch lão gia tử ngược lại là phi thường hài lòng cháu mình loại thái độ này, dưới cái nhìn của bọn họ đồng được ôn hòa tiêu sơn có thể đi theo Diệp Thần Đặng, cho dù chỉ học đến Diệp Thần Phong một phần trăm bản lĩnh, như vậy đầy đủ đồng chim non ôn hòa tiêu sơn quật khởi rồi đã là dư thi thi cùng dương mị nhi cái này hai kim thiên chi kiêu nữ trong lòng các nàng càng ngày càng trở nên cảm giác khó chịu lên các nàng mấy ngày nay phảng phất là đối diệp thần phong càng ngày càng nghiện rồi loại này nghiện căn bản làm cho các nàng dừng lại không được sư lão gia tử nhìn xem chính mình tôn nữ dư thi thi hắn cười nói nhà đầu hiện tại có phải không hối hận rồi thế nào có muốn hay không ra ra ta mặt dày lại đi cùng thần phong nói một chút Người đối với thần phong có ý tứ sao Dương lão gia tử cũng lập tức nói ra Mỹ Nhi, người thì sao Người cảm giác thần phong tiểu tử này thế nào Sư thi thi cùng Dương Mỹ Nhi cắn môi một cái Sau đó các nàng dĩ nhiên xấu hổ trăm miệng một lời nói Chuyện của ta đều do gia gia ngài làm chủ Này làm cho một bên vũ hiểu phỉ các loại chúng nữ là đề cao cảnh giác Vũ hiểu phỉ gia gia vô an quốc cười mắng Sư lão đầu, Dương lão đầu các ngươi không nên lại nơi này cho thần phong tú ông rồi, các ngươi vẫn là tỉnh dùng ít sức lực đi. Ra ra, Diệp Đại ca phân thân triệt để biến thành hai cái rồi, căn bản phân không tiến sở cái nào mới thật sự là Diệp Đại ca rồi. Đồng được đột nhiên kích động nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về trên sân huấn luyện, chỉ thấy sân huấn luyện bên trong đứng đấy ba cái giống nhau như đúc Diệp Thần Phong. Này ba cái, Diệp Thần Phong liền ngay cả động tác cũng xuất kỳ nhất trí. Kỳ thực đứng ở chính giữa cái kia mới thật sự là Diệp Thần Phong, hắn nhìn trái phải hai bên đều cực kỳ hoàn mỹ ảo ảnh, khóe miệng hắn là lộ ra một vệt nụ cười, hắn đem này u minh quỷ bước là thuận lợi tu luyện đến cấp độ thứ hai. Trường 1080, có bản lĩnh đi vào. Ngày kế, khi ánh sáng mặt trời vừa vặn mọc lên từ phương đông, hắc ám được quang minh trục suốt thời điểm. Thiên minh minh chủ nghiêm phi trần, nghiêm thiên giác, chủ bá luân, hàn côn hoa cùng mã lương tài năm người này bọn hắn từ kinh thành phi trường quốc tế bên trong đi ra ngoại trừ nghiêm thiên giác mang trên mặt phẫn nộ cùng vẻ hưng phấn bên ngoài còn lại nghiêm phi trần bọn người một mặt bình thản thực lực đến bọn hắn tầng thứ này tâm tình của bọn họ bình thường sẽ không có quá chấn động lớn rồi lại mà lần này một tên thần cấp cường giả cùng ba tên đế cấp cường giả tại nghiêm phi trần bọn hắn xem ra cái này đội hình đủ để quét ngang toàn bộ hoa hạ quốc rồi Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần liếc nhìn mọc lên từ phương đông ánh sáng mặt trời, hắn mở miệng nói ra, lần này đánh nhanh thắng nhanh, tốt nhất có thể đem Lâm Khang thắng các loại Diệt Thiên Minh dư nghiệt cho bắt sống, nếu như bọn hắn yếu liều mạng phản kháng lời nói, như vậy trực tiếp đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương ra. Minh chủ, căn cứ trước khi đến điều tra, Hoa Hà Quốc một đám lão đầu tử toàn bộ rời vào gió này vệ doanh chúng rồi. Gió này vệ doanh trước mắt trở thành hoa hạ quốc một cái phòng vệ tối nghiêm đại bản doanh rồi. Đế cấp cường giả đỉnh cao chu bá luân nói ra. Nghiêm phi trần khinh thường nói, liền coi như bọn họ phòng vệ nghiêm mật rừng nào, người nói bọn hắn có thể ngăn trở đường đi của chúng ta sao. Nếu lần này tới đến kinh thành, như vậy rứt khoát thanh toàn bộ hoa hạ quốc đều bắt đi. Tại đêm lâm khang thắng đám người lùng bắt sau đó chúng ta cũng phải chân chính bước lên thống trị thế giới lộ trình rồi bằng vào ta đoán chừng, trong vòng một tháng, chúng ta thiên minh sắp trở thành trên thế giới này duy nhất chúa tể. Đối với nghiêm phi trần lời nói, chủ bá luân các loại ba tên đế cấp cường giả, bọn hắn từng cái là tán đồng gật gật đầu, lấy bọn hắn thiên minh thực lực, trên thế giới này căn bản không ai có thể ngăn trở bước tiến của bọn họ rồi. Một tháng trở thành thế giới chúa tể, đây đã là nghiêm phi trần phỏng đoán cẩn thận rồi. Đứng ở một bên nghiêm thiên giác, hắn nghe cha mình lời nói. Hắn tuy rằng trong lòng nhiệt huyết dâng trào, thế nhưng hắn hiện tại trong lòng duy nhất khát vọng chính là giết chết Diệp Thần Phong. Hắn mở miệng nói ra, cha, hiện tại chúng ta nhanh đi một chuyến phong vệ doanh đi. Sớm một phút đem Diệp Thần Phong giết chết, ta cũng có thể sớm một phút trừ đi trong lòng ma chướng Nghiêm phi trần vỗ vỗ nghiêm thiên giác vai, nói ra, thiên cảm giác, vạn nhất ngươi không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, vậy thì do ta đến trước tiên trị phục hắn, ta sẽ không lập tức giết hắn, ta sẽ trước đem hắn nhốt lại, chờ ngươi có năng lực chiến thắng hắn. Ta lại để cho ngươi tự tay giết chết hắn. Nghiêm phi trần biết nghiêm thiên giác trong lòng cái này ma chướng nhất định muốn chính mình thanh trừ, nếu như cái này ma chướng không thanh trừ lời nói, về sau đột phá đế cấp linh hồn lực cùng thần cấp linh hồn lực đều đem trở thành một cực kỳ to lớn cản trở. Tại dặn dò nghiêm thiên giác một phen sau đó nghiêm phi trần đám người lập tức để dâng lên linh hồn lực, năm bóng người nhanh chóng hướng về phong vệ doanh phương hướng tiến lên rồi, tốc độ kia căn bản để mắt thường phân biệt không được rồi. Đi đi trên đường người chỉ cảm thấy bên cạnh thổi qua một trận kình phong, để dưới chân bọn họ bước chân không đứng vững, từng cái rồn dập đặt mông té lăn quay trên mặt đất. Lấy nghiêm phi trần đám người bày ra tốc độ, bọn hắn ước chừng tại trong vòng nửa canh giờ là có thể đến phong vệ doanh vị trí rồi. Tại nghiêm phi trần đám người không ngừng tiếp cận phong vệ doanh thời điểm phòng vệ doanh bên trong như bình thường như thế, hết thảy gió về đội thành viên thật sớm lên huấn luyện, về phần dư năm được mùa cùng Diệp Trấn Hồng các loại lão gia tử, bọn hắn nhưng là tụ tập cùng một chỗ uống điểm tâm sáng. Vui vẻ trò chuyện, Diệp Thần Phong vòng quanh phòng vệ doanh chạy sau một tiếng, hắn là kết thúc sớm rèn luyện, đi ngang qua thao luyện tràng thời điểm, nhìn thấy từng cái gió về đội thành viên nỗ lực dáng vẻ, trong lòng hắn là hài lòng gật gật đầu, nhìn mình khai sáng gió vệ đội từng ngày từng ngày trưởng thành này làm cho diệp thần phong trong lòng cũng có một loại cực kỳ kịch liệt cảm giác thành công mà đến làm diệp thần phong chuẩn bị trở về biệt thự của mình ăn điểm tâm thời điểm bất ngờ đột nhiên xảy ra tại phong vệ doanh bên trong trên người mọi người đều đeo gió vệ đội huy chương cái này huy chương là có thêm cảnh kỳ tác dụng chỉ thấy trên người mọi người huy chương đột nhiên lóe lên hào quang màu đỏ đến thao luyện trên sân hết thảy gió về đội thành viên lập tức đình chỉ động tác, mà đang uống điểm tâm sáng dư năm được mùa cùng Diệp Trấn Hồng các loại lão gia tử. Bọn hắn cũng để chén trà xuống, bọn hắn cũng biết cái này huy chương tác dụng, dư năm được mùa cao mày nói ra, Trấn Hồng. Thật giống có người xông vào phong vệ doanh cảnh báo trong phạm vi. Thần phong hẳn là tại sớm rèn luyện, ta đi nhìn kỹ hãng nói. Diệp Trấn Hồng từ trên ghế đứng lên nói ra. Về phần những người khác, nói thí dụ như tôn Mỹ cầm cùng vũ hiểu phỉ các loại chúng nữ, đông đảo lão gia tử cháu trai cùng tôn nữ, bọn hắn đang nhìn đến huy chương không ngừng lấp lánh sau, bọn hắn cũng trước tiên dồn dập hướng về thao luyện tràng hội hợp. Thao luyện trên sân, tại trên người mọi người huy chương lấp lánh lúc thức dậy, diệp thần phong trên người huy chương dẫn theo có bộ đàm công năng. Chỉ nghe từ Diệp Thần Phong huy chương cái loa bên trong truyền ra phòng điều khiển trách nhiệm thanh âm của nhân viên, Diệp Hiếu căn cứ hình ảnh theo dõi thượng biểu hiện, có 5 người chính đang không ngừng tiếp cận phong vệ doanh, đại khái trong vòng 1 phút là có thể đến chúng ta phong vệ doanh cửa, hơn nữa một người trong đó thật giống chính là trời minh minh chủ nghiêm phi trần. Nghiêm phi trần, nghe được ba chữ này sau, diệp thần phong vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, mà người ở chỗ này cũng từng cái nhíu chặt mày, trải qua này mấy ngày, phong vệ doanh bên trong người cơ hồ là đều nhìn trời minh có rất sâu hiểu được, đặc biệt là bọn hắn biết thiên minh minh chủ nghiêm phi trần thực lực vô cùng cao, hiện nay liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng không phải là đối thủ của nghiêm phi trần. Tại trong phòng điều khiển nhân viên trực hướng về Diệp Thần Phong hồi báo thời điểm, Lâm Khang Thắng cùng thẩm minh hiên các loại diệt thiên minh người, bọn hắn cũng vừa mới tốt đi tới thao luyện trên sân, Diệp Thần Phong biết bây giờ không phải là nói nhảm lúc. Nếu như các loại nghiêm phi trần bọn hắn xông vào phong vệ doanh, như vậy bọn hắn nơi này tất cả mọi người chỉ có là chờ chết phần rồi. Diệp thần phong vội vàng đối với Lâm Khang Thắng, nói ra, dừng phó minh chủ, người lập tức đem hắc vẫn phòng ngự trận cho mở ra. Diệp thần phong cũng sớm đã sắp mở ra hắc vẫn phòng ngự trận phương pháp dạy cho Lâm Khang Thắng rồi. Lâm Khang Thắng cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn đứng đang thao luyện trên sân không chút do so dự nào liền đem trong cơ thể linh hồn lực bên ngoài phóng ra, đem linh hồn lực truyền vào thao luyện trên sân tám cái trong mắt trận, cả người phong vệ doanh trong nháy mắt được một tầng trong suốt lồng ánh sáng màu trắng cho bao phủ lại rồi. Tại hắc vẫn phòng ngự trận mở ra sau đó diệp thần phong trong lòng là tạm thời thở phào nhẹ nhõm hắn đối với lâm khang thắng nói ra, dừng phó minh chủ, người chú ý khống chế xong hắc vẫn phòng ngự trận, ta trước tiên tới cửa đi xem xem tình huống. Nói xong, Diệp Thần Phong thân ảnh liền hướng phong vệ doanh cửa lớn lao đi rồi, mà Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, bọn hắn cũng đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Tại Diệp Thần Phong đám người vừa vặn khi đi tới cửa, Thiên Minh Nghiêm Phi Trần mấy người cũng vừa vặn đã tới phong vệ doanh cửa vào, phong vệ doanh cửa lớn là mở rộng ra, bất quá, ngoài cửa lớn được một tầng trong suốt lồng ánh sáng màu trắng cho bao phủ lại rồi, này Nghiêm Phi Trần đám người còn chưa phát hiện tình huống này. Nghiêm Thiên Giác đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, trên mặt hắn biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn lên, quát lên, Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi trả chạy trốn nơi đâu. Không có Diệp Thiên Minh che chở, ngươi liền chỉ là một con nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu run dế mà thôi. Nghiêm Phi Trần cũng không có vội vã lập tức động thủ, hắn có nhiều ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Thần Phong, đây là chúng ta đúng nghĩa lần thứ nhất thấy mặt, chuyện của ngươi ta nhưng là nghe nói không ít nếu như ngươi không có trở thành con trai của ta ma chướng như vậy ta còn nói không chắc hội mời chào ngươi nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể chết ở ta tay của con trai lên còn có lâm khang thắng đâu này khiến hắn không nên trốn trốn tránh tránh rồi nếu như diệt thiên minh người nguyện ý đầu hàng chúng ta có thể tạm thời không bị thương tính mạng của các ngươi nghiêm phi trần tiếp tục nói tinh khí trực sảng trình đại hổ mắt hắn đỏ bừng nói ra thả con mẹ ngươi dám chó nghiêm phi trần ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Ngươi có gan đến đánh ngươi trình ra ông mày a à hát, trình ra ông mày nếu như nháy một cái con mắt, ta liền theo họ ngươi. Thẩm Minh Hiên xong quyền là cầm chít rồi, chít rồi, vang vọng, hắn trừng lên nghiêm phi trần, hỏi, ngươi đem cha ta chảo đi nơi nào? Các ngươi bọn này ngớ ngẩn, chết đến nơi rồi rồi, các ngươi trả xính nhất thời nhanh miệng. Sau đó có các ngươi kêu cha gọi mẹ thời điểm. Nghiêm thiên giác cười đem tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực đề được đưa lên. Diệp thần phong là tùy ý nhún nhún vai, trên mặt vẻ mặt không có chút rung động nào, bình thản nói ra, chúng ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh đi vào lấy tính mạng của chúng ta. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 54